siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 21. Bên trên bầu trời, một đạo tinh mang đột nhiên hiện lên. Nương theo lấy còn có một đạo tử mang, cái này hai đạo quang mang đột nhiên thì xuất hiện tại Ma La Đại Đế trước mặt. La Quân cùng Ma La Đại Đế lập tức cũng liền thấy rõ ràng, tử mang chính là một tử sắc liên hoa ngai vàng, cái kia ngai vàng cánh sen chậm rãi đình chỉ xoay tròn, sau đó, Trầm Mặc Nùng từ phía trên nhảy xuống. Đồng thời, La Quân cũng thấy rõ ràng Trần Thiên Nhai. Hắn không khỏi hưng phấn nói, Lăng tiền bối. Trần Thiên Nhai nhàn nhạt lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, lại không để ý. Hắn trực tiếp đối mặt Ma La Đại Đế, lãnh đạm hỏi, người chính là Ma La Đại Đế. Trần Thiên Nhai ngữ khí lãnh đạm bên trong lộ ra cuồng ngạo. Mỗi một cái có đại bản sự người, thì coi như bọn họ mặt ngoài khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong tuyệt đối đều có một loại cuồng ngạo sức lực. Ma La Đại Đế tính tình cũng là kiệt ngao bất thuần, hắn trông thấy cái này Trần Thiên Nhai vừa đến đã ở trên cao nhìn xuống, liền cũng không có gì tốt thái độ. Từ tốn nói, ta là, làm sao? Còn không đợi Trần Thiên Nhai mở miệng, Trầm Mặc Nùng tới trước đến La Quân bên người, nàng đối La Quân nhỏ giọng nói ra, vị này không phải Lăng tiền bối, hắn là Ma Đế Trần Thiên Nhai. La Quân không khỏi giật mình, vì cái gì Ma Đế Trần Thiên Nhai cùng Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng giống nhau như đúc? Chẳng lẽ hai người là huynh đệ? Nếu như là huynh đệ, vậy cái này hai huynh đệ cũng quá lợi hại đi. Một cái là Ma Đế, một cái là Trung Hoa Đại Đế. Ma Đế làm sao lại đến? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Hắn lập tức còn nói thêm, Ma La đã đáp ứng ta, không hề giết hại bình dân. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, nàng mắt nhìn Ma Đế, lại nhìn Ma La Đại Đế, không khỏi cảm thấy vì khó tới cực điểm. Lần này, nàng tuyệt đối là lòng tốt làm chuyện xấu, quỷ sát, ta là muốn mời vị này Ma Đế đến ngăn cản ngươi, nhưng là tuyệt đối không muốn hắn tới giết ngươi, ta đối với ngươi không có ác ý. Ma La Đại Đế nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết, ngươi yên tâm đi, hắn giết không ta. Trần Thiên Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi rất ngông cuồng. Ma La Đại Đế cũng không dám khinh thị Trần Thiên Nhai, hắn là cỡ nào mẫn cảm người, chỗ nào có thể không phát hiện được cái này Ma Đế không tầm thường. Cái này Ma Đế tu vi, cũng không phải người thánh sư kia có thể so sánh với. Ngươi càng ngông cuồng hơn, Ma La Đại Đế nói ra. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói, rất tốt, động thủ đi. Đợi một chút, tiền bối. La Quân lập tức đứng ra, xông Trần Thiên Nhai nói ra. Trần Thiên Nhai cực không kiên nhẫn, La Quân loại tiểu nhân vật này, hắn một cái đầu ngón tay liền có thể giết trăm ngàn cái. Hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn La Quân, trực tiếp cũng là phất ống tay áo một cái. Nhất thời, một cỗ nói không nên lời mạnh mẽ lực lượng hướng phía La Quân ở ngực tập sát mà đến. Cỗ lực lượng này, vô hình vô trạng, nhưng cũng chân thực tồn tại. Cỗ lực lượng này đến thật nhanh, La Quân căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thời gian. Mắt thấy, La Quân liền muốn chết oan chết uổng. Hắn Trần Thiên Nhai cả đời giết người vô số, tiện tay giết cái tiểu nhân vật, căn bản là giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng ở một tích tắc này, Ma La Đại Đế đột nhiên xuất thủ. Hắn ngăn tại La Quân trước mặt. Cỗ lực lượng kia đánh vào Ma La Đại Đế trên thân, Ma La Đại Đế không nhúc nhích tí nào, thì theo người không việc gì một dạng. Trên thực tế, Ma La Đại Đế cũng thật không có chuyện gì. Hắn ở đâu là tốt như vậy bị giết? Ma La Đại Đế lạnh lùng đối Trần Thiên Nhai nói, La Quân là bằng hữu ta, ai dám giết bằng hữu của ta, ta liền muốn hắn chết. Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, đáng tiếc, ngươi giết không ta. Ma La, hôm nay là ngươi tử kiếp. Ngươi cái gọi là thân trên thiên tâm, bất quá là lão thiên muốn để ngươi chết. Ta tới giết ngươi là thuận ứng thiên ý, ngươi là không tệ địch nhân, đồng thời tồn tại ngàn năm. Ta như giết ngươi, chính là đại công đức một kiện. Có lẽ nói không chừng, hôm nay giết ngươi, sẽ để cho ta thuận lợi đến tầng 10 chi cảnh. Ma La Đại Đế nhạt lạnh nói ra, ngươi giết không ta, trong thiên hạ, không ai có thể giết đến ta. Trần Thiên Nhai nói ra, Ma La, ngươi bất quá là cái giếng chi con ếch. Ngươi tu luyện là thân thể cuối cùng hội mục nát, chỉ có nguyên thần mới có thể tránh thức chống lại thiên đạo. Thân thể ngươi là chống lại không thiên đạo, ta biết ngươi tế bào biến dị vô cùng lợi hại, nhưng ta tự nhiên có cửu chuyển vô cực trận pháp đến rút ra trên người ngươi biến dị thể. Chỉ cần ngươi mất đi biến dị thể, ngươi cũng bất quá là cái phàm nhân. Ma La Đại Đế sầm mặt lại. La Quân tại Ma La Đại Đế sau lưng,
vừa rồi Ma La Đại Đế lời nói để hắn cảm động. Đồng thời La Quân cũng tránh thức cảm nhận được Ma Đế cùng Trung Hoa Đại Đế khác biệt. Trung Hoa Đại Đế tâm hệ gia quốc, đại nhân đại nghĩa, khiến cho người như Mộc Xuân Phong. Mà Ma Đế lại là vì tư lợi, chỉ muốn hắn tự thân tu vi đề bạt. Giữa hai bên, là trên bản chất khác nhau. Đồng dạng hai huynh đệ, thế mà lại có to lớn như thế khác biệt. La Quân, người cùng Trầm Mặc Nùng lui qua một bên. Ma La Đại Đế trầm giọng nói ra. Nhiều năm như vậy tuế nguyệt bên trong, ta rốt cục đụng tới chánh thức sát kiếp. Cái này một cái chớp mắt, Ma La Đại Đế nói thầm. Hắn chánh thức từ trên người Ma Đế cảm nhận được nguy hiểm ý vị. Đây là hắn trước kia từ chưa từng gặp qua. Thiên đạo không thể kháng cự. La Quân bỗng nhiên cảm nhận được tầng này khủng bố ý vị. Thiên đạo là muốn tru sát Ma La, cho nên, nhiều như vậy trùng điệp cửa khẩu trở ngại, đều cải biến không Ma La khôi phục trí nhớ, trở thành Ma La Đại Đế. Mà dưới mắt, liền xem như Ma La không muốn tiếp tục giết người. Nhưng Trần Thiên Nhai vẫn là tìm tới. Đây chính là hiện thực bản tử thần tới. Vô luận như thế nào làm sao qua nỗ lực, đều cải biến không kết cục. La Quân từ tâm lý cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng khẩn trương nhìn lấy hiện trường. La Quân cũng vô pháp qua quái Trầm Mặc Nùng, hắn cảm thấy đây chính là thiên ý. Ngay tại Ma La Đại Đế cùng Trần Thiên Nhai dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm. Xa như vậy chỗ đột nhiên truyền đến đậu bỉ thanh âm. A ha ha, may mắn tới kịp lúc a, kém một chút thì bỏ lỡ trận này kinh thiên đại chiến. Trầm Mặc Nùng không khỏi im lặng, thanh âm này thình lình chính là Viên Tinh Vân Đại Sư Huynh phát ra. Tiếp theo, phía trước chỗ hắc ám hai đạo bóng đen như điện như ánh sáng, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh vừa đến, thì sông Trần Thiên Nhai cùng Ma La Đại Đế nói ra, các ngươi tiếp tục, chúng ta không quấy rầy các ngươi a. Trần Thiên Nhai nhìn đại sư huynh liếc một chút, nói ra, ta hành tung cũng là ngươi bạo lộ ra. Đại sư huynh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ha ha, Ma Đế, ngượng ngùng. Muốn chết, Trần Thiên Nhai lại không nhiều nói. Đối đại sư huynh lăng không cũng là nhất trưởng. Đại sư huynh lập tức liền bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Viên Tinh Vân, Trầm Mặc Nùng đều là bị kinh ngạc, vội vàng đến đại sư huynh trước mặt. Đại sư huynh sắc mặt trắng bệch, hắn ngồi xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Miệng nói, ta dựa vào, Ma Đế, người quả nhiên lợi hại. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai làm cho ta thụ thương, người tùy tiện nhất trưởng ta thế mà đều ngăn cản không nổi. Viên Tinh Vân cũng là thất sắc, nói, sư huynh ngươi đã là trường sinh cảnh đệ cửu trọng, thế mà liền Ma Đế nhất trưởng đều tiếp không. Đại sư huynh nói ra, hắn chỉ dùng 2 điểm khí lực, nếu như hắn dùng tới 3 phần khí lực, lão tử hôm nay đầu này mạng già liền muốn bàn giao, ta dựa vào, mấy cái này đại đế, quá biến thái. La Quân ở một bên cũng là âm thầm kinh hãi, trước mắt cái này đại sư huynh đã đạt tới trường sinh cảnh đệ cửu trọng, nhưng lại liền Ma Đế 2 điểm khí lực nhất trưởng đều không tiếp nổi. Ma Đế tu vi đến khủng bố đến mức nào? Na Ma La lần này, chẳng lẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ? Buồn cười, trước đó Thánh Sư tự xưng là cao thủ tông sư. Hắn tại Ma Đế trước mặt những người này, vậy thì thật là liền con kiến hôi cũng không tính là. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là lúc trước Ma Đế làm loạn, Trung Hoa Đại Đế cùng Thần Đế cùng một chỗ mới đưa Ma Đế giam lại. Cái này Ma Đế tu vi chẳng lẽ so Lăng Tiền Bối còn muốn lợi hại hơn? Lại nói lúc này, Trần Thiên Nhai cùng Ma La Đại Đế rốt cục giao thủ. Ma La Đại Đế đột nhiên gào thét một tiếng, trong một chớp mắt, thân thể nó tăng vọt, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu. Tựa như là một đạo tiếng sấm nổ hướng Ma Đế. Ma La Đại Đế như thiểm điện xông về phía Trần Thiên Nhai, hắn là muốn theo dựa vào thân thể của mình đến va chạm Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn đột nhiên nhất trưởng lăng không đẩy ra. Ma La Đại Đế lập tức liền bị đánh bay ra 30 mét bên ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trần Thiên Nhai lộ ra hời hợt. Quá yếu, Trần Thiên Nhai nói ra. Xa như vậy chỗ đã là bụi đất tung bay. Tuy nhiên Ma La Đại Đế thủ hạ không ít, nhưng là những này quỷ vật căn bản cũng không dám tới gần Ma Đế. Và lại, thực tới gần cũng không có chơi dùng. Những này quỷ vật tại Ma Đế trên tay cũng là hôi phi yên diệt mệnh. Bất quá lập tức. Nơi xa một đạo hắc ảnh thì lướt đến. Ma La Đại Đế thiểm điện trùng sát mà đến. Vừa rồi Trần Thiên Nhai nhất trưởng có thể diệt sát thần Phật,
nhưng không có đối Ma La Đại Đế tạo thành một chút thương tổn. Trần Thiên Nhai vẫn là không nhúc nhích, hắn lại lăng không đánh ra nhất trưởng. Ầm, Ma La Đại Đế lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất bụi đất tung bay. Bất quá vẫn là không có ngoài ý muốn, Ma La Đại Đế lần nữa chém giết tới. Hắn cười ha ha, lại là càng hung mãnh hơn. Trần Thiên Nhai lại nhất trưởng đánh giết tới. Ma La Đại Đế lần nữa bay ra ngoài. Mỗi một lần, Ma La Đại Đế bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa trùng sát thời điểm, hắn lực lượng càng thêm hung mãnh. Cái này giống như là một cái vòng lặp vô hạn. Trần Thiên Nhai cũng không có chút nào mệt mỏi cảm giác. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở một bên khẩn trương nhìn lấy. Cái kia đại sư huynh cùng Viên Tinh Vân nhìn trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, cái này cũng có thể a. Như thế, Trần Thiên Nhai cùng Ma La Đại Đế rằng co trọn vẹn một giờ. Ma La Đại Đế lực lượng càng ngày càng hung. Trần Thiên Nhai cũng vẫn nhất trưởng bổ giết đi qua. Mặc cho Ma La Đại Đế lực lượng như thế nào hung mãnh, Trần Thiên Nhai đều là ổn thỏa trung ương, không nhúc nhích tí nào. Liền cũng tại lúc này, Ma La Đại Đế lại một lần chém giết tới. Trần Thiên Nhai hét lớn một tiếng, nói, người tế bảo biến dị cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hắn sau khi nói xong đột nhiên trực tiếp hóa thành một đạo tinh mang, bay tới giữa không trung. Sau cùng, Trần Thiên Nhai hướng xuống nhất chỉ. Nhất thời kim quang lấp lóe, lại là một cái bát quái trận xuất hiện tại Ma La Đại Đế dưới chân. Bát quái trận to lớn vô cùng, khoảng chừng 30 mét vuông. Ma La Đại Đế cũng là đứng tại bát quái trận trung ương. Ma La Đại Đế đang muốn rời đi, bát quái trận bỗng nhiên kim quang đại thịnh. Kim quang kia tựa như là kim sắc cây cột đem Ma La Đại Đế buồn ngủ ở trung ương. Ma La Đại Đế đại lực xé rách, lại là như bắt lấy không khí, nhưng hết lần này tới lần khác, người khác vô luận như thế nào chạy không thoát bát quái trận tâm. Đây chính là Trần Thiên Nhai cửu chuyển vô cực trận pháp. Lúc này, Trần Thiên Nhai cắn nát ngón tay, để máu tươi nhỏ xuống. Máu tươi nhỏ xuống đến Ma La Đại Đế trên trán, Ma La Đại Đế nhất thời không nhúc nhích. Cái kia bát quái trận nhanh chóng chuyển động, càng chuyển càng nhanh, kim quang như vô cùng kim kiếm khoảng chừng xen kẽ, sát khí hung hãn. Trần Thiên Nhai toàn thân áo đen tại giữa không trung bị gió thổi qua, nhất thời bay phất phới. Ma La Đại Đế không thể động đậy, kim quang kia còn cuốn hắn, giống như có lẽ đã rời rạc đến trong thân thể của hắn. La Quân mọi người liền nhìn lấy Ma La Đại Đế trong thân thể kim quang phun trào. Ma La Đại Đế phát ra thống khổ gào thét tới. La Quân một trong lòng mọi người rung động không thôi. Trước đó, Ma La Đại Đế trong lòng bọn họ, cũng là vô địch một y hệt. Nhưng bây giờ Ma La Đại Đế gặp gỡ Ma Đế Trần Thiên Nhai, lại là không có sức đánh trả chút nào. Lúc này, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Trần Thiên Nhai nói, Ma La, người đắc ý nhất bất quá là tế bào thể vô cùng biến dị năng lực. Ta hôm nay liền đem ngươi loại năng lực này toàn bộ rút ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không khỏi lo lắng. Bọn họ làm sao có thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy Ma La chết đi như thế? Xa không nói, ngay tại vừa rồi, Ma La Đại Đế đô cứu La Quân nhất mệnh. Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. La Quân không chút nghĩ ngợi, hướng thẳng đến cửu chuyển vô cực đại trận phóng đi. Hắn rất nhanh liền đi vào cửu chuyển vô cực đại trận trước mặt. Trần Thiên Nhai giờ phút này đang rút ra Ma La Đại Đế trong thân thể kim quang. La Quân trực giác đến kim quang một khi bị rút ra. Ma La Đại Đế đặc thù năng lực liền sẽ biến mất. Có thể muốn làm sao phá cửu chuyển vô cực đại trận đâu. La Quân cảm thấy vô cùng nóng nảy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như hắn thật phá cửu chuyển vô cực đại trận, cái kia chính là đắc tội Ma Đế Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai loại nhân vật này muốn giết La Quân tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên nhớ kỹ sư phụ đã từng dạy qua chính mình một số trận pháp ảo diệu. Cái này cửu chuyển vô cực đại trận, hết thảy đều là nghiêm mật cùng cực, khiến cho người tới gần không được. Nhưng là, La Quân tâm niệm nhất động, đột nhiên thì trên mặt đất nắm lên một cục đá. Hắn chiếu vào cửu chuyển vô cực trong đại trận dùng lực ném mạnh đi vào. Răng rắc, cục đá kia thế mà thật đột phá cửu chuyển vô cực đại trận, tiến vào bên trong. Cục đá ở chính giữa, nhất thời phá hư cửu chuyển vô cực đại trận tinh khiết. Liền cũng tại lúc này. Ma La Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hướng phía trước va chạm, liền đem cửu chuyển vô cực đại trận va nát. Ma La Đại Đế chính thức trốn tới. Hắn hai mắt lâm vào huyết hồng, thân thể bắt đầu hiện ra trong xuất sắc,
trong thân thể ngũ tạng lục phủ đã là mắt trần có thể thấy. Ma La Đại Đế lần nữa bắt đầu biến dị. Trần Thiên Nhai lúc đầu đã 10 phần chắc chín muốn cái gì Ma La Đại Đế. Cái này bị La Quân phá hư, hắn lửa giận nhất thời đến La Quân trên thân. Ngươi cái này con kiến hôi, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, để ngươi làm hỏng đại sự của ta. Trần Thiên Nhai lạnh lùng nói xong, đột nhiên liền hạ xuống tới, trực tiếp xuất hiện tại La Quân trước mặt. Hắn lộ ra sát khí đằng đằng. Trầm Mặc Nùng giật mình, nàng đã biết La Quân không ổn. Cho dù là tự mình ra tay cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí rất có thể dựng vào tánh mạng. Nhưng Trầm Mặc Nùng cái gì đều không lo được, nàng cấp tốc đi vào La Quân trước mặt, đồng thời ngăn trở La Quân, hướng Trần Thiên Nhai ôm quyền nói, tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. La Quân nhất thời không hiểu chuyện, xin ngài ngàn vạn hơi thở lôi đình chi nộ. Cút ngay, Trần Thiên Nhai vung tay lên, tựa như là gỡ ra một con ruồi một dạng. Hắn rõ ràng cách Trầm Mặc Nùng có 3 mét xa. Cứ như vậy cách không víu vào, Trầm Mặc Nùng lập tức chịu không nổi, bị đào bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Bên kia Viên Tinh Vân thấy thế cũng là thất sắc, hắn tuy nhiên đối hắn sự tình không chút nào để ý. Nhưng là cùng La Quân cũng tốt xấu là nhìn nhau một trận, không thể như thế trơ mắt nhìn lấy La Quân chết a. Viên Tinh Vân lập tức xung đại sư huynh nói ra, sư huynh, chúng ta phải cứu La Quân a. Đại sư huynh lắc đầu. Đập đi miệng nói ra, mà đế thế nhưng là hỉ nộ vô thường, chúng ta chung vào một chỗ, cũng không đủ hắn một đầu ngón tay lợi hại. Đến liền là chịu chết, nếu là chịu chết, tại sao phải đi? Vậy cũng cải biến không bất kỳ vật gì. Viên Tinh Vân trong lúc nhất thời, thế mà cảm thấy đại sư huynh nói xong có đạo lý, hắn thế mà không phản bác được. Viên Tinh Vân thở dài, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Người tu đạo, tối thiểu xu thế cắt tránh họa loại này giác ngộ vẫn là muốn có. Trần Thiên Nhai trên thực tế liền La Quân con mắt đều không nhìn, hắn đang định giết chết La Quân lúc, mà La Đại Đế chợt lách người ngăn ở La Quân trước mặt. Trần Thiên Nhai nhất trưởng đánh ra, vừa vặn đánh giết tại Ma La Đại Đế trên thân. Oanh! Ma La Đại Đế rời khỏi 3 bước xa, La Quân ở phía sau lập tức liền bị đụng bay. Bất quá La Quân cũng không có chuyện gì, hắn cấp tốc nhảy dựng lên, bước nhanh đến Trầm Mặc Nùng bên cạnh hỏi, người không sao chứ? Trầm Mặc Nùng cũng đứng lên. Nàng lắc đầu, nói ra, ta không sao. Hai người chú ý lực rất nhanh liền đến Ma La Đại Đế cùng Trần Thiên Nhai trên thân. Ma La Đại Đế cười lạnh, nói, bây giờ ta tế bào đã tiến hóa đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, liền xem như ngươi cửu chuyển vô cực đại trận cũng làm khó dễ ta không được. Ngươi hôm nay muốn giết ta, chỉ sợ là không thành. Trần Thiên Nhai sắc mặt rất là khó coi, hắn nói ra, lúc đầu hôm nay là ngươi tử kỳ. Bất quá tiểu tử kia thế mà là lợi hại nhất thiên mệnh giả, hắn cải biến mạng ngươi nghiên cứu. Đã ngươi khó mà giết chết, vậy hắn thì không chết không thể. Ma La Đại Đế sầm mặt lại, hắn nói ra, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi giết bằng hữu của ta. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn cản cho ta sao? Hắn sau khi nói xong, lật bàn tay một cái, nhất trưởng hướng Ma La Đại Đế lăng không từng đánh chết tới. Ma La Đại Đế lần nữa bay ra ngoài. Trần Thiên Nhai thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại La Quân trước mặt. Trần Thiên Nhai một tay đột nhiên bóp lấy La Quân cổ, đem La Quân cứ như vậy giơ lên. La Quân lập tức cảm thấy hô hấp khó chịu tới cực điểm, sắc mặt tím lại. Hắn hai chân loạn đạp, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trần Thiên Nhai sắc mặt dày đặc, nói, ta cuộc đời hận nhất thì là vận khí tốt người. Năm đó Trần Lăng nếu không phải ỷ vào chính mình chính là thiên sát hoàng giả, khí vận hộ thân, ta làm sao có thể thua vào tay hắn. Hôm nay người cái này thiên mệnh người tại, ta ngược lại muốn xem, phải chăng có người có thể cứu ngươi. Buông hắn ra, Trầm Mặc Nùng mắt thấy La Quân nguy cơ vạn phần, không khỏi lệ quát một tiếng. Nàng hướng Trần Thiên Nhai đánh tới, Trần Thiên Nhai lại chỉ quát một tiếng, cút. Trầm Mặc Nùng lập tức như bên trong ma chú, thống khổ ngã ngửa trên mặt đất. Không ngừng đánh lăn đứng lên. Ma đế chi uy lực, thật sự là khủng bố. Một nhóm người này đều là đại thần thông giả, nhưng ở ma đế trước mặt, lại theo tiểu hài tử đồ chơi một dạng. Cũng chỉ có Ma La Đại Đế mới có thể chịu đựng lấy Trần Thiên Nhai công kích. Nhưng Ma La Đại Đế cũng căn bản không có cơ hội công kích. Buông hắn ra, Ma La Đại Đế hét lớn một tiếng, điên cuồng chém giết tới. Trần Thiên Nhai nhìn cũng không nhìn Ma La Đại Đế. Cũng chỉ nhất trưởng, chính là lăng không nhất trưởng liền đem Ma La Đại Đế đánh bay ra ngoài.
Ma La Đại Đế lại lần nữa xông vào, Trần Thiên Nhai lại đánh ra nhất trưởng, Ma La Đại Đế lại bay. Trần Thiên Nhai ánh mắt nhìn cũng không nhìn Ma La Đại Đế, hắn chú ý lực vẫn tại La Quân trên thân. Ma La Đại Đế tuyệt đối là cứu không La Quân, La Quân chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách hắn cách là gần như thế. La Quân đã ngạt thở, trong mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy mình đã chết. Hắn lúc này não hải là trống rỗng. Tuy nhiên ảo tưởng qua rất nhiều lần chính mình tử vong, nhưng lại không nghĩ rằng hội là như thế này, mà lại là như thế nhanh. Không có cái gì kỳ tích. Ma đế là cường thế như vậy, liền xem như Ma La Đại Đế cứu viện đều là như thế tái nhợt. Ai có thể tại ma đế trên tay cứu La Quân? Thần đế sao? Thần đế không có khả năng tới. Trung Hoa Đại Đế sao? Trung Hoa Đại Đế cũng không có khả năng tới. Vẫn là từ nơi sâu xa Tu La Đại Đế. Vậy căn bản không có khả năng. Trầm Mặc Nùng cực kỳ bi thương, nàng cơ hồ coi là La Quân đã chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, Trần Thiên Nhai buông ra La Quân, hắn đem La Quân vứt trên mặt đất. La Quân trực tiếp ngất đi. Trần Thiên Nhai trên mặt là một mặt không thể tin, không có khả năng, không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại là. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân trốn qua một kiếp này, không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn cấp tốc đi vào La Quân trước người. Trầm Mặc Nùng đưa tay dò xét La Quân hơi thở, cái này tìm tòi, nàng lập tức liền thở phào. Bởi vì La Quân hơi thở tuy nhiên yếu ớt, nhưng không có trở ngại. Không có khả năng, Trần Thiên Nhai đột nhiên quay người lại, hóa thành một đạo tinh mang, trực tiếp bay lên không trung. Rất nhanh, Trần Thiên Nhai liền biến mất không thấy gì nữa. Ma đế Trần Thiên Nhai cứ như vậy, đi. Cả đám đều cảm thấy không khỏi rượu, nhưng tất cả mọi người thở phào, La Quân không có việc gì liền tốt. Ma La Đại Đế cũng cấp tốc đi vào La Quân trước mặt. Viên Tinh Vân cùng Đại Sư Huynh hai mặt nhìn nhau. Đại Sư Huynh phủ dưới sợi râu, nói, cổ quái, thật cổ quái. Ma đế tính cách cũng không phải lề mề chậm chạp, hắn đã nói muốn giết cái này trẻ con, vậy liền tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn vì cái gì đột nhiên thì không giết oa nhi này. Hắn nói không có khả năng, đến là cái gì không có khả năng a? Đại Sư Huynh trăm bề không được giải. Viên Tinh Vân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Không có người biết ma đế Trần Thiên Nhai đột nhiên phát là cái gì thần kinh. Mà Trầm Mặc Nùng, Ma La Đại Đế đô không muốn truy cứu những này, chỉ cần La Quân không có việc gì liền tốt. Sau đó, Ma La Đại Đế khôi phục bình thường hình thái. Cái kia lại là một thanh niên nam tử bộ dáng. Ma La Đại Đế đêm đó liền đem sở hữu quỷ vật giải tán, lại đem U Linh Sứ Giả cũng tập hợp một chỗ, phân phó mỗi người bọn họ tán đi, không được làm loạn. Chúng quỷ vật, cùng U Linh Sứ Giả cũng không dám làm trái. Viên Tinh Vân cùng Đại Sư Huynh trực tiếp rời đi. Viên Tinh Vân có chút xấu hổ, bởi vì hắn ở một bên là thấy chết không cứu. Bất quá Trầm Mặc Nùng căn bản không nghĩ tới tại cái này một gốc dạ, cũng không có chú ý Viên Tinh Vân. Và lại, nàng cũng cảm thấy Viên Tinh Vân coi như xuất thủ, cái kia cũng bất quá là chịu chết. Cho nên, nàng không có bất luận cái gì của trách cùng thất vọng đau khổ ý tứ. Viên Tinh Vân là mình cảm thấy băn khoăn, tâm hỏng mà thôi. Viên Tinh Vân theo Trầm Mặc Nùng lên tiếng kêu gọi, thì cùng Đại Sư Huynh rời đi. La Quân thì tại rạng sáng 5 giờ thời điểm, từ chùa miếu bên trong tỉnh lại. Chùa miếu bên trong chỉ có Ma La Đại Đế, Havana Slep, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân 4 người. La Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn câu nói đầu tiên là nói đến, ta chết sao? Trầm Mặc Nùng không khỏi mỉm cười, nàng thở phào, nói ra, người không chết, người vẫn là nhảy nhót tưng bừng. La Quân cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn lập tức một thanh ngồi xuống. Đồng thời, hắn nhìn chung quanh mọi người liếc một chút. Sau đó, hắn cáo nghi vấn hỏi, chuyện gì phát sinh? Ma đế đâu, người nào đem hắn đánh chạy, người nào cứu ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, ai cũng cứu không ngươi. Lúc ấy, không ai có bản sự này. Ngươi sở dĩ không có việc gì, là bởi vì ma đế buông tha ngươi. La Quân không khỏi càng thêm kỳ quái. Ma đế sẽ bỏ qua ta. La Quân trăm bề không được giải, hắn nói ra, ta nhìn ra, ma đế là cái đã nói là làm người. Hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, nhưng hắn tại sao muốn buông tha ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy ma đế biểu lộ rất khiếp sợ, hắn nói liên tục mấy cái không có khả năng, sau đó thì vứt xuống người đi. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cảm thấy cái này bên trong nhất định có rất lớn ẩn tình.
Cái này ẩn tình là liên quan tới chính mình, mà ma đế đã biết được. La Quân lập tức nói với Trầm Mặc Nùng, không được, ta muốn đi tìm ma đế. Tìm hắn, Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nàng đối cái này ma đế là kiêng kỵ tới cực điểm. Cho nên vừa nghe nói La Quân muốn đi tìm ma đế, nàng trái tim đều là rung động một chút. Ngay sau đó nàng nói ra, cái này cũng không cần phải đi. Ma đế là cái không thể làm cho người ta vật, chúng ta thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, tội gì muốn tiếp tục tìm tới qua. La Quân trong lòng như ngạnh đâm vào hầu, hắn nói ra, đây nhất định là cùng ta thân thế có quan hệ, ta muốn biết rõ ràng cha mẹ ta đến là ai, phải đi tìm ma đế. Trầm Mặc Nùng cùng Havana Slep, Ma La Đại Đế Đô là khẽ giật mình. Các nàng lại là không nghĩ tới cái này bên trong then chốt cùng La Quân thân thế có quan hệ. La Quân từ trước đến nay không cùng người sách chính mình thân thế cùng phụ mẫu. Nhưng Havana Slep lại là biết, La Quân rất lợi hại quan tâm mẫu thân mình, cái kia Peto Son chỉ cần vũ nhục đến mẫu thân hắn, hắn lập tức liền là sắc mặt thay đổi. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó cũng không nhiều lời, nói, tốt ha, ta biết ma đế là tại thái trên núi. Ngươi muốn đi tìm hắn, ta cùng ngươi. La Quân nói ra, ta một người đi là được, ma đế đã hiện tại không giết ta, ta qua Thái Sơn, hắn cũng sẽ không giết ta. Mà ngươi thì khác biệt. Trầm Mặc Nùng còn muốn nói tiếp cái gì, La Quân lại trước khi nói ra, chúng ta không nói cái đề tài này. Hắn quay đầu nhìn về phía Ma La Đại Đế, nói ra, về sau ngươi có tính toán gì? Ma La Đại Đế khẽ cười khổ, hắn nói ra, ta vốn cho rằng đã trải qua thiên hạ vô địch, ai cũng không thể giết ta. Không nghĩ tới lần này sát kiếp buông xuống, kém một chút thì đầu một nơi thân một nẻo. Là ngươi khí vận cứu vãn ta, ngươi đối với ta là có tránh thức ân cứu mạng. Về sau, La Quân, ngươi chính là ta lớn nhất hảo huynh đệ. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, lên núi đao, xuống biển lửa, ta đều không chối từ. La Quân trong mắt lập tức tách ra dị dạng quang mang đến, hắn lúc này bỏ qua một bên thân thế nỗi băn khoăn. Lại là nghĩ đến một cái hưng phấn chỗ. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, cười ha ha, nói ra, Ma La, có người câu nói này, ta cứ yên tâm. Ta vẫn muốn kiến tạo một cái như thần vực một dạng khu vực. Sau đó chính chúng ta đại luyện đan, tu luyện thần thông chi lực. Một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể trở thành giống ma đế như thế tu vi nhân vật. Cái này là La Quân dã tâm cùng khát vọng. Ma La Đại Đế nghe vậy, cũng là mắt thả tinh quang, hắn nói ra, không sai, La Quân ngươi là mạnh nhất thiên mệnh giả. Người có khí vận tại thân. Bọn họ có thể, người cũng nhất định có thể. Trầm Mặc Nùng cũng đi theo hưng phấn, nàng trước đó liền nghe La Quân ý nghĩ, biết La Quân muốn kiến tạo thuộc về mình khu vực, sau đó đại luyện đan. Nhưng nàng vẫn cảm thấy La Quân ý nghĩ có chút nói mơ giữa ban ngày, thực lực cũng quá yếu. Mà bây giờ có Ma La Đại Đế, vậy liền thật có khả năng thực hiện. Chuyện này, cũng không thể sốt ruột, đến chậm rãi chủ tính, La Quân theo rồi nói ra. Ma La Đại Đế nói ra, cái này ta tự nhiên cũng là biết, tóm lại La Quân ngươi cần ta làm gì, một mực mở miệng. Lần này cùng Trần Thiên Nhai đối chiến, ta cũng hiểu rõ một chút. Hắn đón đến, nói, cái kia Trần Thiên Nhai có một chút nói không sai, thân thể chung quy là có ràng buộc, hội mục nát. Ta tuy nhiên có thể bất hủ, lại chống lại không qua thiên đạo. Chỉ có tu luyện nguyên thần ngao du, chiếu rõ hư không, như thế mới là vĩnh hằng đường lớn. Cho nên, người luyện đan, tại ta mà nói cũng không ít chỗ tốt. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ mong tương lai, chúng ta thành tựu đều có thể cùng ma đế chống lại. Khi đó, chúng ta kết bạn cùng một chỗ, ngao du hư không, xuyên qua hướng tương lai, gì thống khoái. Đây đều là mỹ hảo tưởng tượng. Havana Slep ở một bên lại là nghe như lọt vào trong sương mù. Thiên rất nhanh liền sáng, kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu vào miếu thờ bên trong. Toàn bộ thôn trang đều đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch. Những thôn dân này chết, đều là bởi vì Ma La. Ma La Đại Đế vốn nên là nhận báo ứng, chết vào hôm nay. Nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà lại bị La Quân đem hắn cứu. Đây hết thảy nhân quả báo ứng đều là nói không rõ ràng, vi diệu cùng cực. Có lẽ Ma La Đại Đế sở dĩ là không chết, là bởi vì hắn chả có sứ mệnh chưa hoàn thành. Đến là cái gì, người nào lại nói được rõ ràng đây? Dưới mắt, Thánh Sư đã chết. Ma La Đại Đế nhưng nói là Havana Slep cửu nhân giết cha, nhưng Havana Slep lại là vĩnh viễn cũng đừng hòng báo thù. Buổi sáng thời điểm, Havana Slep yên lặng cáo biệt, rời đi mảnh này thôn trang.
La Quân cũng không đi cùng Havana Slip tạm biệt, giữa hai người quan hệ cũng là vi diệu. Lẫn nhau gặp nhau, sau cùng lại nhất định là muốn đường ai nấy đi. Havana Slip sau khi đi, La Quân liền hướng Ma La Đại Đế nói ra, ta cùng Mặc Nùng muốn về nước, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ma La Đại Đế nói ra, ta tạm thời thì không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta gần đây thân thể tu vi có đột phá, cần phải đi bế quan một đoạn thời gian. Bất quá ngươi nếu muốn tìm ta, có thể đến nơi này tới tìm ta. Hắn vừa nói, duỗi tay vuốt ve La Quân đỉnh đầu. Nhất thời, La Quân trong đầu thì xuất hiện một đoạn tin tức. Hắn liền cũng đã biết Ma La Đại Đế muốn đi hướng phương nào. Ma La Đại Đế tiếp tục nói, ngươi như không có thời gian, có thể khiến người ta mang theo ta tín vật tới tìm ta. Hắn sau khi nói xong, xuất ra một đầu màu đen dây lụa. La Quân tiếp nhận. Sau đó, song phương cáo biệt. Ma La Đại Đế rất nhanh liền rời đi thôn trang. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng tại chùa miếu bên ngoài, tuy nhiên thôn trang đã hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là lúc này bên trong thiên địa một mảnh kim sắc quang mang, cái này sáng sớm ở giữa ánh sáng mặt trời là như thế long lanh. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều rốt cục giải quyết tốt đẹp. Hai người nhớ tới trước đây đủ loại, không khỏi cảm khái vạn phần. Tuy nhiên hy sinh thôn trang này hơn 3.000 người, nhưng này cũng không phải La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có thể chi phối. Cho nên, bọn họ ngược lại cũng sẽ không thái quá áy náy. Người sống, cố nhiên muốn lưu giữ thiện tâm, nhưng lại không cần bởi vì người khác sai lầm mà trừng phạt chính mình, hoặc là bởi vì người khác sai lầm mà để cho mình cảm thấy thống khổ. Nếu không người sống sẽ rất mệt mỏi, cũng sẽ rất lợi hại không biết cái gọi là. Rời đi thôn trang về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến Bangkok khu vực thành thị. Hai người lúc này không có máy bay riêng, cho nên cần ngồi Bangkok đến Yến Kinh chuyến bay. Chuyến bay thời gian là buổi tối 7 giờ. Thừa dịp thời gian này, Trầm Mặc Nùng đi gặp một chuyến quốc vương, hướng quốc vương giải thích tình huống bây giờ, cũng biểu thị Ma La Đại Đế tuyệt sẽ không lại nguy hại Bangkok. Quốc vương cùng chúng đại thần đều thở phào một hơi. Quốc vương hướng Trầm Mặc Nùng biểu thị chân thành cảm tạ. Lúc đầu, quốc vương muốn thiết yến khoản đãi Trầm Mặc Nùng, bất quá Trầm Mặc Nùng lại là phiêu nhiên trở ra, nàng còn muốn hảo hảo ở tại Bangkok du ngoạn một phen, thì thừa cơ hội này. Quốc vương gặp Trầm Mặc Nùng tâm ý kiên định, cũng thì không nói thêm lời. Trầm Mặc Nùng tại 11 giờ chưa trở lại quán rượu. Nàng và La Quân đặt trước là một gian phòng tổng thống, giờ phút này, phòng tổng thống bên trong, La Quân tắm rửa xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn mặc quần áo tử tế về sau, vừa vặn Trầm Mặc Nùng trở về. Trở về nhanh như vậy, La Quân hơi hơi kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói, đợi chút nữa chúng ta qua dạo chơi đi, hôm nay thời tiết không tệ, vừa vặn ta cũng có thể hoàn toàn buông lỏng. La Quân tự nhiên không ý kiến, hắn nói ra, nếu không chúng ta hiện tại thì ra ngoài đi, vừa vặn ta còn có kiện việc tư muốn làm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng phải tắm trước, ngươi còn có cái gì việc tư? Nàng đón đến, sắc mặt cổ quái, nói, ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm Havana Slip à? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta tìm nàng làm chi? Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, ngươi dám nói ngươi thật không có nửa điểm đối nàng động tâm. La Quân cười một tiếng, hắn có thâm ý khác nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, muốn động tâm cũng là đối ngươi động tâm à, cái tiểu nha đầu kia, mới hấp dẫn không ta. Trầm Mặc Nùng lại là thuần túy khi La Quân đang nói đùa, nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nàng cười ha ha một tiếng, nói ra, đáng tiếc ngươi không phải tỷ đồ ăn à. La Quân lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ai có thể là ngươi đồ ăn? Hắn hiện tại tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Trầm Mặc Nùng cũng trợn mắt chừng một cái, nói ra, tỷ dự định làm lão cô bà, ngươi có ý kiến? La Quân cười ha ha, nói ra, vậy cũng quá đáng tiếc, ngươi nhìn ngươi người lại xinh đẹp, lại có xã hội địa vị, ngược lại lớn như vậy. Tốt như vậy tư nguyên bộ sử dụng, đây không phải là phung phí của trời sao? Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng cổ quái nhìn La Quân liếc một chút. Nàng chủ yếu là cảm thấy La Quân câu kia ngực lớn như vậy có chút vấn đề. Vấn đề gì? Trầm Mặc Nùng dù sao không phải người ngu, tuy nhiên về mặt tình cảm có chút hậu chi hậu giác, nhưng cũng không phải thật không tim không phổi. Nàng cảm thấy La Quân trò đùa mở có chút quá, là mang như vậy điểm mập mờ. Nam nhân theo nữ nhân mở mập mờ trò đùa, đó là bởi vì có dục vọng. Trầm Mặc Nùng cảm thấy run lên, bất quá trên mặt nàng vẫn là bất động thanh sắc. Có mấy lời, là không thể nói thấu.
Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi còn chưa nói ngươi có cái gì việc tư đâu. La Quân cũng là nhìn mặt mà nói chuyện lợi hại người, hắn lập tức cũng cảm giác được chính mình lời nói có chút bại lộ bản tâm. Mà lại, Trầm Mặc Nùng cũng không thích. La Quân cảm thấy cũng là run lên, hắn ngay sau đó đường đường chính chính nói ra, muốn đi xảo trá ít tiền, trước đó có người miệng tiện, lúc ấy không tiện trả thù. Hiện tại ta cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trầm Mặc Nùng nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là cái có thù tất báo tính cách a. La Quân nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức, Trầm Mặc Nùng phải đi tắm rửa. La Quân thì ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào. Trầm Mặc Nùng là không có chú ý tới một chi tiết, cái kia chính là ở bên ngoài có thể nhìn thấy trong phòng tắm mông lung thân ảnh. Nàng cũng là bởi vì tâm lý có chút loạn, nàng phát hiện La Quân dục vọng, bình tĩnh tâm hồ rốt cục dậy gợn sóng. La Quân không phải người bình thường, nàng vô pháp không coi trọng. La Quân cũng cảm thấy mình có chút không nên, hắn vẫn là ưa thích trước kia theo Trầm Mặc Nùng như thế ở chung. Nhưng dục vọng đến, lại không phải hắn có thể khống chế được nổi. Hắn lúc đầu muốn bình tâm tĩnh khí xuống tới, nhưng lúc này đảo mắt đã nhìn thấy trong phòng tắm, cái kia thuộc về Trầm Mặc Nùng thon thả mông lung thân ảnh. La Quân trong đầu nhất thời ảo tưởng vô hạn đứng lên. Hắn dưới bụng phương dâng lên một cỗ hỏa tới. Lúc này La Quân thật hận không thể xông đi vào, cùng Trầm Mặc Nùng đến bên trên một trận đại chiến. La Quân cảm thấy có chút tia, a tấn, nhưng cũng có chút kích tình. Hắn nhịn không được đem tay vươn vào trong quần, ảo tưởng một phen đem Trầm Mặc Nùng ép dưới thân thể tung hoành ngang dọc cảm giác. Chỉ chốc lát, La Quân ở giữa chơi. Hắn tranh thủ thời gian tìm khăn tay, dọn dẹp một chút. Lại nhanh điểm tướng khăn tay ném vào trong thùng rác. Làm xong đây hết thảy, La Quân sảng khoái tinh thần, cũng là phía dưới có chút không quá dễ chịu. Trầm Mặc Nùng tắm rửa xong đi ra, La Quân theo như làm tặc, tâm hỏng vô cùng. Trầm Mặc Nùng tắm rửa xong đi ra, thay đổi hoa hồng đỏ nghỉ dưỡng áo sơ mi, hạ thân là màu đen tu thân quần, dưới chân dẫm lên crystal giày sang đần. Nàng dạng này bộ trang phục, vẫn là vô cùng có cỗ thiên kim quý tộc phong phạm. Lãnh diễm bên trong lộ ra cao quý. Nàng môi không cần bôi son môi thì tự nhiên mang theo đỏ tươi lóe sáng, khiến người ta nhìn một chút muốn qua cắn một cái. Còn kém một cái mũ, Trầm Mặc Nùng tại trong kính chiếu một hồi, đối một bên xem tivi La Quân nói ra. La Quân ngay sau đó đứng lên, nói ra, vậy chúng ta thì ra ngoài mua đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người thì ra quán rượu. Lúc này chính là 12 giờ trưa, trong vòng một ngày dương hot nhất thịnh thời điểm. Mặt trời kia ở trên trời tựa như là hỏa hồng lò lửa lớn, bên trong thiên địa tựa như là bị to lớn đèn chiếu sáng chiếu vào, khắp nơi đều là một mảnh lóa mắt huyễn bạch. Trên đường, đông nghịt. Trên đường, người đi đường cũng có thật nhiều, các nữ sĩ cẩn thận từng ly từng tí đánh lấy che nắng phiến, ăn mặc che nắng xa. Đói bụng, trước ăn cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, không có vấn đề. Hai người tìm một cái quán trà, nhà này quán trà làm ăn khá khẩm. Bất quá dùng cơm phần lớn đều là Thái Lan người địa phương. Toàn bộ trong không khí đều lộ ra một loại cà ri mùi vị. Hơi lạnh cũng không có, càng có mùi mồ hôi nhi hỗn hợp có. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đói bụng, cũng muốn nếm thử nơi này bản thổ vị đạo, cho nên cũng không soi mói. Về sau, La Quân ăn một phần cà ri gà, Trầm Mặc Nùng ăn một phần cà ri thịt bò cơm. Sau khi ăn xong, lại uống một chén đồ uống lạnh. La Quân uống là Thái Lan bia đá, hắn cảm thấy cả thân thể đều là sảng khoái. Trầm Mặc Nùng uống một chén vui vẻ. Như thế về sau, hai người đi trước mua che nắng mũ. La Quân cũng tới một đỉnh. Chúng ta cũng phải đến mấy cái bức ảnh chung. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra, nàng xuất ra điện thoại di động của nàng, sau đó đem La Quân lôi kéo qua tới. Hai người đối màn ảnh răng rắc, răng rắc. Trầm Mặc Nùng còn tìm một cái hoa hạ du khách hỗ trợ chụp ảnh chung. Hai người lại thật giống là đến Thái Lan du lịch. Bầu không khí hòa hợp mà nhẹ nhõm. Đối với La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tới nói, bọn họ có rất ít dạng này nhàn nhã thời gian. La Quân trước kia là cái lười nhác người rảnh rỗi, không có cái gì mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn đã kinh lịch quá nhiều trưởng thành thống khổ khổ. Hắn đã cuốn vào đến sát kiếp bên trong, cũng lại không thể tự kiềm chế. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng minh bạch thiên đạo chi đáng sợ. Hắn biết mình không có khả năng vận khí một mực tốt xuống dưới. Hắn nhất định phải gấp rút,
tăng tốc trưởng thành, như thế mới có mạng sống cơ hội. Như vậy dưới mắt, liền hào hào hưởng thụ khó như vậy gặp thời ánh sáng đi. 2 giờ chiều, La Quân quyết định muốn đi tìm Peto Son phiền phức. Trước đó Peto Son đối La Quân mẫu thân trải qua ngôn ngữ làm nhục, lúc ấy La Quân bởi vì muốn bắt Havana Slave, không tiện triển lộ thực lực, thế là nhịn xuống qua. Hiện tại, hắn là tuyệt đối muốn báo thù. Chỉ là đúng lúc này, khiến cho La Quân nghĩ không ra là, hắn tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. La Quân kết nối, bên kia lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Là cái nữ nhân xinh đẹp thanh âm. La Quân tiên sinh, nô nhi gặp được phiền phức, người nhanh lên tới trường học bên trong tới. Nữ tử kia vội vàng nói ra. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức hỏi, phiền toái gì? Ngươi là? Ta là Ezia, nữ tử kia nói ra, Peto Son biết nô nhi phụ thân đã xảy ra chuyện, cho nên mới tới trả thù nô nhi. La Quân nói ra, tốt, ta lập tức liền tới đây. La Quân cũng muốn dạy Ezia là ai, lúc trước hắn đi trường học bên trong lúc, cũng là Ezia dẫn đường. La Quân nói thầm, Peto Son, ngươi thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa sông tới a. Làm sao? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân lập tức nói đơn giản đầy miệng. Trầm Mặc Nùng nói ra, lúc này đuổi tới trường học sợ là không kịp, người hỏi thăm ngươi người bạn kia, bọn họ có phải hay không một mực đang trường học. Nếu như không phải ở trường học, tốt nhất biết bọn họ muốn đi hướng địa phương nào, chúng ta tốt nửa đường ngăn cản. La Quân nghĩ cũng phải, thế là một bên theo Trầm Mặc Nùng đi đường, một bên lại lần nữa cho Ezi gọi điện thoại. Ezi lo lắng nói ra, nô nhi bị mang ra trường học, bọn họ hẳn là muốn về Peto Son trong nhà. Peto Son nhà ở tại Thánh Lập Tức nhà trọ. Thánh Lập Tức nhà trọ tại quốc tự tuyến số 108. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Hắn lập tức nói với Trầm Mặc Nùng địa điểm. Bất quá hai người đối Bangkok địa hình đều chưa quen thuộc. La Quân quyết định thật nhanh, nói ra, ta đi đoạt chiếc xe. Trầm Mặc Nùng lập tức ngăn cản, nói ra, Bangkok giao thông mau cùng Yến Kinh sánh ngang. Lái xe đi còn không bằng hai chúng ta chân. Điện thoại di động ta bên trên có hướng dẫn, nàng lập tức thiết trí hướng dẫn, sau đó nói, đuổi theo ta. Nàng nói vừa xong, liền đem Crystal giày sang đần vứt bỏ, nhất kỵ tuyệt trần, dẫn đầu mà đi. La Quân cũng liền không nói hai lời, đuổi theo. Đối với Havana Slave, La Quân là hy vọng nàng có thể tại lấy hậu nhân sinh bên trong vui vui sướng sướng, bình an. Nữ hài tử này, tâm địa không xấu. Và lại, Peto Son loại này tiện nhân, thật sự là đáng chết. La Quân quyết không thể chịu đựng ra hỏa này lại trà đạp cô nương tốt. Mẹ chứng, lão tử chính mình cũng không nỡ trà đạp đây. Lần này, Havana Slave là sớm biết Peto Son tới. Nàng liền biết không có chuyện tốt. Ngay sau đó, Havana Slave dứt khoát để Ezi qua liên hệ La Quân, nói chỉ có La Quân có thể cứu mình. Havana Slave tuy nhiên kinh lịch khiến người ta bi thương sự tình, thụ đả kích cũng lớn. Nhưng nàng cũng không muốn phí hoài bản thân mình, càng không muốn mình bị Peto Son dạng này rác rưởi chà đạp. Chỉ là, Havana Slave trong lòng có chút bi thương là, La Quân hội tới cứu mình sao? Nàng không dám khẳng định. La Quân đang chạy trốn nói với Trầm Mặc Nùng, chúng ta trực tiếp đi trước Thánh Lập Tức trong căn hộ tìm tới Peto Son lão tử Tony, sau đó để Tony ngoan ngoãn hợp tác, đến lúc đó không sợ Peto Son không nghe lời. Trầm Mặc Nùng tán thưởng nói ra. Bắt giặc phải bắt vua trước, cái chủ ý này không tệ. Thánh Lập Tức trong căn hộ có một cái tiểu hoa viên, trong hoa viên hoa hoa thảo thảo tranh nhau khoe sắc, còn có cây dừa, mặt khác cũng có suối phun cùng nhà để xe. Đồng thời, Thánh Lập Tức trong căn hộ còn có không ít bảo tiêu, tay súng. Cái này thủ bị lực lượng so ra mà nói, còn là rất không tệ. Bất quá những người này ở đây La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trước mặt, cái kia chính là một đám ô hợp một y hệt. La Quân tiến Thánh Lập Tức trong căn hộ ý nghĩ đầu tiên chính là, nơi này coi như không tệ. Cái thứ hai ý nghĩ chính là, mẹ chứng, ngay cả một cái nho nhỏ Tony đều có thể như vậy hưởng thụ. Lão tử bản sự mạnh hơn Tony hơn trăm lần, nhưng sinh hoạt thời gian lại qua như cái điếu ti. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. La Quân trước kia không có dã tâm, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu dã tâm bừng bừng. Phần này dã tâm. Là Lâm Văn Long bồi dưỡng được tới. La Quân muốn tại về sau thần thông quảng đại, trở thành như thần đế như thế tồn tại, đây chính là La Quân mục tiêu. Hắn phải có chính mình cơ nghiệp cùng đế quốc, muốn ngoại nhân nghe được hắn danh tiếng, liền sẽ như sấm bên tai. Không nói đến những cái kia xa,
Dưới mắt, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào thánh lập tức trong căn hộ. Cái kia thánh lập tức nhà trọ đại môn là La Quân một chân đá bay. Đi vào, những người hộ vệ kia, tay súng lập tức liền động. Những người hộ vệ kia cầm thương đi ra, từng cái như lâm đại địch, miệng bên trong chít chít bên trong quang quác nói tiếng Thái, dù sao La Quân cùng Trầm Mặc Nùng là một câu cũng nghe không hiểu a. Rất nhanh, cầm đầu một cái bảo tiêu đầu lĩnh từ bên trong đi ra. Cái này bảo tiêu đầu lĩnh ăn mặc một thân đường sam, trong tay nắm bắt hai cái bi sắt. Tuổi tác tại chừng 40, nhìn cũng là đại ca đại phong phạm. Cái này bảo tiêu đầu lĩnh gọi là Từ Gia, chính là người Hoa. Hắn tu vi là hóa kính đỉnh phong, phần này tu vi tại nội gia cao thủ bên trong, cũng coi là hàng đầu. Từ Gia gặp kẻ xông vào là hai tên người Hoa, hắn lập tức thở phào. Bởi vì nơi này không phải người Hoa sân nhà a. Từ Gia ngăn ở La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trước mặt 3 mét chỗ, hắn cười lạnh, nói ra, này nương môn tư sắc cũng không tệ, cho ta làm cái tiểu thiếp phù hợp. Cái này nam nha, ta thấy loạn côn đánh chết. Mà mẹ nó, La Quân tâm lý tối chửi một câu, tiểu tử này tâm thật to lớn, lại muốn Trầm Mặc Nùng tới làm hắn tiểu thiếp. Lão tử cũng không dám nghĩ như vậy a. Quả nhiên, không cần La Quân bão nổi, Trầm Mặc Nùng đã trước bưu bên trên. Nàng hướng Từ Gia rét lạnh nói, người lặp lại lần nữa. Từ Gia lại là không có đem Trầm Mặc Nùng để vào mắt, con hàng này cũng không phải là đần đột, thực hắn rất lợi hại khôn khéo. Hắn cũng là duyệt vô số người người, gặp hơn cao thủ. Nhưng là hắn nhãn giới thật đúng là nhìn không ra Trầm Mặc Nùng cùng La Quân tu vi tới. Từ Gia cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu nương môn, nhìn ngươi ngực lớn như vậy, nhất định cũng là đói khát người, yên tâm, lão tử trên giường hội hảo hảo thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn chết, Trầm Mặc Nùng trong mắt tinh quang lóe lên, trong một chớp mắt, phát ra một đạo sóng tinh thần công kích. Thì ở trong nháy mắt này, Từ Gia tiếng cười chưa nghỉ, nhưng lại đột nhiên mở chừng hai mắt, máu tươi từ hắn trong mắt bên trong tràn ra tới. Sau đó, Từ Gia song chân vừa đạp, tại chỗ thẳng tắp ngã xuống đất tử vong. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng khắp nơi kinh ngạc, nhìn giống như không còn gì khác. Nhưng cái kia cũng là bởi vì bọn họ gặp được đều là chút nhân vật đứng đầu a. Người thánh sư kia, chính là Thái Lan đệ nhất cao thủ. Nam Ma La Đại Đế, thiên nhiên lão yêu a. Cái kia ma đế, càng là không cần phải nói. Gặp gỡ những người này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tràn ngập bất lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng là con cừu nhỏ. Riêng là Trầm Mặc Nùng, nàng đã là thần thông bát trọng cao thủ, nhanh muốn vượt qua Lâm Văn Long cùng Ninh Thiên Đô tồn tại. Cho nên nàng miểu sát Từ Gia loại tiểu nhân vật này, cơ bản không có lo lắng. Cái kia một đám tay súng thấy thế không khỏi hãi nhiên thất sắc, có người nhịn không được nổ súng. Một người nổ súng, còn lại người cũng đi theo nổ súng. La Quân đang định tránh né, bất quá lập tức, La Quân thì phát hiện không đúng. Bởi vì những này tay súng bảo tiêu lại là công kích lẫn nhau đứng lên, lẫn nhau nổ súng, rất nhanh mặt đất thì nằm không ít thi thể. Nguyên lai tại cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng phóng thích đạo tràng, mạnh đại tinh thần pháp lực tại ảnh hưởng những này tay súng thần kinh não. Tay súng nhóm không là cao thủ, căn bản không có năng lực chống cự. Người nào tới nơi này quấy rối? Ngay vào lúc này, Tony đi ra. Hắn cầm lấy một ngụm tiếng Thái đi ra, chờ hắn vừa ra tới, liền thấy trong trang viên thi thể khắp nơi trên đất. Mặt trời đã khuất, trong trang viên mùi máu tươi tràn ngập. Tony tiếp lấy thì thấy rõ ràng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Tony ánh mắt giống như là giống như gặp quỷ, hắn có thể có hôm nay phần cơ nghiệp này, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu. Hắn phát hiện không hợp lý. Tony cảnh giác nhìn lấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. La Quân cũng không nguyện ý theo Tony nói nhảm, hắn sợ hãi trễ nải nữa, vạn nhất thật lầm Havana Slave, vậy coi như không ổn. Cho nên La Quân lập tức nói, Tony, lập tức cho ngươi cái kia con trai của ngu xuẩn gọi điện thoại. Nếu như Havana Slave thiếu một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho ngươi cùng con của ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tin tưởng ta, ta có bản sự này. Tony hít sâu một hơi. Hắn không có nói thêm cái gì, gật gật đầu thì cho Peto Son gọi điện thoại. Tony tuy nhiên không biết trước mắt đến xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn rất lợi hại thông minh, hắn nhìn thấy Từ Gia đã chết, còn có nhiều như vậy tay súng bảo tiêu không phải chết cũng là điên. Từ một điểm này bên trên, là hắn biết người đến tuyệt đối là chính mình không thể trêu vào. Tony cho Peto Son gọi điện thoại còn không có thông,
vậy bên ngoài mấy chiếc xe sang trọng thì lái vào đây. Peto Son tiếng cười gian trước truyền đến. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng quay người. Peto Son ngồi xuống cửa xe vừa vặn mở ra, Peto Son ôm Havana Slep đi ra. Tiểu tử này một mặt xuân phong đắc ý. Bất quá lập tức, hắn thì ngây người. Hắn nhìn thấy trong trang viên một màn này. Cùng lúc đó, Tony quả quyết xuất thủ. Hắn trông thấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đồng thời quay người, thứ này cũng ngang với là đem phía sau lưng đi tu lộ cho Tony. Tony là kim đan tu vi, hắn có chính mình ngạo cốt. Hắn cảm thấy, trong thiên hạ không ai có thể đem phía sau lưng lộ cho hắn mà không chết. Đây là hắn đối với mình một loại tự tin, loại này tự tin là dùng vô số lần thắng lợi chồng chất mà đến. Cái này một cái chớp mắt Tony, thiểm điện chạy giết mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phía sau. Hắn là thái quyền cao thủ, song quyền nặng như thái sơn, hùng hậu quyền ý hung mãnh lao nhanh. Mắt thấy, hắn song quyền liền muốn đem La Quân cùng Trầm Mặc Nùng giết. Ngay vào lúc này, La Quân khắp vô ý quay người lại, hắn một cái đại tát tai quất tới. Dù sao chính là như vậy xảo diệu quất tới, đồng thời đem Tony quất một cái lảo đảo. Tony kém chút liền không có đứng vững, hắn lắc mấy lần, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, đầu não cũng không thanh tỉnh. Hắn nửa bên gò má sưng đỏ đứng lên, nửa ngụm hàm răng đều bị đánh rơi. Tony thật lâu mới phản ứng được, hợp máu phun ra một ngụm hàm răng. La Quân cười ha ha, nói ra, Tony, người đây là muốn làm gì? Đánh lén ta sao? Tony ánh mắt bên trong ngậm lấy hoảng sợ, hắn nhìn một chút La Quân, lại là nói không ra lời. Ngươi thật nghịch ngợm, La Quân nói ra. Tony cơ hồ muốn thổ huyết. Cái kia Peto Son cùng một đám thủ hạ thấy cảnh này, cũng là hoảng sợ ngốc. Thủ hạ như lâm đại địch, Peto Son bắt Havana Slep, nghiêm nghị xông La Quân nói, cẩu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? La Quân sắc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi lại chửi một câu thử một chút. Peto Son cảm thấy phát lạnh, hắn chả thật không dám mắng. Hắn bắt Havana Slep, đây là hắn dưới mắt duy nhất bảo mệnh công cụ. Havana Slep lại là tâm tư phức tạp nhìn lấy La Quân, nàng cũng không nghĩ tới La Quân tới là nhanh như vậy. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, người đại khái cho là người nắm lấy nô nhi tiểu thư, liền có thể gối cao không lo. Hắn vừa dứt lời âm, đột nhiên xuất thủ. Peto Son chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp lấy một cỗ cự lực tập sát mà đến. Phanh một tiếng, Peto Son bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà Havana Slep đã bị La Quân ôm vòng eo, nàng là lông tóc không tổn hao gì. Havana Slep không khỏi khuôn mặt đỏ lên. La Quân buông ra Havana Slep, hắn quay đầu lại hướng Tony nói ra, chúng ta có hay không có thể hảo hảo nói chuyện. Tony ánh mắt phức tạp tới cực điểm, lúc này hắn nơi nào còn dám nói một chữ không đâu. Sau đó, cả đám liền vào trong căn hộ. Cái này nhà trọ trong phòng khách mở điều hòa hơi lạnh, bên trong tu vô cùng hào hoa. Tony cùng Peto Son theo cháu trai giống như đứng tại La Quân một trước mặt mọi người. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Havana Slep ngồi ở trên ghế salon. La Quân rằng giặc nói ra, Tony, ta là giảng đạo lý người. Người cảm thấy ta giảng đạo lý sao? Tony cùng Peto Son tâm lý nổi lên nước đắng, Tony trên mặt vẫn là muốn miễn cưỡng tươi cười, nói ra, ngài rất lợi hại giảng đạo lý. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt ha. Ngươi thừa nhận điểm ấy liền tốt. Vậy ta hỏi ngươi, ta muốn giết các ngươi cha con, có phải hay không rất đơn giản? Đúng, Tony cùng Peto Son lập tức nói. La Quân nói ra, cái này có hay không có thể giải thích thành, các ngươi mệnh thì nắm giữ tại trên tay của ta. Đúng, Tony đại khái đoán được La Quân muốn làm gì. Trước đó hắn cũng như thế trêu chọc La Quân đây là ăn miếng trả miếng a. La Quân liền nói ra, ta biết. Ngươi cùng con của ngươi đều rất đáng tiền. Trước đó con trai của ta đánh ngươi hai bàn tay thêm một chân, ngươi liền muốn NDT 150 triệu. Như vậy, ta đổi tính một chút, con của ngươi cái này cả một đầu mệnh, 1 tỷ NDT có lẽ vẫn là giá trị đúng không? Tony nhất thời mắt trợn tròn, hắn cảm thấy mình thật sự là mua dây buộc mình a. Có đáng giá hay không? Không đáng ta thì giết. La Quân gặp Tony không nói lời nào, lập tức nổi nóng nói. Tony vẻ mặt đau khổ nói ra, tiên sinh, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, ta toàn bộ tài sản chung vào một chỗ chỉ có 1 tỷ TSB. Ta dựa vào, La Quân không khỏi nổi nóng, nói, trước ngươi nói chuyện giả bộ như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta biết,
ngươi toàn bộ tài sản chung vào một chỗ đều không có 200 triệu NDT, ngươi đùa bỡn ta đúng không? 1 tỷ TSB đổi NDT, thật đúng là không đủ 200 triệu NDT. Tony gục đầu xuống không dám nói lời nào. La Quân nói ra, ta hôm nay đã đến cửa đến xảo trá, vậy thì không phải là xông 200 triệu NDT tới. Hai ức lão tử còn không để vào mắt, ngươi muốn là hôm nay không bỏ ra nổi 3 tỷ TSB đến, vậy ngươi và con của ngươi thì đều phải chết. La Quân biết Tony ra hỏa này nói chuyện có lượng nước. Nhưng hắn cũng biết Tony thực không có khả năng có quá nhiều tiền, dù sao con hàng này không phải làm sinh ý tài liệu. Tony kêu khổ liên tục, cầu xin tha thứ nói, tiên sinh, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền vậy liền chết, La Quân rất lợi hại nói thẳng. La Quân còn nói thêm, hai người các ngươi cha con, thì cái này giá trị con người bất quá là vừa mới thoát khỏi nghèo khó, mẹ con chim, các ngươi làm vẫn rất cuồng. Lão tử Ferrari các ngươi cho là auto cho nện, mở miệng tìm lão tử muốn 150 triệu, ta dựa vào, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. La Quân là thật cảm thấy cái này hai hàng không phải là một món đồ. Hắn cũng lười theo Tony nói nhảm nhiều. Tony cũng nhìn ra La Quân tâm ý đã quyết, hắn không có cách nào, liền nói, tiên sinh, ta có thể đem tiền cho ngài góp đến, nhưng ta cần một chút thời gian. Cho người 30 phút, La Quân rất lợi hại khẳng khái nói ra. Sau khi nói xong, lại nói, sau 30 phút ta nhìn không thấy tiền, ngươi thì cùng con của ngươi đi chết. Tony cái này xem như cảm nhận được bị người khác bức bách tư vị. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có qua làm theo. Sau 30 phút, Tony lấy ra 10 tấm thẻ chi phiếu. Tony cơ hồ muốn khóc, lần này hắn thật sự là táng ra bại sản. Liền bất động sản đều thế chấp ra ngoài. La Quân thu thẻ ngân hàng, hắn tiện tay đưa cho Trầm Mặc Nùng, nói ra, có thể hay không nhanh lên đem tiền chuyển rời đến ta thẻ bên trên. Trầm Mặc Nùng biết La Quân sợ Tony ở chính giữa giở trò, nàng gật gật đầu, nói ra, vấn đề không lớn. Nàng đón đến, nói, ngươi ngay ở chỗ này, ta đi làm việc. Chờ ta đem việc này làm tốt, lại điện thoại cho ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền rời đi. Havana xếp hầu ở La Quân bên người. La Quân thì cùng Havana xếp một mực ngồi ở chỗ này. Đại ước sau một tiếng, Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại qua tới nói, hết thảy đều giải quyết. Tương đương NDT, tổng cộng là 480 triệu, đại khái muốn 2 ngày sau đó mới có thể đến ngươi sổ sách. Bên trong các loại thủ tục phiền phức đều đã bị ta giải quyết. La Quân cũng không thế nào kích động, tiền tài với hắn mà nói, là lợi dùng công cụ mà thôi. Hắn gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi cũng đến đây đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Tony tuy nhiên táng ra bại sản, nhưng hắn cũng không thế nào sợ hãi. Bởi vì chỉ cần hắn còn sống, hắn thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Tony bồi tiếu xong La Quân nói ra, tiên sinh, ngài có thể buông tha chúng ta à? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, các người mệnh là bảo trụ, nhưng là... Trong thiên hạ này, sợ nhất hai chữ cũng là nhưng đúng à? Tony cùng Peto Son run sợ một chút. La Quân rằng giặc nói ra, nhưng là ta cũng không có nói hội để cho các ngươi yên ổn không tổn hao gì. Đầu tiên, Tony, ta không thể không nói người tổ tiên không có tích đức. Người bị con của ngươi hố, ta Ferrari ngừng ở trường học chỗ đậu bên trong, là hắn tìm tới ta. Đây là báo ứng ngươi biết không? Bởi vì Peto Son trước kia chuyện thất đức làm nhiều. Mà lại, hắn nện ta xe không sao, cần gấp nhất là hắn mấy lần vũ nhục mẫu thân của ta. Trong lòng ta, mẫu thân của ta là tôn quý nhất tồn tại. Cho nên, ta muốn hắn trả giá đắt. Hắn vừa dứt lời âm, thân thể bỗng nhiên nhất động, trực tiếp lẻn đến Peto Son trước mặt. La Quân nhất chỉ đối Peto Son dưới hông bắn ra. Peto Son chỉ cảm thấy chỗ ấy truyền đến bén nhọn đau đớn, tiếp lấy một giọt máu tươi nhỏ xuống tới. La Quân sau đó lại hai tay đâm vào đến Peto Son trong hai mắt. A, Peto Son phát ra bén nhọn kêu thảm tới. Hắn hai mắt máu me đầm đìa, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Havana Slep nhìn lấy Peto Son, lại là không có một chút đồng tình. Cái này kêu là báo ứng xác đáng a. Peto Son không chuyện ác nào không làm, hiện tại cũng là báo ứng a. Tony không khỏi thất sắc, tâm hắn phát xuống giận, nhưng lại chung quy là hít sâu một hơi, nhịn xuống qua. Ngươi rất lợi hại phẫn nộ đúng hay không? La Quân cười tủm tỉm nhìn về phía Tony. Tony hít sâu một hơi, nói ra, không có. Peto Son nhục mạ tiên sinh mẫu thân của ngài,
đây là hắn báo ứng. Tony, mà mẹ nó mẹ ngươi, Peterson giận mắng lên, hắn hận phụ thân không báo thù cho hắn. Tony không để ý đến Peterson. La Quân mỉm cười, nói ra, Tony, ta không thể không nói, ngươi là cảm kích thức thời người. Bất quá, người này tâm thuật bất chính, bây giờ biến thành kẻ nghèo hàn, lại có tu vi tại thân. Ta giữ lại ngươi, ngươi hội hại nhiều người hơn, như thế chính là thành ta tại tác nghiệt, cho nên, ta muốn phế ngươi hai chân, chỉ mong ngươi có thể có vận khí tốt sống sót đi. Nhớ kỹ, không muốn mắng ta à, ngươi dám chửi một câu, ta thì khoét đầu lưỡi ngươi. Tony nổi giận, có thể hắn vẫn là nhịn xuống qua. Hắn lại sao không biết La Quân là cái đã nói là làm người. Tiên sinh tha mạng, Tony hoảng sợ quỳ đi xuống, cuống quýt dập đầu. La Quân nhiều khi đều chọn từ bi, tha thứ. Nhưng là nhiều khi, hắn cũng sẽ sát phạt quyết đoán. Tỉ như đối mặt Tony, hắn cuối cùng vẫn phế Tony hai chân. Tony loại người này, cừu ra rất nhiều. Bây giờ thành kẻ nghèo hàn, mà lại bị phế hai chân. Hắn tuyệt đối rất khó sống sót. Rời đi thánh lập tức nhà trọ về sau, đã là 4 giờ chiều. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có thể tại Bangkok đợi thời gian đã không nhiều. La Quân nói với Havana Slip, ngươi cho ta một cái thẻ ngân hàng hào, về sau ta sẽ cho ngươi chuyển 300 triệu TSB. Havana Slip lập tức cự tuyệt, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Nói ra, không cần, phụ thân ta lưu cho ta rất nhiều tiền, cảm ơn ngươi hảo ý. Nàng đón đến, nói ra, thậm chí nếu như ngươi cần gấp tiền lời nói, ta có thể cho ngươi một số. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy cũng không cần. Hắn đón đến, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không lại kiên trì. Các ngươi hôm nay muốn đi sao? Havana Slip hỏi. La Quân gật gật đầu. Ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Havana Slip nói ra. Nàng là cái ân oán rõ ràng nữ hài tử, biết phụ thân chết làm sao cũng không thể quái đến bọn họ trên đầu tới. Ngược lại, bọn họ đối nàng là có ít lần ân cứu mạng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt Havana Slip hảo ý. Buổi tối 7 giờ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đạp vào về Yến Kinh chuyến bay. Trên máy bay, Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân nói, người tiếp xuống liền muốn qua Thái Sơn thật sao? La Quân cảm thấy trầm xuống, hắn rất nhớ biết rõ đường chính mình thân thế. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, lại có chút sợ hãi biết. Đây là phi thường mâu thuẫn. Đúng, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật không cần ta bồi. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần, người cũng có việc của mình muốn làm. Trầm Mặc Nùng cũng liền không lại kiên trì. Đi xong Thái Sơn về sau, người muốn làm gì? Trầm Mặc Nùng lại hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói ra, ta muốn triệu tập ta đại ca mấy người bọn hắn, mọi người cùng nhau tìm một chỗ thành lập một cái căn cứ đứng lên. Trước không luyện đan, dù sao cũng là trước gia tăng thực lực, đem hắn nguyên bộ công trình hoàn thiện. Hắn đón đến, nói ra, vả lại, luyện đan cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng ta còn cần tìm tới biết luyện đan người cùng luyện đan thiết bị các loại. Những vật này đều là rất khó, nhưng đường lại khó, từng bước một, chung quy đến. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, người cái này ta rất lợi hại có hứng thú, đến lúc đó thêm ta một suất. La Quân cười một tiếng, nói, tính thế nào ngươi một phần. Ta muốn thành lập thuộc về ta hệ phái mình, ngươi muốn tới làm ta thủ hạ sao? Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, đối tác. Ta làm ngươi đối tác, hôm nay người tiền này ta cũng có phần xảo trá, cho nên, coi như ta hùn vốn tiền. Tốt, ha ha, La Quân cười ha hả. Bất quá, La Quân, Trầm Mặc Nùng trầm mặc một cái chớp mắt, còn nói thêm. La Quân hỏi, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hy vọng có thể có một ngày, hai người chúng ta có thể cùng một chỗ ngao du hư không, kiến thức thế gian vũ trụ các loại thần kỳ. Cho nên, chúng ta vẫn luôn làm bạn tốt, thế nào? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lập tức liền cảm thấy xấu hổ. Bởi vì hắn minh bạch Trầm Mặc Nùng ý tứ. Trầm Mặc Nùng là cảm giác được chính mình đối nàng cái kia phần tình cảm biến hóa cùng dục vọng. Cho nên nàng mới cố ý nói như vậy đi ra. Người yêu sẽ có cãi lộn, sẽ có tách rời, đau xót. Nhưng bằng hữu không biết. Trầm Mặc Nùng thực là rất lợi hại cơ trí người, nàng dưới mắt tuyệt sẽ không theo La Quân có cái gì phương diện nào quan hệ. Bởi vì La Quân hiện tại hồng nhan chi kỷ quá nhiều, nàng Trầm Mặc Nùng ra sao kiêu ngạo người, như thế nào sẽ cùng người chia sẻ một người nam nhân. Nhưng là, tại tương lai trăm năm về sau,
La Quân những này hồng nhan chi kỷ đều sẽ chết đi. Mà nàng và La Quân như đến đường lớn, liền có thể bất hủ. Khi đó, nàng có lẽ có thể không có chút nào ràng buộc cùng với La Quân. Mà lại trước mắt, Trầm Mặc Nùng tuy nhiên đối La Quân tình cảm đặc thù, nhưng tuyệt không có giữa nam nữ loại kia ái tình. Đây là đương nhiên, La Quân sau đó cũng rất nghiêm túc trả lời Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, không nói thêm lời. Đến Yến Kinh lúc là 10 giờ rưỡi tối. Yến Kinh trên bầu trời mang một tia thanh lãnh. Dù sao tháng năm đều còn chưa tới, mà Yến Kinh lại thuộc về Bắc Phương thành thị. Mặc Nùng, giúp ta an bài máy bay riêng, ta muốn hiện tại phải đi Thái Sơn. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Nửa giờ sau, La Quân lại ngồi lên tiến về Thái Sơn máy bay riêng. Cũng may mắn cái này là La Quân thể lực cường hãn, liên tục bôn ba hắn cũng một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Nếu là người bình thường, chỗ nào có thể chịu được mạnh như vậy độ. Sau 2 giờ, máy bay riêng cách Thái Sơn càng ngày càng gần. La Quân tâm lý lại sinh ra một tia khiếp ý. Vậy đại khái cũng là cận hương tình khiếp đi. Tuy nhiên không phải tại về quê nhà, nhưng lại là tại sắp để lộ tầng kia mê. Thái trên núi, thanh phong minh nguyệt. Ngũ nhạc chi tôn là như thế hùng vĩ, bàn long vân hải, như nhân gian thiên cảnh. La Quân xuống chuyên cơ về sau, lập tức ở trong núi phi nước đại. Hắn đi vào một nơi yên tĩnh la lớn, ma đế, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi đi ra. La Quân liên tục hô vài tiếng, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Quân ha ha lệ cười rộ lên, nói ra, đường đường ma đế, chẳng lẽ cũng là người nhát gan quỷ. Hắn cái này vừa dứt lời âm, hư giữa không trung một thanh âm truyền đến. Trần Thiên Nhai lạnh lùng nói ra, nghiệt xúc, ngươi là thật muốn tìm cái chết sao? La Quân cảm thấy run lên. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng hoảng sợ, trầm giọng nói ra, ngươi nếu là muốn giết ta, sớm liền giết. Hiện tại lại nói nhảm cái gì, ngươi muốn giết, vậy liền đến nha, nếu là không giết, liền không muốn tại giấu đầu lộ đuôi, ra gặp một lần. Vừa dứt lời âm, Trần Thiên Nhai thì xuất hiện tại La Quân trước mặt. Trần Thiên Nhai nhất trưởng hướng La Quân lăng không đánh tới. La Quân lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. La Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá La Quân cũng không có thụ quá trọng thương. Trần Thiên Nhai chưa hạ tử thủ, hắn nếu muốn hạ tử thủ, La Quân chỗ nào còn có thể sống. La Quân lập tức liền đứng lên. Hắn gắt gao nhìn lấy Trần Thiên Nhai. Cái này một cái chớp mắt, hắn có loại rất đặc thù tình cảm ba động. Luôn cảm giác mình cùng Trần Thiên Nhai ở giữa hẳn là có liên hệ nào đó. Đây là đặc thù huyết mạch cảm giác. Người bình thường cha con ở giữa đều có thể có rất nhỏ cảm ứng. Đến La Quân cùng Trần Thiên Nhai loại tu vi này, vậy thì càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, La Quân bỗng nhiên thì hiểu. Trước mắt cái này Trần Thiên Nhai, nguyên lai chính là mình phụ thân. Cha mình lại là ma đế. La Quân trong lòng bách vị hỗn tạp, hắn đối Trần Thiên Nhai không có một chút cảm tình, chỉ cảm thấy người này tốt lạ lẫm. Hắn hiện tại lớn nhất muốn làm rõ chính là, vì cái gì hắn sẽ bị vứt bỏ. Mẫu thân hắn đâu? Trần Thiên Nhai cũng lạnh lùng nhìn về phía La Quân, hắn cũng tương tự đối La Quân không có cảm tình, thậm chí còn có một tia loáng thoáng căm hận. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn biết rõ ràng năm đó đến chuyện gì phát sinh. La Quân trầm xuống trong lòng tự nhủ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, càng sẽ không qua đánh ngươi danh hào làm chuyện gì. Ta La Quân không cần. Trần Thiên Nhai nhạt lạnh nhạt nói, ngươi muốn giải cái gì? La Quân vấn đề thứ nhất cũng là, mẫu thân của ta đâu? Chết, Trần Thiên Nhai nói ra. Chết như thế nào? La Quân cảm giác trái tim quất đau một chút, đau quá đau quá. Cho tới nay, trong lòng của hắn đối chưa từng gặp mặt mẫu thân có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm tình. Bây giờ nghe Trần Thiên Nhai nói mẫu thân chết, hắn đau đến suýt chút nữa thì ngạt thở. Bị ta giết, Trần Thiên Nhai nhạt lạnh nói ra. La Quân hãi nhiên muốn tuyệt, hắn bắt lấy ở ngực, nói ra, ngươi nói là thật. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, ngươi cho rằng ta hội nói cho ngươi lời nói dối sao? Vì cái gì, La Quân không dám tin. Trần Thiên Nhai lạnh lùng nói ra, mẫu thân ngươi bất quá là cái tiện nhân, nếu không phải nàng, ta Eva ngươi chỗ này sẽ chết. Cái này tiện nữ nhân ý đồ câu dẫn ta bên trên, còn trong lòng ngươi cái này nghiệt chủng, ta làm sao có thể đủ chứa nàng.
La Quân cảm nhận được thật sâu hàn ý, hắn cảm thấy thiên tại xoáy, địa lại chuyển. Hắn nghĩ tới rất nhiều liên quan tới chính mình phụ mẫu sự tình, hắn lại tuyệt đối nghĩ không ra mẫu thân mình lại là bị phụ thân giết chết. Vì cái gì dạng này cực kỳ bi thảm sự tình muốn phát sinh trên người mình? Vì cái gì? La Quân nhịn không được gào thét lên tiếng, hắn máu mắt đỏ sông Trần Thiên Nhai quát ầm lên, đã như vậy, ngươi vì cái gì không lúc trước cùng nhau đem ta cũng giết? Trần Thiên Nhai từ tốn nói, giết con điểm xấu, ngươi dù sao cũng là ta huyết thống cốt nhục. Nếu không phải niệm trên một điểm này, ngươi chết sớm. Mà bây giờ, La Quân là thiên mệnh giả tại thân, lại là con trai của Trần Thiên Nhai. Cho nên Trần Thiên Nhai càng sẽ không giết La Quân. Nói như vậy, nhân quả quá nặng. La Quân quyền đầu bóp kéo kẹt vang, hắn trầm giọng nói, mẫu thân của ta phần mộ ở đâu? Trần Thiên Nhai nói ra, không biết, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho nàng hạ táng sao? La Quân cắn răng, hắn nói ra, Trần Thiên Nhai, nếu ta có thể một mực sống sót, ta sẽ tìm đến ngươi. Ta hiện đang hỏi ngươi một câu cuối cùng, mẫu thân của ta kêu cái gì? Trần Thiên Nhai nói ra, Lâm Thiến, nàng nhà là Hà Bắc, hắn đón đến, nói ra, nghiệt xúc, ta nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại là thiên mệnh giả. Đại khái, ngươi chính là ta ma kiếp, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi đến có thể lật ra cái gì gợn sóng tới. La Quân cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn cũng không muốn nói với Trần Thiên Nhai cái gì ngoan thoại loại hình. Như thế căn bản không có chút ý nghĩa nào. La Quân muốn có một ngày, có thực lực này về sau trở lại đối mặt Trần Thiên Nhai. La Quân chạy như điên, hắn trong lồng ngực có một cỗ khí, hắn chỉ có đang phi nước đại bên trong mới có thể cảm nhận được còn sống. 3 giờ sáng, La Quân trở lại Yến Kinh. Hắn tìm quán trọ nhỏ ở lại. Lúc này La Quân người nào đều không muốn gặp, lời gì cũng không muốn nói. Hắn tại quán trọ nhỏ bên trong trên giường một mực nằm chết dí ngày thứ hai buổi chiều, Trầm Mặc Nùng nhịn không được tới. Trầm Mặc Nùng sớm biết La Quân trở về không thích hợp, nhưng nàng cũng nghe mở máy bay riêng người điều khiển nói, La Quân tâm tình không đúng, không muốn bị quấy rầy. Cái kia khách sạn trong phòng tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Hoàn cảnh rất là ác liệt. Ánh mặt trời chiếu tại La Quân trên mặt. La Quân sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đến làm sao, Trầm Mặc Nùng thấy thế không khỏi hỏi. La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn ngồi xuống. Trên mặt hắn tràn đầy rêu mép kéo cặn bã, cái này vẻn vẹn một đêm cũng là như thế tính tình. Trần Thiên Nhai là phụ thân ta, La Quân chậm rãi nói ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trầm Mặc Nùng nhất thời chấn trụ. Nàng thực cũng là nghĩ qua khả năng này. Nhưng là nàng vẻn vẹn ngẫm lại, nàng cảm thấy cái này quá hoang đường. Nhưng bây giờ, La Quân lại chính miệng nói ra. Sao lại có thể như thế đây? Trầm Mặc Nùng tâm lý phức tạp cực. Cái này ma đế Trần Thiên Nhai là tà khí cùng cực nhân vật, mà La Quân lại là cái tốt bụng người. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cũng biết mình nghĩ như vậy là không đúng. Lão tử lại hỏng, đó cũng là Trần Thiên Nhai sự tình, cùng La Quân là không có quan hệ. La Quân! Vậy ngươi vì cái gì không vui đâu? Trầm Mặc Nùng cảm thấy bên trong còn có ẩn tình. Nàng nói ra, Trần Thiên Nhai là phụ thân ngươi, thì tính sao đâu? Ngươi hay là ngươi chính mình, ngươi bây giờ cũng là hóa thần cảnh cao thủ, không nên vì thế mà mê mang bàng hoàng a. La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, mẫu thân của ta là Trần Thiên Nhai giết chết. Trầm Mặc Nùng lần nữa chấn kinh. Ngươi chắc chắn chứ? Trầm Mặc Nùng không dám tin hỏi. La Quân nói ra, Trần Thiên Nhai chính miệng nói, hắn không cần thiết gạt ta. Hắn cũng khinh thường tại gạt ta. Trầm Mặc Nùng rốt cục hiểu La Quân thống khổ. Có thể Trần Thiên Nhai vì cái gì phải làm như vậy? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, có rất nhiều thứ ta còn không hiểu. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta tại Trần Thiên Nhai trong miệng biết một cái manh mối. Đó là liên quan tới ta mẫu thân của ta gọi là Lâm Thiến, là Hà Bắc người. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không đi giúp ta một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta lập tức đi thăm dò. Tốt sao? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, Lâm Thiến đã cùng Trần Thiên Nhai có quan hệ, cái kia chính là tham dự vào năm đó thần ma chi chiến bên trong. Muốn tra, cũng không có khó như vậy. La Quân liền tới tinh thần, hắn nói ra, chúng ta cùng đi tra. Trầm Mặc Nùng nói ra, không có vấn đề. Bất quá ngươi hẳn là tắm trước, ăn cơm no, sau đó chúng ta lại tra.
La Quân gật gật đầu. Sau 2 giờ, La Quân tại Trầm Mặc Nùng trong nhà tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ quần áo. Hắn sợi râu cũng treo sạch sẽ, cả người nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. La Quân thực muốn rất nhiều, trận này thiên địa sát kiếp càng ngày càng để hắn hiểu được, hắn căn bản chính là được an bài tốt một vòng. Hắn vô pháp siêu thoát, hãm sâu bên trong. Tại La Quân lúc tắm rửa, Trầm Mặc Nùng đã theo Viên Tinh Vân hợp tác thẩm thi A dạy Lâm Thiến tới. La Quân tắm rửa đi ra, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đã thi A được liên quan tới Lâm Thiến một ít gì đó. Nàng là Hà Bắc Minh Vũ huyện người, ta đã an bài tốt máy bay riêng, chúng ta hiện tại liền có thể qua Minh Vũ huyện. La Quân trong lòng lửa nóng, hắn nói ra, tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Máy bay riêng rất nhanh cất cánh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lần nữa bôn ba bên trong. Thiên sơn mộ tuyết, tầng mây phiêu miểu. La Quân tâm cũng không còn cách nào giống như trước như thế không buồn không lo, không tim không phổi. Đợi đến những anh hùng tại đúc bằng sắt trong chiếc nôi trưởng thành, dũng cảm tâm giống như trước một dạng, qua đến thăm vạn năng thần chi, mà trước lúc này, ta lại thường cảm thấy, cùng cô bước bôn ba, không bằng yên ổn ngủ say. La Quân lòng có chút mỏi mệt. Nhưng hắn biết, chính mình đường còn chưa bắt đầu. Hắn không có mỏi mệt tư cách. Liền cũng tại lúc này, trong máy bay một ca khúc khúc vang lên. Tiếng ca du dương bên trong mang theo một tia hoang vu. Bài hát này âm thanh là Trầm Mặc Nùng mở ra, nàng giống để La Quân không muốn mệt mỏi như vậy, nàng muốn vì La Quân buông lỏng tâm thần. Tiếng ca hát lên. Lời bài hát đại ý là. Tháng tung tóe tinh hà dài đường dài rằng rặc. Phong yên tàn chỉ độc ảnh dã rời. Kêu một tiếng Phật tổ quay đầu không bờ. Quỳ một nhân vi sư sinh tử không quan hệ. Thiện ác phù đời đời thật giả giới. Trần duyên tán đi không rõ ràng. Khó gãy. Ta muốn cái này thiết bổng để làm gì? Ta có biến hóa này lại như thế nào? Vẫn là bất an, vẫn là thị trù. Kim cô vào đầu muốn nói còn đừng. Ta muốn cái này thiết bổng say múa ma. Ta có biến hóa này loạn mê chọc. Đạp nát lăng tiêu làm càn kiệt ngạo. Thế ác đạo hiểm cuối cùng khó thoát. Một gậy này bảo ngươi hôi phi yên diệt. Cái này một ca khúc khúc thả xong, La Quân lại là si. Hắn cũng là đại thánh A. Khí thế của hắn, cảm động toàn bộ đều là đến từ đại thánh đạo tràng. Có thể đại thánh lại có nhiều như vậy bất đắc dĩ, tựa như là hắn, hắn bây giờ đứng trước Trần Thiên Nhai, lại là có bổng vung không được. Từ Yến Kinh đến Hà Bắc cũng không xa, nửa giờ đều không cần liền đến. Bất quá đến Minh Vũ huyện đường cũng không tốt đi, nhưng máy bay riêng trực tiếp ngay tại Minh Vũ trong huyện hạ xuống. Huyện thành nhỏ còn có chút lạc hậu, bình thường đến xe cũng không nhiều. Lúc này bỗng nhiên đến một khung máy bay trực thăng, cái này khiến một đám tiểu hài tử cùng dân chúng đều đi ra vây xem. Mặt trời gay gắt cao chiếu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng xuống chuyên cơ. La Quân đứng tại đường phố này bên trên, bốn phía đều là nhà trệt, trên đường phố cũng là mấp mô nhựa đường đường cái. Đường cái thuộc về lâu năm thiếu tu sửa. La Quân trong lòng chập trùng, hắn đứng ở chỗ này, cảm thấy bốn phía giống như là có một loại ma lực. Loại này ma lực để hắn cảm thấy nơi này rất là thân cận. Mẫu thân mình cũng là ở chỗ này lớn lên. Đây là hắn căn nguyên A. La Quân phát ra ngốc, Trầm Mặc Nùng lại là từ trong máy bay lấy một đài xe gắn máy đi ra. 500 kg xe gắn máy, bị Trầm Mặc Nùng giống như chơi đùa một tay lấy ra. Một màn này để một đám vây xem tiểu hài tử cùng dân chúng đều trợn mắt hốc mồm. Mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ đó là làm đạo cụ? Là có người muốn tới nơi này quay phim? Bất quá lập tức, Trầm Mặc Nùng liền đem xe gắn máy khởi động. La Quân ngồi ở phía sau, Trầm Mặc Nùng nhất kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền biến mất tại đầu đường. Một màn này để chúng bách tính nhìn không hiểu ra sao. Xe gắn máy là hướng quê nhà mở đi ra, rất nhanh. La Quân liền thấy bốn phía đều là xanh mơn mởn cây cải dầu ruộng, trong không khí lộ ra nói không nên lời tươi mát mùi thơm. Trời xanh thăm thẳm, vân rất trắng. Nơi này tránh thức rời xa thành thị huyên náo. Phía trước cũng là Lâm Thiến sinh trưởng Ngũ Liễu thôn. Ngũ Liễu thôn cửa thôn chỗ, có tiểu hài tử tại chơi đùa. Các nàng xem đến người xa lạ đến đây, rất nhanh liền chạy đi. Nông thôn hài tử, mặc kệ như thế nào. Các nàng đều muốn so trong thành hài tử sợ người lạ cùng ngượng ngùng. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đi vào, bên kia một cái nhà trệt trước, có cái lão nhân tại phơi nắng. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo, Trầm Mặc Nùng tiến lên hỏi hai câu, lão nhân lại là không có nghe hiểu.
Trầm Mặc Nùng cũng chỉ có từ bỏ. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Lần này lại là đụng phải một cái chừng 50 tuổi lão nam nhân. Tại nông thôn bên trong, lão nhân già nua tựa hổ phá lệ nhanh. Vị này đại bá còng lưng cõng, đang vạch lên ngô bắp bổng tử. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đi ra phía trước. Trầm Mặc Nùng rất lợi hại có lễ phép hỏi, đại bá, ta có thể hỏi ngài chuyện này sao? Cái kia đại bá nhìn một chút Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, hắn nhưng cũng không dám lãnh đạm. Tại đại bá trong mắt, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân người trong thành khí chất là rất rõ ràng. Hắn là không dám đắc tội. Nói như vậy, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Thực cái này điêu dân là tương đối mà nói, tại đã theo bên ngoài xã hội nối tiếp nông thôn bên trong, rất nhiều nông dân tâm lý nông dân cá thể ý thức rất nghiêm trọng, không thể gặp người khác tốt. Nếu ai đến làm cái cá đường cái gì, nhất định sẽ ở sau lưng cắm đao. Mà lại ganh đua so sánh tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Mà tại còn rất lợi hại nghèo khó, đồng thời tin tức không phát đạt địa phương, dạng này địa phương, nông dân lại sẽ trung thực càng nhiều. Cái kia đại bá lập tức nói, ngài tùy tiện hỏi. Hắn nói là Hà Bắc thổ ngữ. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nghe có chút tốn sức. Bất quá hai người vẫn là nghe hiểu. Trầm Mặc Nùng hỏi, đại bá, là như thế này, ngài biết trong thôn có cái gọi Lâm Thiến cô nương sao? Lâm Thiến, đại bá hơi hơi giật mình một chút. Sau đó hắn nói ra, Lâm Thiến đã chết rất nhiều năm. Hắn không hiểu nhìn hai người liếc một chút, nói, các ngươi là ai? Lâm Thiến là mẫu thân của ta, La Quân trầm giọng nói ra. Đại bá lần nữa giật mình, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm La Quân, người thật sự là con trai của Lâm Thiến. La Quân gật gật đầu. Đại bá hơi hơi kích động lên, nói ra, khó trách ta cảm thấy ngươi nhìn quen mắt đâu, năm đó mụ mụ ngươi mang thai, trong thôn không ít lấy khinh thường. Về sau mụ mụ ngươi đột nhiên lại chết, mọi người cũng đều nói là báo ứng. Chúng ta đều cho là ngươi cũng không tại, nghĩ không ra ngươi còn sống. La Quân trái tim chìm xuống. Đại bá lập tức còn nói thêm, hài tử, ta là người thân bá gia a. Năm đó, vẫn luôn là ta cùng bạn già ta chiếu cố mụ mụ ngươi. La Quân nhìn về phía đại bá, hắn kích động lên. Đại bá còn nói thêm, nhanh đến trong phòng đến ngồi. La Quân lập tức nói, bá gia, ta hiện tại thì không đi ngồi. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, mẹ ta trước kia ở nơi đó. Ta muốn đi xem. Đại bá sững sờ, tiếp lấy gật gật đầu. Đại bá nói ra, mụ mụ người phòng bây giờ bị người ở, nam tử kia là 10 năm trước tới, hắn cho chúng ta một khoản tiền. Chúng ta nghĩ đến mụ mụ người không tại, nhà kia cũng có chút phá, cho nên cũng liền đáp ứng. Hy vọng người chớ trách chúng ta a. Nam tử, 10 năm trước, La Quân trái tim nhảy lên, tâm đạo, chẳng lẽ là sư phụ. Ngài nhanh mang ta đi, La Quân kích động lên. Đại bá lập tức liền bắt đầu dẫn đường. Lâm Thiến chỗ nhà thật đã có chút phá, là hai gian thổ phòng tử. Nhà bên cạnh là một khối vườn rau. Phía trước là khối đất trống, xung quanh chỗ đất trống đã là cỏ dại rậm rạp. Nhà cửa gỗ bên trên, lục sắc sơn đã chóc ra. La Quân đi vào nhà phía trước. Vừa vặn lúc này, cửa nhỏ mở ra. Trước cửa xuất hiện một tên ăn mặc màu xám áo sơ mi nam tử này khoảng 40 tuổi. Trên mặt hắn rìa mép kéo cặn bã. Nhưng La Quân liếc một chút thì nhận ra, người này đúng là hắn mong nhớ ngày đêm sư phụ A. Là dưỡng dục hắn lớn lên, dạy hắn bản sự sư phụ A. Sư phụ, La Quân trong nháy mắt nước mắt doanh tròng. Hắn nhịn không được đỏ mắt vành mắt, nhịn không được khóc lên. Hắn kinh lịch quá nhiều, hắn cảm thấy mình ở trên đời này đưa mắt không quen. Mà sư phụ cũng là hắn thân nhân duy nhất A. La Quân bình tĩnh nhìn lấy nam tử. Nam tử kia nhìn thấy La Quân sát đó cũng là ngây người. Tiểu Dương, làm sao ngươi tới? Sư đồ hai người, gặp nhau đều là hai mắt đẫm lệ. Sau đó, cả đám thì tiến thổ trong phòng. Cái kia đại bá lại là trước cáo từ, đại bá nói muốn trở về chuẩn bị bữa tối, để La Quân một đám người đợi chút nữa qua ăn. La Quân cũng liền đáp ứng. Trong này hết thảy đều lúc trước bài trí. Ta dưỡng dục ngươi đoạn thời gian kia, ta tuy nhiên không ở nơi này, nhưng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này quét dọn. La Quân sư phụ nói ra. Sư phụ gọi là Vương Thanh. Trầm Mặc Nùng cùng Vương Thanh đều hầu ở La Quân bên người. La Quân nhìn lấy nơi này mảy may, cái kia lược, tấm gương, màn chờ một chút, đều là thân thiết như vậy, phảng phất hết thảy đều tản ra mẫu thân vị đạo. La Quân lúc này cũng mới hiểu được,
sư phụ Vương Thanh cũng không phải là cái gì tuyệt thế cao thủ. Hắn tu vi cũng bất quá là hóa kính đỉnh phong, một cái tại hóa kính đỉnh phong dừng lại mấy chục năm nam nhân. Đây là mẫu thân ngươi ảnh chụp, mẫu thân ngươi lúc tuổi còn trẻ vô cùng xinh đẹp. Vương Thanh lấy ra một tờ phát vàng ảnh chụp nói với La Quân. La Quân cầm lên, cái kia ảnh chụp là hình cũ. Trong tấm ảnh là cái 17-18 nữ hài tử. Nữ hài tử diện mục thanh tú, ăn mặc thời đại kia màu đỏ váy, châm bím. Trong tấm ảnh nữ hài tử, còn mang theo một tia nông thôn cô nương hương thổ khí tức. La Quân nhìn không khỏi si. Trầm Mặc Nùng ở một bên cũng nhìn lấy, nàng cảm thấy vận mệnh rất là kỳ diệu. Sau đó, La Quân lại hỏi Vương Thanh, nói ra, mẫu thân của ta hạ táng ở đâu? Hắn đem ảnh chụp cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Vương Thanh nói ra, ở phía sau trên sườn núi. La Quân hơi hơi nghẹn ngào, nói ra, sư phụ, ta muốn đi tế bái mẫu thân của ta. Vương Thanh gật gật đầu, nói ra, đây là hẳn là, đi thôi. Cả đám thì đào được nhà, phòng nghỉ tử đằng sau dốc núi chỗ đi đến. Trên sườn núi kia là một mảnh xanh ngắt thanh sơn, nơi xa còn có xanh mơn mởn cây cải dầu ruộng. Phong nhi thổi, trận trận hoa cỏ mùi thơm ngát đánh tới. Lúc này chính là trạng vạng tối, trời chiều ánh chiều tà vẩy chiếu vào mảnh này trên sườn núi, đó là cái mỹ lệ vô cùng phương. Trên sườn núi, còn thật nhiều mộ phần. Trong thôn người chết, phần lớn đều sẽ táng ở chỗ này. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bị Vương Thanh đưa đến một chỗ mộ phần trước, mộ phần bên trên cũng không lập bia, bốn phía cỏ tươi tùm. Mộ phần bốn phía xử lý rất là sạch sẽ. Vì cái gì không có bất kỳ vật gì? La Quân không hiểu hỏi Vương Thanh. Vương Thanh liền nói ra, mụ mụ ngươi qua sớm, lại chỉ có ngươi một cái con nối dõi. Cho nên dựa theo nông thôn quy củ là không thể lập bia. Muốn lập bia, nhất định phải con cháu đầy đàn. Ngươi như về sau có tiền đồ, có thể con cháu đầy đàn, khi đó thì có thể cho ngươi mẫu thân lập bia. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là quỳ đi xuống, yên lặng dập đầu ba cái. Trong lòng của hắn yên lặng nói, mẹ, bất hiếu nhi tử đến xem ngài. Bái mồ mả về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Vương Thanh lại trở lại thổ trong phòng. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Một vòng new moon bay lên bầu trời. Trên trời có lẻ tẻ mấy điểm, trên nhánh cây giọt sương cũng là từng ly từng tí. Lúc này Hà Bắc, ban đêm còn là có hàn ý. Vị kia nhiệt tâm bá ra đến hô La Quân một đoàn người đi ăn cơm. Vương Thanh cũng không có cự tuyệt, mang Trầm Mặc Nùng cùng La Quân quá khứ. Bá gia là một thân một mình ở, hắn giết một con gà, làm thịt một cái vịt, sau đó từ vườn rau bên trong xếp mới mẻ rau xanh. Một bàn này đồ ăn tuy nhiên không tính là rất lợi hại phong phú, nhưng lại vô cùng hương. Điển hình nông gia đồ ăn, nguyên sinh thái, vô cơ có dưỡng. Bá gia trong nhà còn có một vò rất thơm nữ nhi hồng. Bá gia đem nữ nhi hồng mở ra, nhất thời, hương khí tràn đầy. Bá gia nói ra, trước kia nữ hài tử muốn xuất gả. Trong nhà hội xuất ra lâu năm nữ nhi hồng đãi khách. Bây giờ lại không thể cái này, bạn già ta 5 năm trước cũng đi. Ta hai đứa con trai cũng đến trong thành, một năm khó đến một lần trở về. Ta cũng chỉ còn lại chút rượu này an ủi. Nữ nhi này đỏ ta chôn 3 năm, mọi người nếm thử. Uống rượu là dùng bát sứ, rất có ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn mùi rượu nói. La Quân tâm tình rất nặng nề, mọi người cùng một chỗ uống một hớp rượu sau. La Quân hỏi Vương Thanh, nói, sư phụ, người có thể hay không nói cho ta biết, năm đó đến là tình huống như thế nào? Vương Thanh khẽ thở dài một cái, hắn nói ra, trước kia ta không nói cho ngươi, là bởi vì ta không muốn để cho ngươi thống khổ. Nhưng bây giờ, ngươi như là đã đi tìm đến, ta muốn giấu giếm cũng ẩn không gạt được. Mà lại, ngươi cũng nên cho ta thật bất ngờ, ta không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi mấy năm này thế mà thì có phen này tu vi. La Quân yên lặng nghe. Vương Thanh uống một ngụm rượu lớn, nói ra, năm đó mẫu thân ngươi là cái nông thôn cô nương, nàng 18 tuổi năm đó qua đông bắc bên kia. Nàng vốn là qua tìm nơi nương tựa thân thích, nhưng là nàng thân thích đã sớm không biết đi nơi nào. Mụ mụ ngươi chí khí rất cao, cũng liền không muốn lại về cái này nhà. Nàng muốn tại đông bắc trong thành cắm rễ xuống tới. Lúc ấy mụ mụ ngươi chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, nhưng người dài rất xinh đẹp. Nàng tại một cái trong nhà ăn làm thuê thời điểm. Bị một đám lưu manh du côn khi dễ. Về sau là phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai đi ngang qua, Trần Thiên Nhai cứu mụ mụ ngươi. Hắn thở dài, nói ra, đó là mùa đông, dưới rất tuyết lớn.
Trần Thiên Nhai ăn mặc một thân áo khoác màu đen, khi đó Trần Thiên Nhai, tuổi trẻ khinh cuồng, anh tuấn tiêu sái. Nhất cử nhất động, đều sẽ khiên động vô số thiếu nữ tâm. Lại huống chi là mẫu thân ngươi như thế còn không có thấy qua việc đời nữ hài tử. Mẫu thân ngươi thứ nhất mắt thì yêu Trần Thiên Nhai, nàng lại nghĩ không ra đây chính là nàng cả đời bi thương bắt đầu. Vương Thanh nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, nói, lại về sau, mẫu thân ngươi bị Trần Thiên Nhai mang về làm nấu cơm nha đầu. Mà ta tại Trần Thiên Nhai trong nhà bất quá là người tài xế. La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ, hắn không có nghĩ tới sư phụ thế mà chỉ là một cái. Tài xế. Vương Thanh tiếp tục nói, mẫu thân ngươi đối với người rất tốt, riêng là đối ta. Ngươi cũng cần phải đoán được, ta là ưa thích mẫu thân ngươi. Khi đó, nếu là ngươi mẫu thân chịu theo ta tốt, nàng cũng liền không có nhiều như vậy thống khổ. Nhưng là mẫu thân ngươi là cái si tình si tâm bộ dáng, nàng lòng tràn đầy trong mắt đều là phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai. Nàng chỉ là yên lặng ưa thích, từ không muốn có cái gì hồi báo. Về sau, có một lần Trần Thiên Nhai uống say, hắn đem mẫu thân ngươi. Vương Thanh trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn nói tiếp, mẫu thân ngươi ngày thứ hai liền bị Trần Thiên Nhai đuổi đi, trời có mắt rồi, mẫu thân ngươi lại làm gì sai. Nàng chỉ là thích một cái không nên ưa thích người. Mẫu thân người bị đuổi đi sau tháng thứ hai trung tuần, mẫu thân người phát hiện trong lòng ngươi. Trong nội tâm nàng không có chút nào hận phụ thân ngươi, nàng yên lặng về đến quê nhà, nghĩ đến muốn đem ngươi sinh ra tới, một mình nuôi dưỡng lớn lên. Nàng thậm chí đều không muốn để cho Trần Thiên Nhai biết. Đoạn thời gian kia, ta vẫn là tại Trần Thiên Nhai bên người làm một người tài xế. Trần Thiên Nhai là có phu nhân, hắn phu nhân gọi là Eva ngươi. Eva ngươi rất mỹ lệ, Trần Thiên Nhai cũng rất yêu Eva ngươi. Một năm sau, Eva ngươi cũng mang thai dựng. Nhưng tại Eva ngươi mang thai trong lúc đó, nàng không biết làm sao sẽ biết mẫu thân ngươi sự tình, cũng biết mẫu thân ngươi cũng mang thai dựng. Eva ngươi sau khi biết rất tức giận, kém chút khí lưu sinh. Về sau, Trần Thiên Nhai thì mang ta một mình đến nơi đây. Chúng ta lại tới đây thời điểm, ngươi mới 2 tháng lớn. Vương Thanh đắng chát nói ra, mẫu thân ngươi khóc. Quỳ cầu phụ thân ngươi không nên giết ngươi. Trần Thiên Nhai nói, hài tử có thể không chết, nhưng ngươi phải chết. Vương Thanh hốc mắt bắt đầu hót, hắn nói ra, mẫu thân ngươi hoảng sợ ngốc. Ta cũng liền cầu Trần Thiên Nhai buông tha mẫu thân ngươi, có thể Trần Thiên Nhai không chịu. Hắn ngay trước mặt ta giết mẫu thân ngươi, ta nhìn mẫu thân ngươi chết ở trước mặt ta lúc ấy thật hận chính ta cảm thấy ta không giống như là một người nam nhân. Ta yên lặng thích ngươi mẫu thân 2 năm. Nhưng ta lại không có cái gì vì hắn làm qua. Ta nghĩ, nếu là ta có bản lĩnh, liền có thể ngăn cản Trần Thiên Nhai. Ta sau cùng nhìn không được xông Trần Thiên Nhai gào thét. Trần Thiên Nhai rất lợi hại kinh ngạc, hắn liếc lấy ta một cái, nói ra, đã ngươi như thế ưa thích nữ nhân này, cái kia nàng nhiệt chủng liền từ ngươi đến nuôi đi. Sau đó, Trần Thiên Nhai liền rời đi. La Quân nghe hốc mắt ướt át, hắn trong lồng ngực tràn đầy hận ý. Hắn cảm thấy mình cùng mẫu thân thì chưa bao giờ bị Trần Thiên Nhai chính thức qua, nhưng hắn cùng mẹ hôn cũng không có làm gì bỏ lỡ a. Vì cái gì chúng ta liền muốn mệnh như cỏ rác? Trầm Mặc Nùng cùng Bá Gia ở một bên nghe ngốc. Vương Thanh tiếp tục nói, lúc đầu, ta cũng là không muốn sống. Nhưng ta nhìn thấy La Quân ngươi, cuối cùng vẫn là quyết định đưa ngươi nuôi lớn. Tên ngươi, là mẹ ngươi mẹ cho ngươi lên, ta lúc đầu muốn cho ngươi đổi cái họ, ta cảm thấy Trần Thiên Nhai không xứng làm phụ thân ngươi. Nhưng tại có một ngày ban đêm, ta mộng thấy mụ mụ ngươi, nàng nói không trách Trần Thiên Nhai, nàng nghĩ ngươi vẫn là họ La. Ta yêu ngươi mẫu thân một trận, lại có thể nào không thuận theo nàng. Về sau, ta mang ngươi rời đi Hà Bắc, ta đem ta chỗ có bản lĩnh đều giao cho ngươi, ta cũng không dám nói cho ngươi, liên quan tới thân ngươi thế. Bởi vì ta cảm thấy chuyện đó đối với ngươi quá tàn nhẫn. Mà lại, lấy lúc ấy ngươi tình huống, ngươi nếu là muốn qua báo thù, căn bản chính là chịu chết. Người vĩnh viễn cũng không biết, Trần Thiên Nhai đến thần thông quảng đại tới trình độ nào. Còn có, hắn dù sao là phụ thân ngươi, Trần Thiên Nhai nhân vật như vậy đều biết giết con điểm xấu, mà ngươi sao lại dám giết cha mình đâu. Cho nên ta cảm thấy, ngươi vẫn là cái gì cũng không biết mới là tốt. Dạng này ngươi liền có thể vui vui sướng sướng trưởng thành. Nói đến đây, Vương Thanh thở dài một tiếng, nói, chỉ tiếc, hết thảy đều chạy không khỏi vận mệnh. Cuối cùng ngươi vẫn là biết đây hết thảy. La Quân quyền đầu nắm chặt, hắn nói ra, ta sẽ không đi giết Trần Thiên Nhai, nhưng sẽ có một ngày, ta muốn dẫn hắn đến mẫu thân của ta trước mặt dập đầu nhận lầm. Ta muốn hắn biết, hắn sai,
mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Cái này là La Quân trong lòng hận, cực độ hận. Trong bóng đêm, thái trên núi. Ma đế Trần Thiên Nhai một thân quần áo màu đen, hắn khoanh chân ngồi tại Thái Sơn Kim đỉnh phía trên. Lúc này, toàn bộ thiên địa vũ trụ tựa hồ cũng tại vây quanh hắn xoay tròn. Bên trong thiên địa, phảng phất hắn cũng là trung tâm cái điểm kia. Liền cũng tại lúc này, trong bóng tối, một đạo bạch sắc tinh mang hướng bên này bay tới. Sau một hồi khá lâu, cái này đạo bạch sắc tinh mang xuất hiện tại ma đế Trần Thiên Nhai trước người. Màu trắng tinh mang trên không trung ngưng tụ ra nhất tôn nguyên thần bản tướng, đây cũng là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn là cái con lai, hắn trong mắt là lam sắc, tóc là màu đen. Thanh niên này yêu nghiệt anh tuấn tới cực điểm, tựa như là phim Mỹ bên trong những đập đó nhiếp suy Mỹ hấp huyết quỷ nam chân heo. Phụ thân, thanh niên đối Trần Thiên Nhai cung kính hô một câu. Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai nói ra, gần nhất ngươi tu luyện thế nào? Trần Diệc Hàn nói ra, hồi phụ thân lời nói, hài nhi đã đạt tới tam trọng thiên tu vi. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, hắn nói ra, ngươi không hổ là nhi tử ta, năm đó liền xem như thần đế, tu la đại đế như ngươi tuổi như vậy lúc, cũng không đủ tư cách cho ngươi sách giày. Trần Diệc Hàn lại là không kiêu không gấp, trên mặt không có chút nào tốt sắc, hắn nói ra, phụ thân, ngài đột nhiên triệu ta mà đến, chắc hẳn là có chuyện a. Trần Thiên Nhai nói ra, không sai. Phụ thân xin phân phó. Trần Diệc Hàn nói ra. Trần Thiên Nhai nói ra, ta gần nhất nhìn thấy một người. Người nào để phụ thân ngài đều cảm thấy trọng yếu. Trần Diệc Hàn không khỏi hiếu kỳ. Trần Thiên Nhai nói ra, người này có thể tính là ca ca ngươi. Trần Diệc Hàn không khỏi lấy làm kỳ, nói, ta còn có ca ca. Làm sao chưa từng nghe ngài nhắc qua. Trần Thiên Nhai trầm giọng nói ra, cái này là năm đó là cha làm một kiện chuyện hồ đồ, cũng coi như say rượu thất đức. Kết quả, tiện chủng kia mẫu thân thì trong lòng tiện chủng này. Trần Diệc Hàn nghe vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi. Trần Thiên Nhai nói ra, nói đến, mẫu thân ngươi sở dĩ tại sinh hạ ngươi thời điểm khó sinh mà chết, cũng cùng tiện chủng kia cùng tiện chủng mẫu thân có lớn lao quan hệ. Trần Diệc Hàn trong mắt lập tức hiện lên hận sắc. Ngươi sẽ không trách là cha a? Trần Thiên Nhai hỏi. Trần Diệc Hàn cúi đầu xuống, nói ra, hài nhi không dám. Trần Thiên Nhai khẽ nhíu mày, nói ra, chúng ta cha con ở giữa, nào có cái gì dám cùng không dám. Ngươi cũng biết, là cha trong lòng cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi mẫu thân cùng ngươi. Trần Diệc Hàn hít sâu một hơi, nói, sự tình đều đã qua, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Chỉ là phụ thân, ngài đột nhiên đến nói với ta chuyện này là có chuyện gì không? Trần Thiên Nhai nói ra, xác thực là có chuyện. Năm đó, ta đã đem tiện chủng kia mẫu thân tự tay giết. Nhưng là tiện chủng kia, cùng ta có huyết mạch quan hệ, ta lại là không thể động thủ. Giết con điểm xấu, ngươi hiểu chưa? Trần Diệc Hàn gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên ta cũng hận vị đại ca kia hại chết mẫu thân, nhưng là hắn cuối cùng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta cũng không chủ trương ngài giết hắn. Trần Thiên Nhai nói ra, nhưng ta với hắn mà nói, lại là có giết mẹ mối thù. Trần Diệc Hàn không khỏi run lên, nói, phụ thân. Chẳng lẽ hắn đã có thể uy hát yêu ta được ngài? Trần Thiên Nhai nói ra, trò cười, trong thiên hạ, có ai có thể uy hát yêu ta được ta? Trần Diệc Hàn không khỏi buông lỏng một hơi. Trần Thiên Nhai nói ra, chỉ bất quá, tiện chủng kia bị ta phát hiện, chính là mạnh nhất một cái thiên mệnh giả. Ngươi cũng là thiên mệnh giả, nhưng ngươi mệnh cách cũng không bằng hắn. Mà lại, ta tính ra hắn chính là ta lớn nhất ma kiếp. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên sát ý, nói ra, ngài giết không được hắn, ta đi giết hắn. Vì phụ thân ngài, ta không quan hội có hậu quả gì không? Trần Thiên Nhai nói ra, Diệc Hàn, ngươi cũng không thể giết hắn. Vì cái gì? Trần Diệc Hàn khó hiểu nói. Trần Thiên Nhai nói ra, làm ngươi muốn đi giết hắn thời điểm, vậy đã nói rõ tại trong lòng ngươi còn có hoảng sợ. Một cái trong lòng có hoảng sợ người, làm sao thành tựu vô thượng đại đạo? Trần Diệc Hàn không khỏi ngẩn ngơ. Ma kiếp lại như thế nào? Trần Thiên Nhai nói ra, bất luận cái gì kiếp nạn phía sau bản chất đều là một cái cơ hội. Lôi kiếp đối với nguyên thần tới nói, là sinh tử đại kiếp, nhưng ngươi cũng phải biết, một khi vượt qua lôi kiếp, cái kia chính là chất phi thăng. Cho nên, ma kiếp đối ngươi, với ta mà nói đều là một cái cơ hội. Ngài ý là, Trần Diệc Hàn hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, chúng ta mặc dù biết tiện chủng kia là ma kiếp, nhưng chúng ta cũng không thể nói mặc cho phát triển, khoanh tay chịu chết.
ngươi mà làm theo tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Diệc Hàn lập tức cũng liền hiểu phụ thân ý tứ. Phụ thân, ngài muốn ta làm cái gì? Trần Diệc Hàn hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, thiên địa sát kiếp tiến đến, quần ma loạn vũ. Tiện chủng kia lại là thiên mệnh giả, tất nhiên sẽ có thuộc về hắn thế lực. Chính nghĩa được ủng hộ, cho nên ta muốn người chính thức nhập thế. Trần Diệc Hàn nói ra, vâng, phụ thân. Trần Thiên Nhai nói ra, ta đã cùng thần đế nguyên thần câu thông, hắn đáp ứng để ngươi tiến vào thần vực. Ngươi lần này đi thần vực, có thể trực tiếp thành vi sư tôn. Đến lúc đó, ngươi đem thần vực hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Thần vực cũng là lớn nhất tư nguyên. Trần Diệc Hàn lập tức nói, phụ thân, thần đế hẳn phải biết, chúng ta là hắn lớn nhất đại uy hát Iota. Hắn vì cái gì còn muốn cho phép ta tiến vào thần vực? Trần Thiên Nhai nói ra, rất đơn giản, bởi vì chúng ta đồng dạng cũng là hắn ma kiếp. Hắn càng sẽ không sợ sệt. Trần Diệc Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Ngày thứ hai, La Quân rời đi Minh Vũ huyện cái kia thôn trang nhỏ. Hắn cho vị kia bá gia lưu lại một chút tiền tài. Về phần Vương Thanh cũng không nguyện ý rời đi nơi đó. Hắn nói hắn đã thành thói quen nơi này yên tĩnh. La Quân cũng không miễn cưỡng. Vương Thanh lớn nhất rồi nói ra, đừng quên, hàng năm đều đến cấp ngươi mẫu thân dâng một nén nhang. Tương lai có hài tử, nàng dâu, nhất định muốn tới. La Quân gật đầu, nói ra, nhất định sẽ. Vương Thanh còn nói thêm, sư phụ chờ lấy nhìn tương lai ngươi đem Trần Thiên Nhai mang tới cho mẫu thân ngươi dập đầu tạ tội. La Quân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn nói ra, nhất định sẽ. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rời đi Minh Vũ huyện. Trở lại Yến Kinh thời điểm là buổi sáng 8 giờ, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào Yến Kinh mảnh này phồn hoa đại đô thị bên trong. La Quân muốn về nhà. Hắn khác Trầm Mặc Nùng về sau thì về Tư Đồ Công Quán. Sau một tiếng, La Quân trở lại Tư Đồ Công Quán. Tư Đồ lão gia tử vẫn là như cũ, hắn trông thấy La Quân sau cao hứng phi thường. La Quân liền bồi Tư Đồ lão gia tử nói một hồi lời nói, về sau, La Quân mới đi gặp Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cùng Ali hơi ở cùng một chỗ, hai người ở chung rất hòa hài hòa hợp. Ali hơi trông thấy La Quân về sau, vui sướng hô, thúc thúc. Mà Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy La Quân về sau, nàng yên tĩnh trong con ngươi cũng dần hiện ra vui sướng tâm tình tới. Cứ việc cái này tia tâm tình thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, nhưng La Quân lại bắt được. Tư Đồ Linh Nhi cho tới bây giờ đều rất lợi hại an tâm, nàng yêu La Quân. Nàng cũng biết, mặc kệ La Quân ở bên ngoài bao lâu, hắn đều sẽ về nhà. Bởi vì nơi này là La Quân nhà, là La Quân bến cảng. Một ngày này, La Quân đều bồi tiếp Tư Đồ Linh Nhi. Trong đêm, trong phòng ngủ, Tư Đồ Linh Nhi dễ chịu co quắp tại La Quân trong ngực. La Quân kinh hỉ phát hiện, Tư Đồ Linh Nhi cũng tiến vào hóa thần chi cảnh. La Quân không khỏi hỏi Tư Đồ Linh Nhi làm sao làm được. Tư Đồ Linh Nhi trả lời để La Quân rớt phá kính mắt. Không rõ lắm, dù sao lại đột nhiên đột phá. La Quân hoảng hốt một hồi, sau đó cũng liền thoải mái. Linh Nhi vốn nên chính là như vậy một cái thanh tâm quả dục tính tình. Linh Nhi, ta tìm tới phụ thân ta, còn có mẫu thân của ta. Trầm mặc sau một lúc lâu, La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi là vợ hắn, La Quân cảm thấy mình hẳn là nói với nàng. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi giật mình một chút, nàng lại là nhạy cảm nhìn ra La Quân tâm tình không đủ cao. Ngay sau đó, nàng nắm chặt La Quân tay, hỏi, vậy sao ngươi không vui? Là xảy ra chuyện gì sao? La Quân ngay sau đó liền đem cha mẹ mình ở giữa sự tình hoàn toàn nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nghe xong không khỏi cũng là ngây người. Nàng nghĩ không ra tàn nhẫn như vậy, làm người nghe kinh sợ sự tình thế mà thì phát sinh ở La Quân trên thân. Tư Đồ Linh Nhi ôm chặt lấy La Quân. Tại Tư Đồ Công Quán bên trong đợi 3 ngày. La Quân đi theo sau một chuyến Hải Tân thành phố. Trong lòng hắn trầm tích, còn muốn gặp Đinh Hàm. Hải Tân thành phố vẫn luôn là sáng sủa thời tiết tốt. La Quân là thừa đi máy bay quá khứ, 5 giờ chiều đến Hải Tân. La Quân không có thông báo Đinh Hàm, trực tiếp liền đến U Linh chủ đề quán ba. U Linh chủ đề quán ba đã bắt đầu buôn bán, lúc này, trong quán ba liền đã có không ít khách nhân. La Quân vừa tiến vào quán ba, rất nhanh liền tại quầy ba mặt chính trông thấy Đinh Hàm. Đinh Hàm cũng là U Linh chủ đề quán ba một đạo tịnh lệ phong cảnh, nàng ăn mặc màu đen bao mông váy, gợi cảm tới cực điểm. Bất quá từ trước đến nay đều không ai dám đánh Đinh Hàm chủ ý.
vô luận là công an cục vẫn là trên đường, tất cả mọi người rất lợi hại bảo bọc U Linh chủ đề quán bar. Hải Tân thành phố lòng đất Hoàng đế Long Vương cũng đều cố ý bàn giao. Lại thêm, Lâm Thiến Thiến ở chỗ này cũng có cổ phần, Lâm Thiến Thiến cũng cố ý theo quan phương chào hỏi. Cho nên, U Linh chủ đề quán bar là gối cao không lo. La Quân đi vào quầy bar trước, còn chưa đến gần, hắn liền trước ngửi được trên người nàng mùi thơm. Ninh Hàm nhìn thấy La Quân lúc, đôi mắt đẹp sáng lên. Trong buổi tối, tại quán rượu trong bồn tắm, La Quân cùng Ninh Hàm kích tình triền miên. Từ phòng tắm đến trên giường, hai người một lần lại một lần trùng kích đến điểm cao nhất. La Quân đem sở hữu không vui, không thoải mái toàn bộ đều tại dạng này yêu bên trong phát tiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Năm lần về sau, Đinh Hàm thân thể bủn rủn tới cực điểm. Nàng mặc vào áo ngủ, nằm tại La Quân trong ngực. Giờ này khắc này Đinh Hàm, thể xác tinh thần đều là vui sướng, nàng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tới cực điểm. Dạng này sinh hoạt, nhưng cũng là Đinh Hàm ưa thích. Trên sinh lý phải cầu được đến giải quyết, trong sinh hoạt tự do tự tại, nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì đâu. La Quân tại Hải Tân thành phố đợi 3 ngày, trong 3 ngày, mỗi ngày đều là vô đạo hôn quân, cùng Đinh Hàm cả ngày lẫn đêm triền miên. 3 ngày sau đó, La Quân rời đi Hải Tân thành phố. Hắn không có nói với Đinh Hàm liên quan tới hắn thống khổ phiền não. Những chuyện kia đều là thuộc về theo phàm nhân có quá lớn khoảng cách, nói cũng vô dụng, tăng thêm Đinh Hàm phiền não a. La Quân bị Đinh Hàm đưa qua phi trường. Đến phi trường, La Quân chuẩn bị đăng ký thời điểm, Đinh Hàm bỗng nhiên ôm ở La Quân, nàng thân thể mềm mại là như thế thành thục, mê người. Nàng tại La Quân bên tai nhẹ giọng thẹn thùng nói, giả dụ ta có ngươi hài tử, ngươi hội trách ta sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn lớn nhất rồi nói ra, sẽ không, ta hội thật cao hứng. Đinh Hàm nghe vậy liền thở phào một hơi, nàng lớn mật tiếp cận môi đỏ hôn La Quân một ngụm. Sau đó, quay người mà đi. La Quân trong lòng thực là không muốn hài tử, hắn cảm thấy mình dưới mắt là rối loạn. Nhưng hắn không muốn để cho Đinh Hàm thương tâm, mặt khác hắn còn nghĩ tới một điểm, mẫu thân lập bia cũng cần chính mình con cháu đầy nhà a. La Quân lần này là về trước Yến Kinh. Tại về Yến Kinh trước đó, La Quân cho đại ca Trầm Phong gọi điện thoại, cũng nói ra ý nghĩ của mình. Trầm Phong nghe xong biểu thị duy trì, mặt khác, Trầm Phong cũng đến hóa thần chi cảnh. Sau đó, Trầm Phong nói ra, đó là cái chuyện lớn, chúng ta tại điện thoại dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Như vậy đi, ta gần nhất cũng không có chuyện gì, ta đem nhị đệ cùng Mạc Vũ kêu lên, chúng ta tại Yến Kinh tụ hợp về sau bàn lại. La Quân lúc này biểu thị đồng ý, nói ra, tốt, đại ca, ta tại Yến Kinh chờ các ngươi. Trở lại Yến Kinh về sau, La Quân không tiếp tục về Tư Đồ công quán. La Quân đã chính thức sảng khoái tinh thần, hắn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình. Không hề nhi nữ tình trường. La Quân cũng cho Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại, Tư Đồ Linh Nhi đối La Quân công tác tự nhiên là vạn phần duy trì. Nàng cũng biết La Quân hiện tại tình cảnh. Tư Đồ Linh Nhi chỉ nói, cần ta hỗ trợ địa phương, thì nói cho ta biết. La Quân nói ra, tốt. La Quân qua tìm Đinh Hàm phát tiết dục vọng, đây là bởi vì Đinh Hàm cũng cần. La Quân không tìm Tư Đồ Linh Nhi, là bởi vì Tư Đồ Linh Nhi đối với phương diện này không có hứng thú. Đó cũng không phải đại biểu La Quân không tôn trọng Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cần là thân mật cùng tín nhiệm, La Quân liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tư Đồ Linh Nhi, nhưng hắn đối Đinh Hàm cái gì cũng không nói, đó cũng là hắn đối Đinh Hàm một loại bảo vệ. Giống nhau sự tình, đứng trước người khác nhau, vị trí để ý phương pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Đã tới gần tháng 5, Yến Kinh khí trời càng phát ra long lanh đứng lên. Khiến người ta thoải mái nhất vẫn là buổi sáng. Buổi sáng tia nắng ban mai là như thế long lanh, giống như màu vàng óng quýt bánh. Mà lại trong không khí còn có chút đầu xuân lạnh vị đạo, cái kia gió sớm quét tại trên thân người, khiến người ta hài lòng tới cực điểm. Trầm Phong, Tần Lâm, Mạc Vũ ba người 9 giờ sáng chuyến bay. La Quân tìm Trầm Mặc Nùng mượn một chiếc xe jeep nhà binh chạy đến phi trường quốc tế bên trong. Phi trường trong đại sảnh, Trầm Phong ba người mới vừa ra tới đã nhìn thấy La Quân. Hối hả trong đám người, lẫn nhau lại là dễ dàng như vậy nhận ra. Trầm Phong y nguyên một thân áo sơ mi đen, sắc mặt lạnh lùng. Hắn xưa nay đều là như vậy nghiêm túc. Tần Lâm thì là một mực ôn hòa, mà lại đáng nhắc tới là, Tần Lâm tu vi cũng đến kim đan đỉnh phong, cách hóa thần chi cảnh cách xa một bước.
chớ Võ Tắc Thiên Tư kém hơn như vậy một số, còn tại Kim Đan Trung Kỳ. Đại ca, nhị ca, Mạc Vũ, La Quân chào đón, hắn nhìn lấy ba vị này sinh tử anh em kết nghĩa, nội tâm cũng không khỏi kích động lên. Tần Lâm mỉm cười, hắn tiến lên nhẹ nhàng nện dưới La Quân ở ngực. Mạc Vũ thì là cho La Quân đến cái gấu ôm, nói, tam ca, ta có thể nghĩ chết ngươi. Đại ca cùng nhị ca đều là không thú vị người a, nói với bọn họ tán gái bọn họ cũng đều không hiểu, không giống tam ca ngươi, là cái nhìn quen phong nguyệt, cảm kích thức thời người a. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, cút đi, lão tử là cái thuần khiết vô cùng người. Tần Lâm cùng Trầm Phong không khỏi bật cười. Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía Trầm Phong, hắn tôn kính hô một tiếng, đại ca. Trầm Phong gật gật đầu, cũng coi là theo La Quân chào hỏi. Trầm Phong xưa nay đều là cảm tình nội liễm người, La Quân cũng đã thành thói quen. Sau đó, mọi người thì ra phi trường. Lên xe thời điểm, Trầm Phong rất lợi hại nói thẳng, Mạc Vũ, ngươi lái xe. Mạc Vũ một mặt không tình nguyện, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Tần Lâm cười nói, Mạc Vũ tiểu tử này, trời sinh mệnh tiện. Ta mỗi lần để hắn làm chút sự tình, ra sức khước từ. Đại ca để hắn làm gì, hắn cũng không dám nói cái chứ không. Mạc Vũ trợn mắt chừng một cái, nói ra, nhị ca, người khác luôn luôn tại tam ca trước mặt bóc ta lão a. Tần Lâm cười ha ha một tiếng. Sau khi lên xe, Mạc Vũ lái xe. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được, Trầm Phong ba người bọn họ cảm tình phải thâm hậu một số, hòa hợp một số. Đây là không có cách nào sự tình, bất cứ tia cảm tình nào đều cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Ba người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, cho nên cảm tình tự nhiên muốn thâm hậu rất nhiều. Vừa nghĩ như thế, La Quân cũng cảm thấy thua thiệt các huynh đệ rất nhiều. Trên xe, Trầm Phong hỏi La Quân nói, tam đệ, ngươi cụ thể là tính thế nào? Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn liền nói ra, trong khoảng thời gian này, ta kiến thức đến Trung Hoa Đại Đế cùng Ma Đế thần kỳ pháp lực. Bọn họ là chân chính có thể nguyên thần ngao du thái hư, chiếu rõ hư không. Ta cảm thấy chúng ta nếu là một mực dựa vào thần vực linh đan rất khó tấn thăng đến bọn họ tình trạng kia. Dù sao, đánh cái thông tục so sánh tới nói, dưới mắt chúng ta là cho thần vực làm thuê muốn đánh thành ức vạn phú ông, cái này chỉ sợ rất khó. Cho nên, ta muốn tự mình làm lão bản. Trầm Phong nói ra, nhưng dù sao cái này không cùng cấp với mình làm lão bản. Thần vực có trăm năm tích lũy mới có hôm nay tình trạng này. Huống chi, thần đế còn có không ít đệ tử kiệt xuất. Mà chúng ta có cái gì đâu. La Quân nói ra, ta cho tới bây giờ đều biết, chúng ta muốn làm chuyện này rất khó. Nhưng khó, cũng muốn đi làm. Ta còn cũng không có cái gì hoàn thiện kế hoạch, dưới mắt, ta dự định trước ở nước ngoài tìm một chỗ làm khu vực. Như thế về sau, chúng ta sẽ chậm chậm thực lực cường đại, nhìn làm sao tìm được luyện đan pháp môn. Trầm Phong nói ra, đã ngươi tâm ý đã định, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, ngươi sự tình chính là chúng ta huynh đệ sự tình. Ngươi muốn rèn đúc chính mình khu vực, khẳng định là rất cần tiền. Ta chỗ này có chính ta tích lũy 1 tỷ NDT, ngươi có thể toàn bộ đều cầm lấy đi. Tần Lâm lập tức tỏ thái độ, nói ra, ta có thể cầm 500 triệu đi ra. Mạc Vũ nói ra, ta có thể cầm 800 triệu đi ra. La Quân không khỏi cảm động, hắn còn nói thêm, tiền vấn đề không phải vấn đề lớn. Ta cần muốn các ngươi. Trầm Phong nói ra, đó là tự nhiên, đã quyết định muốn làm, như vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta thì toàn lực cùng một chỗ làm này kiện sự tình. La Quân tâm lý cảm động vô cùng, hắn hốc mắt hơi có chút đỏ. Cúi đầu xuống nói ra, đại ca, nhị ca, Mạc Vũ, cảm ơn các ngươi. Ta biết ta vốn không nên nói những này khách khí lời nói, nhưng ta cũng cảm thấy chính ta ở trước mặt các ngươi rất lợi hại tự tư. Ta cho tới bây giờ đều chỉ nghĩ đến hướng các ngươi đòi lấy, lại chưa từng có bất kỳ hồi báo. Hắn như thế nhất động tình nói chuyện, Mạc Vũ cái thứ nhất cũng có chút không quen, hắn cười ha ha, nói ra, tam ca, người khác lề mề chậm chạp. Chúng ta là huynh đệ a. Hai huynh đệ cái chữ, cỡ nào ấm áp chữ a. Tần Lâm cũng nói, đúng vậy a, La Quân, người khác nghĩ nhiều như vậy. Trầm Phong thì là từ tốn nói, biết là khách khí lời nói, ngươi còn nói. La Quân nói ra, có một số việc, ta đối với bất kỳ người nào cũng không muốn nói. Nhưng là hôm nay, ta muốn nói với các ngươi nói chuyện. Trầm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, nói, sự tình gì?
La Quân nói ra, trước đó Lâm Văn Long trở thành thần vực sư tôn cấp bậc nhân vật, Thiên Đô sư phụ sợ ta bị Lâm Văn Long trả đũa. Ngày đó, ta lấy Thiên Đô sư phụ cho ta vạn thọ đan qua đưa cho Lâm Văn Long. Cái kia là La Quân vĩnh viễn khó mà quên một ngày. Là hắn suốt đời sỉ nhục nhất một ngày. La Quân sẽ không đi nói với Trầm Mặc Nùng, sẽ không nói với Lâm Băng, cũng sẽ không theo Tư Đồ Linh Nhi cùng Đinh Hàm nói. Chỉ vì, các nàng là nữ nhân, mà La Quân là nam nhân. Mà bây giờ, La Quân muốn nói ra đến, chỉ vì Trầm Phong bọn họ là La Quân huynh đệ. Ngày đó, Lâm Văn Long cự tuyệt ta vạn thọ đan. Đồng thời, hắn nói ta ngoài ý muốn đổ đút lót sư tôn. Hắn là chủ quản thần vực kỷ luật, hắn liền muốn cầm ta đệ nhất cái tới khai đao. Lúc ấy, mệnh ta ngay tại Lâm Văn Long trên tay. La Quân nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Trầm Phong bọn người lạ thường yên tĩnh. La Quân nói ra, Lâm Văn Long cho ta hai con đường đi, con đường thứ nhất là tại chỗ bị hắn đánh chết. Thứ hai con đường là hướng hắn dập đầu. Lúc ấy ta do dự thật lâu, ta xác thực nghĩ tới tuyển con đường thứ nhất. Nhưng là, ta không cam tâm, ta không phải sợ chết, ta chỉ là muốn tại tương lai thân thủ làm thịt Lâm Văn Long. Cho nên ta lựa chọn thứ hai con đường. Trầm Phong trong mắt toát ra dọa người hàn quang đến, hắn lạnh lùng nói ra, Lâm Văn Long đáng chết. Tần Lâm cùng Mạc Vũ cũng là phẫn nộ khó bình. Tần Lâm trầm giọng nói ra, tam đệ, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Ngươi nhục, chính là chúng ta nhục. Mạc Vũ trầm mặc xuống dưới, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là chuyện thứ nhất, La Quân lại bình tĩnh lại. Hắn nói ra, là bởi vì việc này, ta quyết định muốn có được chính mình thế lực cùng khu vực. Còn có chuyện thứ hai. Lúc này La Quân nói ma đế Trần Thiên Nhai cùng hắn ân oán tình cừu. Chuyện này sau khi nói xong, Trầm Phong bọn người lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn họ rốt cục hiểu La Quân chấp nhất. Vận mệnh phát sinh ở La Quân trên thân cố sự, lại là tàn khốc như vậy cùng bi thương. Xe chạy đến chỉ định trong tửu điếm. Mọi người gian phòng đều đã định tốt. Mọi người trước tắm rửa, hơi chút nghỉ ngơi. La Quân làm theo chọn món ăn, khiến người ta đưa đến trong phòng tới. Lúc ăn cơm đợi, La Quân thủ trước khi nói ra, quá khứ hết thảy, ta đều không muốn bàn lại. Cũng không có gì để nói, là nam nhân, liền phải tiếp nhận. Nhưng là ta phải trách nhiệm, ta liền phải nâng lên tới. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, thần đế có thể làm được sự tình, ta vì cái gì liền không thể làm đến. Trầm Phong gật gật đầu, nói ra, tam đệ, ngươi nói rất đúng. Chúng ta cũng không thiếu khí vận, nhị đệ, ta, còn có ngươi, đều là thiên mệnh giả. Chúng ta sợ cái gì? Mạc Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, giống như thì ta không phải thiên mệnh giả, kéo mọi người chân sau. Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, khó đường ba người chúng ta thiên mệnh giả còn không di chuyển được ngươi một tên sao. Ngươi liền chuẩn bị đi theo chúng ta hưởng phúc đi. Mạc Vũ cười ha ha, nói ra, vậy thì tốt quá. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá ta nghe nói, thiên mệnh giả chỉ có thể có một cái sống sót. Tương lai các ngươi không biết. Vĩnh viễn sẽ không, Trầm Phong nói ra, hắn quét Tần Lâm cùng La Quân liếc một chút, nói ra, ta có thể chết, nhưng huynh đệ chi tình không thể diệt. Ta từ trước đến nay rất ít có cảm tình, nhưng là một khi kết giao mấy người các ngươi huynh đệ, ta thì tuyệt sẽ không cô phụ. La Quân cùng Tần Lâm còn có Mạc Vũ nhìn nhau, tất cả mọi người là trọng trọng gật đầu. Sau đó, Trầm Phong nói ra, tam đệ, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, tốt, hắn đón đến, nói, trước lúc này, ta làm không ít bài tập. Lâm Văn Long là tại Nam Dương thành lập khu vực, Già Diệp Nam là tại Siberia thành lập học viện quân sự. Bọn họ hai cái này đại kiêu cơ vị trí đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là địa lý vị trí thuộc về hỗn loạn, chính quyền không ổn định tiểu quốc gia. Mạc Vũ không khỏi kỳ quái nói, bọn họ tại sao muốn lựa chọn nhỏ như vậy quốc gia? Tần Lâm nói ra, những địa phương kia, bọn họ có thể có được chính mình đội ngũ, có thể nắm giữ quyền chủ động. Mạc Vũ nói ra, nhưng là thần vực lại kiến tạo tại Los Angeles. Los Angeles cỡ nào phát đạt? Đây là không cần nhiều lời. La Quân nói ra, thần vực sở dĩ kiến tạo tại Los Angeles, là bởi vì thần vực đủ cường đại, có thể trấn nhiếp Mỹ quốc chính phủ. Như vậy chúng ta đến tính toán loại nào đâu? Mạc Vũ không khỏi hỏi. La Quân nói ra, Lâm Văn Long cùng Già Diệp Nam phát triển sớm, bọn họ thế lực thâm căn cố đế, đã ngay tại chỗ có thể nắm giữ quyền chủ động. Mà chúng ta qua xa xôi vị trí, chưa quen cuộc sống nơi đây, cường long khó ép địa đầu xa.
cho nên, ta lựa chọn là tại phồn hoa, ổn định quốc gia bên trong kiến tạo thuộc tại chúng ta khu vực. Tần Lâm nói ra, mà dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ sợ đối phương chính phủ sẽ không cho phép, chúng ta trước mắt thực lực còn thật vô pháp đến thần vực tình trạng kia. Nếu là lúc trước, La Quân sẽ còn hùng tâm tráng trí. Nhưng ở kinh lịch nhiều như vậy về sau, hắn cũng xác thực cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên tư vị. Một cái mạnh đại quốc gia chính phủ, bên trong chỗ ẩn tàng lực lượng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, La Quân mỉm cười, nói ra, lúc đầu xác thực thật khó khăn. Thực ta còn lo lắng qua, chúng ta thủ không được chính mình khu vực. Nhưng là hiện tại, cái vấn đề khó khăn này đã giải quyết dễ dàng. Ồ, Trầm Phong cùng Tần Lâm đều đến hứng thú. La Quân nói ra, bởi vì ta còn có một người bạn, chỉ cần có ta người bạn này tại, hết thảy đều không là vấn đề. La Quân nói tới người bạn này dĩ nhiên chính là Ma La Đại Đế. Ma La Đại Đế là dạng gì tồn tại? Đó là Trần Thiên Nhai đều đã không thể làm gì. Có thể nói, dưới mắt Ma La Đại Đế trên đất bằng, cái kia chính là vô địch tồn tại. Tại tương lai, có Ma La Đại Đế trấn thủ đại bản doanh, La Quân thì căn bản không có gì đáng lo lắng. La Quân còn nghĩ tới Tư Đồ Lão Gia Tử, chính mình muốn làm chuyện lớn như vậy tình, cũng nhất định phải theo Tư Đồ Lão Gia Tử thông thông khí. Đây là tối thiểu tôn trọng. Bất quá trước lúc này, mọi người đến thủ thương lượng trước đem đại bản doanh định ở vị trí này. Mạc Phú đề nghị nói, thần vực là tại Los Angeles, vậy chúng ta ngay tại New York. Tần Lâm cái thứ nhất phản đối, nói ra, vậy không được, cách thần vực quá gần. Tương lai nếu là thật sự theo thần vực thành đôi đầu, sẽ rất khó thiệt. Như khoảng cách xa một chút, tốt xấu thời gian chuẩn bị cũng nhiều một ít. Và lại, chúng ta tại thần vực mí mắt dưới làm chuyện này, cũng là không tốt. Đừng nhìn Tần Lâm luôn luôn ôn hòa, trên thực tế nhưng cũng là cái rất có chủ ý cùng cơ chí người. La Quân cùng Trầm Phong cũng đều tán thành Tần Lâm ý kiến. Trầm Phong nói ra, London thế nào? La Quân nói ra, London thủy chung có chút rêu rao, ta ngược lại thật ra nhìn bên trong một chỗ. Chỗ nào? Trầm Phong hỏi. La Quân nói ra, Bác Nhĩ Châu. Đó là cái gì Châu? Mạc Vũ lập tức biểu thị hiếu kỳ. Tần Lâm cười mắng Mạc Vũ, nói ra, bảo ngươi sách, ngươi muốn cho heo ăn, ngươi hiểu biết địa lý đều học được chó trên người. Trầm Phong trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nhãn tình sáng lên, nói ra, Bác Nhĩ Châu thật là cái vị trí tốt. Mạc Vũ ở một bên cảm giác được mê mang. Tốt chỗ nào nha, đại ca? Mạc Vũ hỏi. La Quân mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Tần Lâm nói ra, tiểu tử ngốc, đến, nhị ca cho ngươi phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Bác Nhĩ Châu thuộc về Thụy Sĩ, nơi này, ngành du lịch phát đạt, lưng tựa ép núi, suối nước nóng khắp nơi trên đất. Phía đông lại có phổ lạc Bác Nhĩ Hồ, mặt hồ vừa đến mùa đông, băng đống tam xích, chính là cái tốt nhất lộ thiên trượt băng trận. Vị trí kia, tiến khả công, thối khả thủ, cho nên chúng ta mới nói, Bác Nhĩ Châu là chỗ tốt. La Quân nói ra, nói như vậy, chúng ta cơ vị trí thì đặt trước tại Bác Nhĩ Châu. Trầm Phong nói ra, ta tán thành. Tần Lâm nói ra, ta tự nhiên cũng tán thành. Mạc Vũ nói ra, ta cũng tán thành. Hắn vừa nói thì có cảm giác vui mừng, mọi người cười ha ha. Trầm Phong nói ra, đã đặt trước, vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Mạc Vũ ngươi đi thẩm tia, Aven đường tuyến, nhìn như thế nào mới có thể nhanh nhất đến Bác Nhĩ Châu. Mạc Vũ trời sinh chân chạy mệnh, nói ra, vâng, đại ca. La Quân không khỏi cảm khái, nói ra, ai, không cần làm lão yêu tư vị thật tốt nha. Bên trên có đại ca đỉnh lấy, dưới có tiểu đệ chân chạy, ha ha. Tần Lâm cũng đi theo cười to, Mạc Vũ một mặt u oán. Trên thực tế, mọi người nói tới nói lui, nháo thì nháo. Nhưng Mạc Vũ đối đại ca, đối Tần Lâm, đối La Quân là phi thường có cảm tình. Mạc Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, La Quân tại cái kia đảo hoang bên trên đối với hắn ân tình. Sau khi ăn cơm xong, La Quân trước theo Tư Đồ Lão Gia Tử gọi điện thoại. Tư Đồ Lão Gia Tử nghe xong cao hứng phi thường, hắn nói ra, người đi chế tạo chính mình khu vực sự nghiệp, cần dùng tiền. Chúng ta Tư Đồ gia những năm này cũng có chút tích xúc, có thể cho ngươi duy trì cái 1.5 tỷ NDT. La Quân nói ra, ra ra, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Đồ Lão Gia Tử cười ha ha một tiếng, nói ra, lúc này mới đúng mà. Hắn đón đến, còn nói thêm, người đi ra ngoài bên ngoài,
bên người rất nhiều việc nhỏ cần người giúp các ngươi quản lý. Như vậy đi, ta để Ngô Bá qua cho ngươi hỗ trợ. La Quân lập tức cự tuyệt, nói ra, ra ra, như vậy sao được? Ngô ra ra muốn chiếu cố ngài đây. Tư Đồ lão gia tử nói ra, ta bên này không có việc gì. Hắn đón đến, nói ra, ngươi sẽ không phải tưởng rằng ta an bài Ngô Bá qua giám thị ngươi đi. La Quân nói ra, ra ra, ta tuyệt không có ý định này. Chỉ bất quá, Ngô gia gia tuổi tác cũng lớn. Hắn phục thị ngài, ngài có thể yên tâm thoải mái. Hắn tới hầu hạ ta, ta xác thực có chút bất an a. Tư Đồ lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. Theo Tư Đồ lão gia tử thông xong điện thoại về sau, La Quân lại cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. La Quân trực tiếp nói thẳng Thiên muốn đi Bắc Nhĩ Châu, khai sáng thuộc về mình sự nghiệp cùng khu vực. Nhanh như vậy, Trầm Mặc Nùng cảm thấy giật mình. La Quân nói ra, đàn ông làm việc, nói làm liền làm, lề mà lề mề lại có ý gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cùng các ngươi cùng đi chứ? La Quân nói ra, nếu như ngươi bề bộn nhiều việc, cái kia coi như. Muốn là ngươi nhàn hoảng, muốn đi chơi vẫn là có thể. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cái này thằng nhãi con, tỉ tỉ cho ngươi giúp điểm bận bịu làm sao lại nghe như vậy chặn đâu? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, cái kia quyết định như vậy. Ta tính toán một mình ngươi đầu. Trầm Mặc Nùng nói ra, không biết, cho là ngươi muốn mang ta đi ăn tiệc đứng đây. La Quân cười hắc hắc. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân hoàn toàn quẳng cục nợ, lại lạc quan đứng lên. Nàng trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Sau đó, La Quân nói ra, ban đêm mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ta hướng ngươi giới thiệu một chút ta mấy cái huynh đệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, được. 2 giờ chiều thời điểm. Mạc Vũ đến La Quân trong phòng tìm đến La Quân. La Quân trông thấy Mạc Vũ, mỉm cười, nói ra, ngươi là muốn đến cùng ta thảo luận tán gái tâm đắc sao? Mạc Vũ hì hì cười một tiếng, nói ra, Tam ca, ngươi cũng là không có tí sức lực nào a. Sớm như vậy thì kết hôn, ta ngược lại thật ra muốn dẫn ngươi đi tán gái, mấu chốt là ta sợ Linh Nhi muội muội giết ta. La Quân cười ha ha, hắn lôi kéo Mạc Vũ ngồi xuống, sau đó ôm Mạc Vũ bả vai. Một bộ ca hai tốt tư thế. Mạc Vũ, muốn uống gì, Tam ca hôm nay tới hầu hạ ngươi. La Quân nói ra. Mạc Vũ liền cũng có chút hiểu La Quân tâm tư, bình thường tất cả mọi người sai xử hắn. La Quân cũng không tiện nói gì, nhưng tự mình, La Quân vẫn là muốn đền bù tổn thất một chút Mạc Vũ. Mạc Vũ liền tình chân ý thiết nói ra, Tam ca, đời ta lớn nhất đại thành tựu chính là có mấy người các ngươi ca ca. Tuy nhiên đại ca cùng nhị ca thường xuyên sai xử ta. Nhưng là ta biết, bọn họ là thật đem ta xem như huynh đệ. La Quân nghe xong liền yên tâm, hắn biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Sau đó, Mạc Vũ nói ra, đúng, ta đến là có chuyện. Hắn nói xong xuất ra 3 cái thánh linh đan đi ra. Đây là chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đoạt được đan dược, là bảo đan. Hết thảy có 10 cái thánh linh đan. Đại ca, nhị ca cùng ngươi một người 3 cái, ta phải 1 cái. Cái này... La Quân nhất thời cảm nhận được chịu nặng huynh đệ chi tình. Hắn nói ra, ta cái gì cũng không làm, ta sao có thể muốn 3 cái đâu. Các ngươi cho ta 1 cái thánh linh đan là được rồi. Mạc Vũ bắt lấy La Quân tay, nói ra, Tam ca, ta tu vi thế nào cũng không đáng kể. Dù sao ta có mấy người các ngươi ca ca, các ngươi hội bao lại ta. Ta không có dã tâm lớn như vậy, nhưng ngươi khác biệt, ngươi cần. Cho nên, ngươi không muốn từ chối, có được hay không? La Quân cảm nhận được Mạc Vũ chân thành tình nghĩa, hắn sau cùng không nói gì, nhận lấy thánh linh đan. Mạc Vũ liền sẽ tâm cười một tiếng. Tiếp theo, Mạc Vũ còn nói thêm, đúng, Tam ca. Thực đại ca trong lòng cũng một mực có tâm sự, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nhắc. Ta biết hắn là bởi vì Thiên Vương phục hương xã vấn đề. Hắn đón đến, nói ra, đại ca có bao nhiêu hận Thiên Vương phục hương xã, Tam ca ngươi cũng biết. Hắn còn sống rất lợi hại, đại nguyện vọng mục tiêu chính là vì tiêu diệt Thiên Vương phục hương xã. Trước đó, đại ca thể nội một mực có bệnh độc tại. Đó là Thiên Vương phục hương xã đến khống chế đại ca thủ đoạn. Bất quá dưới mắt, đại ca đến hóa thần chi cảnh, lại có rất nhiều đan dược ăn, cái kia virus đã bị đại ca luyện hóa. La Quân nói ra, ta hiểu ý ngươi. Ngươi là muốn chúng ta trước giúp đại ca diệt trừ Thiên Vương phục hương xã đúng hay không? Mạc Vũ nói ra. Ta rất muốn thay đại ca hoàn thành tâm nguyện. Nhưng là ta cũng không biết Thiên Vương phục hương xã đến ở nơi nào, thực lực thế nào.
La Quân liền nói ra, tốt, chuyện này ta biết. Ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm, mọi người thảo luận một chút. Mạc Phú cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt quá. Ngươi không biết, đại ca mỗi lần trên mặt băng lãnh, nhưng hắn thực quan tâm nhất ngươi ý kiến. Điểm này, La Quân cũng sớm cảm giác được. Dù sao việc này, tam ca ngươi ghi ở trong lòng, ta đi trước. Mạc Phú nói ra, La Quân gật gật đầu. Mạc Phú sau khi đi, La Quân liền ngồi xếp bằng. Hắn tâm vô tạp niệm đem ba cái thánh linh đan thôn phệ. Cái này thánh linh đan cấp bậc tự nhiên là không chống đỡ được tiên đan cùng thiên đan. Mà lại, dược lực tiến nhập trong thân thể về sau, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như châu đất xuống biển. La Quân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn biết hóa thần chi cảnh đại viên mãn trạng thái, cái kia chính là thân thể sở hữu tế bào đều đến viên mãn trạng thái. Cho đến lúc đó, thân thể không hề cần dinh dưỡng. Như thế dinh dưỡng mới có thể đến đạt trong đầu, cung cấp não hải khai phát não vực tế bào. Dưới mắt, La Quân trạng thái chính là muốn không ngừng cho thân thể cái này vật chứa cho ăn đan dược. Chẳng khác gì là tưới, chờ đến bên trong thủy mãn, sau đó mới có dòng nước đến não vực vị diện này đi lên. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Tại hóa thần chi cảnh phía dưới cảnh giới thời điểm, còn có thật nhiều cảm động, tinh thần muốn ngộ. Những thực chiến đó đọ sức kinh nghiệm càng là quyết định mấu chốt thắng bại. Nếu như tại hóa thần phía dưới cơ sở không đánh tốt, cái kia sẽ xuất hiện thần thông ngũ trọng phía dưới cao thủ, liền hóa thần sơ kỳ đều chơi không lại. Bất quá còn tốt, La Quân, Trầm Phong hai người cơ sở đều là đánh phi thường tốt. Dưới mắt, bọn họ cái gì đều không cần, cần cũng là vô hạn đan dược. Chỉ cần đan dược đầy đủ, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Ban đêm thời điểm, La Quân ước mọi người tại Vương Phủ tỉnh ăn cơm. Phòng khách định tốt. Mọi người đúng giờ tiến về, Trầm Mặc Nùng cũng một thân màu đen cao quý váy đầm có mặt. Nàng tu vi đã là thần thông bát trọng, vung mọi người mấy con phố. Cho nên, không ai dám ở trước mặt nàng có bất kính. Huống chi, Trầm Mặc Nùng là La Quân bằng hữu, mọi người càng sẽ không bất kính. Mọi người ngồi vào vị trí ngồi xuống, La Quân trước giày đặc giới thiệu Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cũng tự nhiên không có chút nào kiêu căng. Sau đó, La Quân lại giới thiệu Trầm Phong bọn người cho Trầm Mặc Nùng. La Quân nghiêm mặt nói ra, Mặc Nùng cùng ta là quá mệnh giao tình, đại ca, nhị ca, Mạc Phú cùng ta cũng là huynh đệ sinh tử. Ta La Quân có thể có các ngươi đám huynh đệ này tỉ muội, đời này là đủ. Trầm Phong là cảm tình nội liếm người, cái gì cũng không nói, nói, ngồi đi. Mọi người ngồi xuống lần nữa. La Quân trước khi nói ra, hôm nay ở chỗ này, Mạc Nùng không là người ngoài. Đại ca, Mạc Nùng tu vi ngươi cũng nhìn thấy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, chúng ta những người này, có thể hay không làm một trận đến rơi Thiên Vương Phục Hưng xã? Trầm Phong lộ ra rất là ngoài ý muốn, mà lại sắc mặt hắn cũng có chút không dễ nhìn. Hắn tuy nhiên toàn tâm toàn ý vì huynh đệ suy nghĩ, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có nhiều thứ không muốn cùng người chia sẻ. Nếu như là Mạc Vũ đề cập với hắn cái này một gốc dạ, hắn sẽ trực tiếp cho Mạc Vũ nhăn mặt, xoay người rời đi người. Nhưng là đối với La Quân, hắn không thể làm như vậy. Trầm Phong trầm mặc sau khi, hắn ngẩng đầu nói ra, thứ nhất, chúng ta làm không xong Thiên Vương Phục Hưng xã người. Thiên Vương Phục Hưng xã tồn tại đã có thật nhiều năm tháng, bên trong có một ít cổ lão các trưởng lão, tu vi thâm bất khả chắc. Thứ hai, liền xem như xử lý, ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Bởi vì cái này thù, nhất định phải là muốn ta thân thủ đến báo mới có ý nghĩa. Thứ ba, ta hy vọng các người vĩnh viễn không cần nhắc lại chuyện này, có thể sao? Hắn là cái đơn giản, nội liếm người. Hắn một khi nói ra lời nói, liền sẽ là một cái nước bọt một cái đinh. Cho dù là huynh đệ ở giữa cũng sẽ có tư ẩn, cũng sẽ có không muốn người khác đụng chạm đồ, vật. Trầm Phong không nói, cùng La Quân nói, đều là cá nhân tính cách bố trí. Thật xin lỗi, đại ca, La Quân biết mình xúc động, hắn nghiêm túc nói, về sau ta tuyệt không nhắc lại, nhưng là ngươi nếu có muốn các huynh đệ trợ giúp địa phương, ta hy vọng ngươi nhất định muốn nói ra. Trầm Phong nói ra, tốt. Sau đó, mọi người cũng liền trò chuyện mở, bầu không khí coi như hòa hợp, Trầm Mặc Nùng cũng không phải là một cái không tốt ở chung người. Tử cục qua đi, mọi người ước định cẩn thận ngày mai xuất phát thời gian. Từ Yến Kinh không cách nào trực tiếp đạt đến Thụy Sĩ Bác Nhĩ Châu. Trong lúc này cần ngồi trước chuyến bay đến nước Anh Luân Đôn, sau đó lại từ Luân Đôn đến Thụy Sĩ,
sau cùng lại phải lấy xe lửa tiến về Bắc Nhĩ Châu. Cả đám ra vương phủ tỉnh quán rượu. La Quân đưa Trầm Mặc Nùng trở về. Trở về trên đường ngồi là sĩ. Hai người để tránh nói chuyện phiếm bị người nghe trộm, thế là thì dùng tiếng Anh trò chuyện. Cái kia sĩ tài xế hiểu vài câu đơn giản tiếng Anh, nhưng phức tạp lại là hoàn toàn không hiểu. Trên xe, Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta nhìn ra, đại ca ngươi Trầm Phong cùng Tần Lâm tương lai đều tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Còn có ngươi, ba người các ngươi, đều không đơn giản. La Quân không nguyên do hứng thú, nói ra, ồ. Hắn đón đến, còn nói thêm, đại ca là cái rất có quyết đoán người, ngươi nhìn ra hắn tương lai không phải là kẻ tầm thường, cái này ta ngược lại thật ra có chút lý giải. Bất quá, ta nhị ca giống như không thế nào hiển sơn lộ thủy, ngươi làm sao đoán được. Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, ngươi còn khảo nghiệm dạy ta đến. Nàng đón đến, nói ra, Tần Lâm ngoài mềm trong cứng, hắn thói quen khi các ngươi vai phụ. Nhưng là, nếu để hắn một thân một mình, hắn sẽ có thuộc về chính hắn quang mang cùng cơ duyên. La Quân nói ra, theo nhị ca ở chung, xác thực sẽ có loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Trầm Mặc Nùng nói ra, đúng không, ánh mắt của ta không có sai. Vậy ta đâu, La Quân nói ra, ta ngược lại muốn nghe xem, người đối ta chân thực cái nhìn. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó sắc mặt cổ quái, nói, người thật muốn nghe. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta không có như vậy không chịu nổi a. Trầm Mặc Nùng cười ha ha một tiếng, nàng có vẻ hơi hết sức vui mừng. Sau đó, nàng nói ra, người này đi, thực ưu điểm rất nhiều. Nhưng người có bao nhiêu ưu điểm thì có bao nhiêu khuyết điểm. Ta biết người có đôi khi rất lợi hại nhân từ, lề mề chậm chạp, nhưng người tính cách bên trong cũng có hung ác một mặt. Nếu như người cảm thấy thật đều trong lòng người cái điểm kia, người ra tay sẽ phi thường tàn nhẫn. Cái này ta thì không nói nhiều, người ưu điểm lớn nhất cũng là người rất trọng tình cảm. Vô luận là thân tình, hữu tình, vẫn là ái tình, người cũng rất xem trọng. Mà đây cũng là người lớn nhất khuyết điểm, một khi người khác sử dụng người tình nghĩa tới đối phó người sẽ rất bị động. La Quân nói ra, còn có đây này. Trầm Mặc Nùng nói ra, còn có, người vô cùng thông minh. Đây là người ưu điểm, cũng là người khuyết điểm, người quá thông minh, cái gì đều có thể đoán được, tính ra tới. Có thể dạng này, người cũng sẽ tạo nên người theo Gia Cát Lượng một dạng, cái gì đều dựa vào chính ngươi. Bọn thủ hạ vô pháp phát huy ra mới có thể tới. Cho nên điểm này, tương lai người muốn rất lợi hại chú ý mới được. La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra, điểm này ngươi nói xác thực rất đúng. Còn gì nữa không? Trầm Mặc Nùng nói ra, còn lại tạm thời nhìn không ra. Bất quá ta biết ngươi còn có rất lớn một cái ưu điểm, đó chính là ngươi vận khí cực kỳ tốt. Đây là mấu chốt nhất. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, vậy cũng là ưu điểm. Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, đương nhiên tính toán. Đưa Trầm Mặc Nùng sau khi về nhà, La Quân trở về quán rượu. Đêm nay bóng đêm rất là mỹ lệ. Một vòng new moon treo trên cao chân trời. La Quân còn không có tiến quán rượu liền trước trông thấy toàn thân áo đen Trầm Phong. Trầm Phong hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. La Quân lại là liếc một chút nhìn ra, đại ca là đang chờ mình. Ngay sau đó, La Quân đi vào Trầm Phong trước mặt, hô một tiếng, đại ca. Trầm Phong trông thấy La Quân, hắn bóp tắt trong tay khói, nói ra, chúng ta đi đi thôi. La Quân liền biết đại ca là có lời muốn cùng chính mình nói, hắn gật gật đầu, nói ra, được. Ngay sau đó, hai huynh đệ liền đi tới đằng sau một đầu bóng rừng trên đường. Nơi này đèn đường không tính sáng ngời, hết thảy đều lộ ra vắng vẻ. Nơi này cũng coi là rời xa hết thảy huyên náo. Trầm Phong tìm giao lộ chỗ ngồi xuống qua. La Quân đi theo ngồi xuống. Trầm Phong nhóm lửa một điếu thuốc, hắn hút. Điểm điểm khói lửa quang mang lúc sáng lúc tối, mà Trầm Phong thần sắc lại là phức tạp. Đại ca, người đang suy nghĩ gì? La Quân hỏi. Trầm Phong từ tốn nói, ta đang nghĩ, mỗi một lần ta đều dự định không hề đối với bất kỳ người nào có cảm tình. Nhưng sau cùng, ta đều thất bại. Lúc trước, ta cầu tử về sau, ta tâm bụi như chết. Lan Di sau khi chết, ta tuyệt vọng, ta vẫn cảm thấy chính mình là cái thiên sát cô tinh. Nhưng về sau, ta lại gặp được các ngươi. Hắn đón đến, nói ra, tam đệ, thực trong lòng ta sợ hãi qua. Ta cũng nghĩ qua, ba người chúng ta đều là thiên mệnh giả, ta thật sợ tương lai hội tự giết lẫn nhau, hoặc nói là ta liên lụy ngươi nhóm. Ta rất sợ ngươi nhóm hội giống Kỳ Kỳ cùng Lan Di như thế.
cho dù là như Kỳ Kỳ cùng Lan Di, nhưng chúng ta cũng sẽ không hối hận cùng đại ca ngươi kết bái trận này. La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra, còn có, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tự giết lẫn nhau. Ta có, chỉ cần là đại ca cùng nhị ca các ngươi muốn cầm lấy đi, một mực cầm lấy đi, bao quát mệnh ta. Bởi vì trong lòng ta, trọng yếu nhất là giữa chúng ta cảm tình, khác đồ, vật là thay thế không. Trầm Phong trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, hắn cũng không nói thêm gì, hắn là trải qua phong xương người, cho nên rất khó nhiệt huyết kích động. Đại ca, người tìm ta đi ra, chỉ là muốn nói cái này sao? La Quân lại hỏi. Trầm Phong quất một điếu thuốc, nói ra, không phải. La Quân nói, cái đó là. Trầm Phong nói ra, hôm nay người đột nhiên nâng lên Thiên Vương Phục Hưng xã, ta biết các ngươi đều rất lợi hại quan tâm chuyện này. Ta cũng một mực không quá muốn nói. Bất quá hôm nay, ta nghe ngươi theo Lâm Văn Long quỳ xuống sự tình, ta cũng muốn cùng ngươi chia sẻ một việc. Đại ca ngươi nói, La Quân nói. Trầm Phong nói ra, ta virus đã giải mở, lúc đầu ta cho là ta có thể không hề bị Thiên Vương Phục Hưng xã người khống chế. Bất quá ngay tại vài ngày trước, Thiên Vương Phục Hưng xã một vị trưởng lão tới tìm ta. Hắn tại ta mi tâm chỗ loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần, chỉ cần ta không nghe lời, hắn lập tức có thể cho ta nổ đầu mà chết. La Quân không khỏi chấn kinh. Trầm Phong nói ra, lúc ấy, vị trưởng lão này để cho ta lựa chọn hai con đường. Con đường thứ nhất là chết, thứ hai con đường là hướng hắn quỳ xuống dập đầu, tuyên thệ hiệu chung. Ta lựa chọn thứ hai con đường. La Quân sắc mặt trắng bệch, nói, đại ca. Thực cái này tính là gì? Trầm Phong nói ra, ta cũng không cảm thấy mất mặt. Tam đệ, người phải nhớ kỹ, người chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Người nếu như chết. Sở hữu vinh nhục, yêu hận toàn bộ đều sẽ trở nên không có chút nào ý nghĩa. Chỉ có còn sống, chúng ta mới có thể báo thù, mới có thể thắng. Nếu như chúng ta lựa chọn không quỳ xuống, cái kia chính là vĩnh viễn thua. Cái kia chính là vĩnh xa không có cơ hội. Đại ca, ta minh bạch, La Quân cắn răng, nói ra, nếu không phải là như thế nghĩ đến, ta chính là liều chết, cũng sẽ không hướng Lâm Văn Long quỳ xuống. Chỉ vì ta không cam tâm cứ như vậy thua trận. Trầm Phong mỉm cười, nói ra, người có thể nghĩ thoáng, đó là tốt nhất. Chúng ta trở về đi. La Quân gật gật đầu. Sáng ngày thứ hai, La Quân một nhóm người này phân biệt tiếp vào thần vực bên trong lai điện thoại. Thần đế chỉ dụ, phàm là không tại trong khi làm nhiệm vụ thần vực đệ tử, trong vòng 3 ngày nhanh chóng trở về thần vực, người vi phạm giết không tha. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi Lai nói, đến chuyện gì phát sinh. Lai cùng La Quân giao tình không ít, bất quá nàng vẫn là rất lợi hại ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, La Quân, ta cũng chỉ là nhận được mệnh lệnh. Hắn ta cũng không biết. Không có việc gì, La Quân bất đắc dĩ cúp điện thoại. Kể từ đó, mọi người muốn qua Bác Nhĩ Châu sự tình coi như tạm thời gác lại. Bất quá Trầm Mặc Nùng nói ra, đã như vậy, vậy ta trước hết một người đi qua nhìn một chút, cũng coi là cho các ngươi đánh cái tiên phong. La Quân tưởng tượng cũng được. Liền đồng ý Trầm Mặc Nùng đề nghị. Về sau, Trầm Mặc Nùng qua Bác Nhĩ Châu. La Quân 3 người cùng Tư Đồ Linh Nhi toàn bộ tiến về Los Angeles. Xế chiều hôm đó 2 điểm thừa đi máy bay cất cánh, tiến về Los Angeles. Tại Los Angeles địa phương thời gian rạng sáng 6 giờ đến. Đây là bởi vì chênh lệch quan hệ. Đến Los Angeles về sau, Los Angeles đã là ánh bình minh đầy trời, hết sức xinh đẹp. La Quân một đoàn người lấy sĩ lập tức tiến về thần vực. Nửa giờ sau, mọi người đến thần vực. La Quân một đoàn người trước tiên qua hướng Thiên Đô Điện. Thiên Đô trong điện hết thảy là tường hòa, yên tĩnh. Lâm Băng Đại Sư Tỷ còn đang ngủ. Mà Ninh Thiên Đô Sư Tôn ở trên thủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đệ tử chờ tham kiến sư phụ, La Quân cả đám hướng ghế đầu Ninh Thiên Đô hành lễ. Ninh Thiên Đô mở mắt ra, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó mỉm cười, nói ra, các ngươi đến ngược lại thật sự là nhanh, đều ngồi đi. Mọi người nói tiếng cảm ơn sư phụ, sau đó phân biệt nhập tọa. Mọi người còn không nói chuyện, Ninh Thiên Đô trước khi nói ra, các ngươi gấp gáp như vậy tới gặp ta biết đại khái là vì sự tình gì. Các ngươi là muốn biết, thần đế vì sao lại đột nhiên dưới chỉ dụ triệu tập mọi người trở về đúng hay không? La Quân đám người nói, đệ tử chờ xác thực hiếu kỳ. Ninh Thiên Đô khe khẽ thở dài, nói ra, chuyện này nói cho các ngươi biết thực cũng không sao. Đó là bởi vì, 3 ngày sau đó, chúng ta thần vực đem lại nhiều ra một vị sư tôn cấp bậc nhân vật.
La Quân bọn người nghe vậy đều là giật mình. Sư tôn cấp bậc nhân vật, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm. Lần trước là Lâm Văn Long, lần này thì là ai đâu? La Quân nhìn không được hỏi trước, sư phụ, vị sư tôn này là ai? Ninh Thiên Đô sắc mặt hơi hơi phức tạp, nói ra, vị sư tôn này cũng họ La, gọi là Trần Diệc Hàn. Hắn là ma đế con trai của Trần Thiên Nhai, lần này, là ma đế cùng thần đế định ra giải quyết tình. Người nào cũng không thể phản kháng. La Quân trong lòng hãi nhiên, hắn biết Trần Thiên Nhai còn có con trai, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại là tại phương thức như vậy xuống tới nhận biết cái này đệ đệ. La Quân trong lòng đắng chát, cái gì đệ đệ không đệ đệ. Tại Trần Thiên Nhai cùng Trần Diệc Hàn trong mắt, chính mình bất quá là cỏ dại a. Mà lại, cái này Trần Diệc Hàn từ nhỏ tại Trần Thiên Nhai bên người lớn lên, bây giờ tu vi chỉ sợ đã là không thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cái này Trần Diệc Hàn trễ không đến, sớm không tới, hết lần này tới lần khác hiện tại tới. Chỉ sợ việc này cùng mình có quan hệ, cũng cùng Trần Thiên Nhai có quan hệ. Trầm Phong cùng Mạc Vũ còn có Tần Lâm, bọn hắn cũng đều biết Trần Thiên Nhai cùng La Quân quan hệ. Lúc này nghe vậy cũng đều là chấn kinh. Trầm Phong hỏi, sư phụ, ngài nhưng biết Trần Diệc Hàn bây giờ là tu vi gì? Ninh Thiên Đô trong mắt lóe lên một tia kính sợ, hắn nói ra, vi sư cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Nếu thật phải vi sư nói nguyên cớ đi ra, vậy vi sư chỉ có bốn chữ để hình dung Trần Diệc Hàn. Thâm bất khả chắc. La Quân bọn người trái tim nhất thời chìm vào cốc. Làm sao, Ninh Thiên Đô nhìn ra chúng người thần sắc không đúng, hắn không rõ ràng cho lắm, liền hỏi. La Quân miệng đầy đắng chát, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trầm Phong làm theo nói ra, sư phụ, La Quân cũng là con trai của Trần Thiên Nhai. Chỉ bất quá, La Quân mẫu thân là bị Trần Thiên Nhai giết chết, cái này tại năm đó là một cái bí văn. Dưới mắt Trần Diệc Hàn tới đây, chỉ sợ là theo La Quân có quan hệ. Ninh Thiên Đô nghe vậy nhất thời chấn kinh, nói, lại có dạng này sự tình. La Quân trầm mặc xuống dưới. Tần Lâm nói ra, còn mời sư phụ bảo hộ La Quân sư đệ. Cái này nhất bang huynh đệ tại biết Trần Diệc Hàn cũng là Trần Thiên Nhai chi tử về sau, bọn họ lo lắng thì là La Quân an nguy. Đối mặt cái kia cường hãn sư tôn cấp bậc nhân vật Trần Diệc Hàn, chính bọn hắn bản thân là tràn ngập bất lực. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dựa vào Ninh Thiên Đô. Đối với La Quân tới nói, cái này không phải là không một loại sỉ nhục. Bất quá tại hắn hôm qua cùng Trầm Phong trò chuyện xong, hắn đem tầng này sỉ nhục coi nhẹ một số. Hắn đã thật sâu minh bạch, người, chỉ có còn sống mới có thể thắng, mới có thể có hy vọng. Ninh Thiên Đô trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, các người ngược lại cũng không cần lo lắng La Quân an nguy, mà đế cùng Trần Diệc Hàn nếu thật muốn giết La Quân, cái kia sớm liền cũng giết. Ta tin tưởng dù cho liền xem như thần đế đến cũng rất khó ngăn cản hai cha con này. Trầm Phong xưa nay lời nói ít, nhưng giờ phút này lời nói cũng rất nhiều. Hắn nói ra, chỉ sợ Trần Diệc Hàn hội nhục nhã La Quân sư đệ. Ninh Thiên Đô nói ra, vô luận là Trần Thiên Nhai vẫn là Trần Diệc Hàn, bọn họ cũng sẽ không tới giết La Quân. Một cái là giết con điểm xấu, một cái là giết huynh điểm xấu. Nếu muốn nói đến nhục nhã, cái này chỉ sợ là không thể tránh được. Mà La Quân người muốn làm liền là, chịu đựng, chịu đựng. Thẳng đến có một ngày, người thực lực cường đại đến không cần nhẫn, đó chính là người thắng lợi. Hắn đón đến, nói ra, lúc đầu vi sư còn đang kỳ quái, vì cái gì thần đế lại đột nhiên cố ý bàn giao tất cả mọi người muốn trở về xem lễ. Hiện tại xem ra, thần đế cũng là muốn tại La Quân trong lòng ngươi gieo xuống một quả báo thù hạt giống, sau đó tốt đến chống lại Trần Diệc Hàn cùng ma đế. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, sư phụ, ta biết nên làm như thế nào. Trầm Phong làm theo nói ra, sư phụ, thần đế cũng cần phòng ngừa chu đáo, cần e ngại ma đế cùng Trần Diệc Hàn sao. Trong lòng mọi người, thần đế chính là chí cao vô thượng, không dung làm trái tồn tại a. Ninh Thiên Đô nói ra, đến thần đế cùng ma đế cảnh giới này, bọn họ sợ không phải bất cứ người nào, mà chính là từ nơi sâu xa thiên đạo vận số. Ma đế cùng Trần Diệc Hàn sẽ biết sợ La Quân sao? Hiển nhiên sẽ không, nhưng ma đế lại phái Trần Diệc Hàn đến đây thần vực khi sư tôn, đây chính là ma đế phòng ngừa chu đáo. Hắn không phải sợ La Quân, mà chính là muốn làm một số chuẩn bị. Nếu ta không có đoán sai, La Quân liền sẽ là Trần Thiên Nhai ma kiếp. Trần Thiên Nhai là phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn, dùng cái này độ kiếp. Một khi để hắn vượt qua La Quân cái này ma kiếp, chỉ sợ Trần Thiên Nhai hội nâng cao một bước.
hắn đón đến, nói ra, mà Trần Diệc Hàn cùng ma đế cái này hai cha con, lại rất có thể sẽ là thần đế ma kiếp. Thần đế lần này để cho các ngươi đến đây xem lễ, cũng là một loại phòng ngừa chu đáo. Các ngươi cũng cần phải nhìn ra, mặc kệ là ma đế vẫn là thần đế, bọn họ tại đối mặt ma kiếp thời điểm, tuyệt sẽ không sợ sệt, hoặc qua sớm đem chưa trưởng thành La Quân cùng Trần Diệc Hàn giết chết. Bọn họ là thản nhiên ứng kiếp, bởi vì hôm nay dưới ở giữa, mặc kệ là người, là thiên đạo, là kiếp số, bọn họ đều sẽ không sợ sệt. Cho dù là tử vong, bọn họ cũng có thể thản nhiên đối mặt. La Quân bọn người ngốc ngẩn ngơ, cẩn thận một lần vị, đạo lý thật đúng là chính là cái đạo lý này. Ninh Thiên Đô nói ra, mặc kệ là thần đế, còn là ma đế, hay là Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế. Bốn vị này tiền bối nhân vật, mặc kệ bọn hắn phẩm tính như thế nào, nhưng tại vi sư tâm lý, đều đối bọn hắn bốn vị kính nể vô cùng. Bởi vì cái gì đâu? Bởi vì bọn hắn làm đến người thường không thể. Bọn họ mỗi một cái đều là sinh ra ở bình thường, sau cùng thành tựu không tầm thường. Thần đế khi tuổi chưa qua là thôn quê thôn phu, hắn si mê võ đạo, mê tín tiên đạo. Có thể nói hiện tại tiên đạo, cơ hồ cũng là hắn một tay tạo nên. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ nói nhìn thấy qua đạo sĩ ngự kiếm phi hành, tất cả mọi người coi hắn là điên. Thần đế đã từng qua cho Tây Côn Lôn tông chủ quỳ xuống 3 ngày 3 đêm, chỉ muốn Tây Côn Lôn tu thành thần thông. Nhưng là, Tây Côn Lôn tông chủ y nguyên cự tuyệt hắn. Mà sau đó, thần đế thân thủ đánh bại Tây Côn Lôn tông chủ. Ninh Thiên Đô đón đến, nói ra, lại nói Trung Hoa Đại Đế, hắn đã từng vì vợ con, hướng Tu La Đại Đế xuống quỳ. Quỳ xuống cầu tình, nhưng sau cùng, Tu La Đại Đế vẫn là giết vợ hắn cùng còn chưa ra sinh con. Trung Hoa Đại Đế sau cùng trải qua muôn vàn khó khăn mà không chết, thành tựu vượt qua Tu La Đại Đế. Năm đó đến phát sinh cái gì, ta không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là Trung Hoa Đại Đế cùng Tu La Đại Đế đại chiến một trận. Về sau, cái này trong hơn 10 năm, cho tới bây giờ không có lại nghe qua Tu La Đại Đế xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Còn ma đế sự tình là kỳ diệu nhất, đây đều là bí văn. Hôm nay liền cũng cùng các ngươi cùng nhau nói. Mọi người nhất thời nghe tập trung tinh thần, phảng phất chính mình cũng trở về đến cái kia thần ma cùng nổi lên đặc sắc thời đại qua. La Quân, người gặp qua ma đế đúng hay không? Ninh Thiên Đô hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện kỳ quái sự tình, thế là lập tức hỏi, sư phụ, vì cái gì ma đế cùng Trung Hoa Đại Đế giải giống như đúc? Ninh Thiên Đô nói ra, ta muốn nói thì là sự tình này. Năm đó Trung Hoa Đại Đế trên người có một món pháp bảo, gọi là Long Ngọc. Tại một lần trải qua nguy hiểm bên trong, Trung Hoa Đại Đế từ một đầu người vì thời không thông đạo bên trong xuyên toa quá khứ, hắn quá mức thống khổ, cắn nát Long Ngọc. Về sau liền tại thời không thông đạo đi vào trong xóa. Bản thể hắn trở lại trong hiện thực, mà tại một cái khác lúc giữa không trung, ma đế sinh ra. Về sau tuần quay vòng chuyển, ma đế cũng trở về đến trong hiện thực. Thế là, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, thì xuất hiện hai cái Trần Lăng tiền bối. Một cái thời không bên trong, xuất hiện hai cái đồng dạng người. La Quân chấn kinh, hắn lập tức nói, thế nhưng là sư phụ, đây là vi phạm thiên đạo lẽ thường. Ninh Thiên Đô nói ra, không sai, cái này xác thực không hợp với lẽ thường. Bất quá ma đế là bởi vì thôn vệ pháp bảo Long Ngọc, từ đó một lần nữa độ tạo mệnh cách. Cho nên, lúc này ma đế cùng Trung Hoa Đại Đế thì là hoàn toàn khác biệt hai người. Ma đế là kinh lịch Trung Hoa Đại Đế trước đó khó khăn. Nhưng là hắn sau khi đi ra, lại đột nhiên phát hiện nhà hắn người, hài tử, thân nhân, muội muội, những vật này đã toàn bộ không thuộc về hắn. Bởi vì đó là Trung Hoa Đại Đế, hắn chỉ là một người đứng xem. Người đạo hắn tại sao muốn gọi Trần Thiên Nhai? Đó là hắn lúc ấy nhìn lấy cái kia hết thảy, trong đầu chỗ hiển hiện hai câu thơ. Nhân ngôn mặt trời lặn là chân trời, nhìn cực thiên nhai không thấy nhà a. La Quân mọi người không khỏi cảm thấy thổn thức. Nguyên lai, mỗi người muốn thành tựu phi thường địa vị, nhưng đều là kinh lịch cái kia vô số khó khăn cùng lịch duyệt. Mạc Phú bỗng nhiên nói ra, sư phụ, ngài giống như quên nói Tu La Đại Đế. Đệ tử thế nào cảm giác Tu La Đại Đế tựa như là tối thần bí, có rất ít người đề cập. Nhưng là hắn danh tiếng lại cùng mấy vị này đại đế làm chuẩn. Ninh Thiên Đô nói ra, Tu La Đại Đế vốn là cô nhi, về sau bị sư phụ hắn Vô Vi Đại Sư cho thu dưỡng. Vô Vi Đại Sư dạy hắn bản sự, nhưng là về sau, Vô Vi Đại Sư nhìn Tu La Đại Đế tính tình quay lệ, lại phát giác ra mạng hắn mang hung sát, cho nên tự mình đem hắn đẩy tới vạn quỷ quật. Mọi người không khỏi giật mình. Ninh Thiên Đô nói ra,
cho nên nói, rất nhiều thứ đều là mệnh. Phổ Vi đại sư coi là dạng này có thể ngăn chặn lại Tu La đại đế, nhưng Tu La đại đế lại đại nạn không chết, ngược lại tu vi dâng lên, ngay cả Phổ Vi đại sư cũng không phải đối thủ của hắn. Tu La đại đế tuy nhiên băng lãnh vô tình, nhưng trong lòng kính yêu nhất lại là Phổ Vi đại sư người sư phụ này. Hắn về sau nói qua, sư phụ ngươi nếu muốn ta chết là được. Nhưng ngươi không nên dối gạt ta, không nên thừa dịp ta không sẵn sàng, đẩy ta tiến vạn quỷ quật. Về sau, Tu La đại đế thân thủ giết chết hắn sư phụ Phổ Vi đại sư. Nhắc tới cũng là mệnh số duyên phận, Phổ Vi đại sư theo Trung Hoa đại đế cũng có một đoạn duyên phận. Tuy nhiên Phổ Vi đại sư không có chính thức thu Trung Hoa đại đế làm đồ đệ, nhưng lại trong giáo Hoa đại đế bản sự. Từ nơi sâu xa, Phổ Vi đại sư tạo nên Trung Hoa đại đế, nhưng cũng là vì đối phó Tu La đại đế. Thì giống bây giờ La Quân ngươi, thần đế coi trọng ngươi, cũng là vì quản thúc Trần Diệc Hàn. La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, đệ tử lại có thể cùng Trung Hoa đại đế dạng này nhân kiệt so sánh. Ninh Thiên Đô Tử Tốn nói, ngươi đã có thể trở thành Trần Thiên Nhai Ma Kiếp, tương lai chỉ sợ tu vi sẽ còn lại Trung Hoa đại đế phía trên, cho nên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mọi chuyện phát sinh, vận mệnh sớm có sắp xếp, sẽ không sớm, sẽ không trễ, sẽ chỉ ở hoàn toàn phù hợp thời điểm tiến đến. Sau đó, mọi người trò chuyện sau khi, liền hướng Ninh Thiên Đô cáo biệt. Tiếp theo, La Quân cả đám trở lại trời nắng nhà trọ. Đang nghe Ninh Thiên Đô đối mấy vị đại đế kể rõ về sau, La Quân tâm bình tĩnh rất nhiều. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình thật nên đổi loại phương thức đến nhìn vấn đề, có lẽ, khó khăn là một loại tạo nên đâu. Không trải qua mưa gió, lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng. Lãnh Vũ Tình cũng không tại trời nắng trong căn hộ, nàng là sống so sánh tiêu diêu tự tại. Từ khi bái Ninh Thiên Đô vi sư về sau, Ninh Thiên Đô cũng cho nàng rất lớn tự do. Cho nên Lãnh Vũ Tình trực tiếp thì ra ngoài du lịch. Dù sao nàng hàng năm cố định đến bái cái 12 lần thần đế coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại nàng cũng không cần lo lắng tiền tài phương diện, thần vực cho đãi ngộ vốn là hậu đãi. Lãnh Vũ Tình loại cuộc sống này phương thức thật đúng là để La Quân đều muốn hâm mộ. Chỉ tiếc, La Quân vĩnh viễn cũng không thể giống Lãnh Vũ Tình dạng này thoải mái, tiêu dao. Trời nắng trong căn hộ dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tề. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Dưới mắt tu luyện cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, bởi vì cũng không đủ đan dược bổ sung, tế bào là không có cách nào thông qua tu luyện đến thu hoạch được dinh dưỡng. Cho nên, hóa thần chi cảnh bên trên nếu không có đan dược, cho dù tốt thiên tư đều vô dụng. Trước kia, là căn bản không có hóa thần chi cảnh nói chuyện. Kim đan đỉnh phong cũng là lớn nhất khảm, không có mấy người có thể đến. Mà bây giờ là khác biệt, khoa học kỹ thuật phát đạt, tin tức phát đạt, sau đó người đối thân thể giải càng ngày càng nhiều, cho nên mới có đan dược câu chuyện. Có lẽ, tại thời cổ, thượng cổ lúc sau, không khí rất tinh khiết, hết thảy đồ, vật đều vẫn là nguyên sinh thái. Khi đó, mọi người có lẽ có thể dựa vào hết thảy dược tài chờ một chút hấp thu dinh dưỡng. Đương nhiên, tại thời cổ, cũng có đan dược câu chuyện. Có chút đạo gia cao thủ thông luyện đan chi đạo, đó còn là rất lợi hại. Bất quá những cái kia cho hoàng đế luyện đan người, phần lớn đều là thôn quê tên lừa đảo. Mà theo thời đại phát triển, mọi người bởi vì những tân thời đại đó học thuyết, bởi vì đối đế vương bên người tên lừa đảo nhận biết, dần dần không hề tin tưởng đan dược chi đạo. Cái này cũng không đại biểu đan dược chi đạo cũng là tên lừa đảo. Dưới mắt, La Quân tu luyện liền để cho tâm ý bình tĩnh, để khí huyết càng thêm thông thuận. Trừ cái đó ra, không có càng nhiều khác tác dụng. 12 giờ trưa thời điểm, trời nắng trong căn hộ nghênh đón một vị khách mời. Vị này khách mời cũng là Lâm Băng đại sư tỷ. Lâm Băng là tới gặp La Quân. Mọi người cùng nàng bắt chuyện qua về sau, Lâm Băng liền lôi kéo La Quân qua La Quân trong phòng ngủ. La Quân đương nhiên sẽ không hiểu sai, hắn chỉ là có chút không hiểu, nói, sư tỷ, làm sao? Lâm Băng cũng không dài dòng, xuất ra một cái hộp gấm, nói ra, trong này có hai hạt tiên đan, một hạt thiên đan. Một hạt thiên đan là sư phụ cho ngươi, hai hạt tiên đan là ta góp nhặt. Sư tỷ cùng sư phụ cũng chỉ có nhiều như vậy, có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, ngươi thu cất đi. La Quân không khỏi ngây người, đây là một phần to lớn vô cùng đại lễ. Trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên, nói ra, sư tỷ ta. Ngươi cái gì đều không cần nhiều lời. Lâm Băng nói ra, sư phụ đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành.
Đối với thần vực, đối với chúng ta, đối chính ngươi đều là có chỗ tốt. La Quân hốc mắt không khỏi ướt át, hắn cũng không chối từ nữa, đem hộp gấm nhận lấy, nói ra, sư tỷ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, khác ta thì không nói nhiều. Hết thảy đều trong lòng ta. Lâm Băng gật gật đầu, nàng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tin tưởng ta sư đệ tương lai nhất định quang mang vạn trượng. La Quân trọng trọng gật đầu. Lâm Băng tiếp lấy liền đi. La Quân trong lòng suy nghĩ chập trùng. Hắn tuy nhiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm đối Lâm Văn Long hận, đối Trần Thiên Nhai hận là vĩnh còn lâu mới có thể ma diệt. Hắn đối cường đại lên là như thế khát vọng. Lúc này, La Quân mở ra hộp gấm. Bên trong nằm 3 viên thuốc. 2 cái tiên đan chính là sinh sinh tạo hóa đan, cũng là trước kia Trầm Mặc nùng nhớ mãi không quên đan dược. Cái viên kia thiên đan thì là vô cực nguyên khí đan. La Quân thầm nghĩ, lúc trước Mặc nùng nuốt 2 cái thiên đan đến thần thông cảnh. Dưới mắt chính mình cũng nuốt cái này 3 viên thuốc đâu. Có thể hay không cũng nhất cử đến thần thông kính. La Quân tâm đang run rẩy. Không khỏi nhanh, hắn liền đem gấm trên nắp hộp, dứt khoát đi ra phòng ngủ. Tuy nhiên La Quân rất muốn cấp tốc cường đại lên, nhưng là hắn làm không được ích kỷ như vậy. Đại ca Trầm Phong, chỉ cần có đan dược thì sẽ nghĩ tới hắn La Quân. Mà chính mình làm sao có thể vừa có đan dược, liền nghĩ chính mình ăn. La Quân trực tiếp qua tìm Trầm Phong. Trầm Phong trong phòng ngủ khoanh chân tu luyện. La Quân mới vừa vào đến, Trầm Phong cũng liền mở to mắt. Đại ca, nơi này có 3 viên thuốc, là đại sư tỷ cho ta, nhưng ta cảm thấy hẳn là giao cho ngươi đến phân phối. La Quân nói liền đem hộp gấm phóng tới Trầm Phong bên người, sau đó, hắn xoay người rời đi. Đợi một chút, Trầm Phong lập tức hô. La Quân lại là không có dừng lại, sau cùng trực tiếp rời đi. 3 viên thuốc mang theo cho La Quân dụ hoặc là to lớn. Nhiều tiền hơn nữa tài, mỹ nhân, quyền lực chờ một chút dụ hoặc, La Quân đều có thể dứt khoát chặt đứt. Nhưng là đan dược là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đây cũng không phải là La Quân bọn họ dùng tiền có thể mua được. Trong này bất luận cái gì một viên thuốc đều là những nhà giàu đó muốn táng ra bại sản mua qua bảo bối. La Quân sợ hãi chính mình không kiên định, cho nên hắn cấp tốc đi. Vừa vặn lúc này, cũng đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Bữa trưa là Mạc Vũ Điểm, từ thần vực nhân viên hậu cần trực tiếp đưa đến trong căn hộ tới. Bởi vì thần vực bên trong đầu bếp vẫn là có rất nhiều là từ Hoa Hạ mang đến, cho nên bữa trưa bắt đầu ăn, mọi người cũng sẽ không cảm thấy không quen. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Mạc Vũ so sánh không có việc gì, hắn trước ước Tần Lâm, nói ra, nhị ca, đại ca cùng tam ca đều muốn luyện công. Hai người chúng ta đợi chút nữa qua bờ biển chơi đùa đi. Hiện tại ngày này khí, trên bờ biển mỹ nữ rất nhiều nha. Tần Lâm không khỏi cười mắng, qua ngươi, lão tử là người đứng đắn. Mạc Vũ lập tức nghĩa chính ngôn từ, nói ra, nhị ca, cái này thì ngươi sai rồi. Lão tử đều nói qua, thực sắc tính ra a, ngươi một đại lão gia, lại không kết hôn, lại không bạn gái. Chúng ta qua tán gái là thiên kinh địa nghĩa a. La Quân vội ho một tiếng. Nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Mạc Vũ. Thực sắc tính dã là Khổng Tử nói. Tần Lâm sắc mặt cổ quái, nói ra, tam đệ, thực sắc tính dã là Cáo Tử nói, là Mạnh Tử cùng Cáo Tử biện luận thời điểm, Cáo Tử nói. Ta dựa vào, La Quân nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt. Tần Lâm cười ha ha, nói, không học thức thật đáng sợ a. Mạc Vũ cũng là cười to. Trầm Phong cũng nhịn không được cười. Bất quá lập tức, Trầm Phong liền nói. Có cái sự tình, ta muốn theo đại gia hỏa nói một chút. La Quân liền biết đại ca là muốn nói đóng tại đan dược sự tình. Tần Lâm cùng Mạc Vũ thì là không biết sự tình gì, bọn họ gặp Trầm Phong đường đường chính chính nói chuyện, lập tức cũng liền ngồi thẳng người. Quả nhiên, Trầm Phong xuất ra hộp gấm. Hắn nói ra, trong này có 3 viên thuốc, ta xem qua, là 2 cái tiên đan, 1 cái thiên đan. Mỗi một viên thuốc đều là giá trị liên thành, cái này 3 viên thuốc. Là Lâm Băng đại sư tỷ cùng sư phụ góp cho tam đệ. Sau đó tam đệ lại đem đan dược cho ta đến phân phối. Tần Lâm cùng Mạc Vũ không khỏi hơi hơi thất sắc, bọn họ nhìn về phía La Quân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Dạng này 3 viên thuốc, La Quân thế mà đều lấy ra. Đây là một loại như thế nào hung hoài? Cái này là thế nào tình cảm huynh đệ? Riêng là tại La Quân dưới mắt như thế cần muốn tăng cao tu vi tình huống dưới, La Quân còn có thể làm như thế. Trầm Phong trầm giọng nói ra,
ta vừa rồi cũng đang nghĩ, coi như ta đem cái này 3 viên thuốc cho ăn, tam đệ chắc chắn sẽ không nói cái gì, lo xa nhất bên trong có chút không thoải mái. Bởi vì đây là hắn lựa chọn, có lẽ ta thì bởi vậy đến thần thông cảnh, nhưng là, ta lại nghĩ, ta dù cho đến thần thông cảnh lại như thế nào đâu. Chúng ta cái này 4 cái huynh đệ cùng một chỗ, ta quan tâm nhất không phải cái gì thần thông tu vi, mà chính là lẫn nhau ở giữa cảm tình. Ta Trầm Phong từ nhỏ đã là cô nhi, không có huynh đệ tỉ muội. Ta thường xuyên sẽ cảm thấy, các ngươi là thượng thiên cho ta một loại đền bù tổn thất. La Quân 3 người nghe vậy, trong lòng cũng là cảm động lây. Từng cái hốc mắt đều ướt át. Trầm Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cho nên, ta quyết định, cái này Mai Thiên Đan cho nhị đệ. Ta hy vọng nhị đệ có thể như vậy nhảy lên, leo lên hóa thần chi cảnh. Mặt khác cái này 2 cái tiên đan, vẫn là tam đệ ngươi phục dụng. Còn Mạc Vũ, ngươi còn không có tiến vào kim đan đỉnh phong, tốt nhất đan dược cho ngươi, khó tránh khỏi có chút lãng phí. 3 huynh đệ chúng ta trước trợ giúp ngươi đến kim đan đỉnh phong, về sau lại tận lực giúp ngươi. Mạc Vũ hiện tại rất là thoải mái, hắn nói ra, đại ca, ta là không quan trọng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại không có bất kỳ ý tưởng gì. Trầm Phong cười một tiếng. La Quân lập tức nói, đại ca, ta chỉ cần 1 cái tiên đan liền có thể, ngươi một mình ta 1 cái, như thế mới là huynh đệ đúng hay không? Trầm Phong nói ra, ta cũng không cần, đây là ngươi cơ duyên, ta vốn là muốn toàn bộ cho ngươi, nhưng là ta lại nhìn thấy nhị đệ đã chỉ thiếu chút nữa, cho nên thì động chút tư tâm. La Quân nói ra, đại ca, 2 người chúng ta, nhất định phải 1 người 1 cái. 1 cái tiên đan với ta mà nói là hạt cát trong sa mạc, về sau nếu có thuộc về ta cơ duyên, ta sẽ không để cho ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ không cần nhiều lời. Trầm Phong lộ ra rất là kiên định. La Quân còn muốn nói tiếp, Trầm Phong nói thẳng, tam đệ, ngươi như lại nói, ta cái này đại ca liền muốn cùng ngươi trở mặt. Ta quyết định sự tình, không ai có thể thay đổi. Mạc Vũ cũng liền nói, đúng vậy a, tam ca, chúng ta đều biết ngươi tình huống bây giờ khẩn cấp nhất. Mọi người đã là huynh đệ, lại há có không hiểu đạo lý. Ngươi có thể đem 3 viên thuốc giao cho đại ca xử trí, đủ để chứng minh ngươi đối đãi chúng ta như vậy huynh đệ là tuyệt đối chân tâm thực ý. Tần Lâm không khỏi xấu hổ, hắn nói ra, ta không nên muốn tam đệ ngươi thiên đan, bất quá chính như đại ca nói, ta cũng xác thực muốn xông lên. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, vậy được rồi. Tại là cứ như vậy, liền tất cả đều vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, La Quân về đến phòng bên trong. Hắn trực tiếp đem 2 cái sinh tạo hóa đan ăn vào. 2 cái sinh tạo hóa đan dược lực, dinh dưỡng so cái kia thánh linh đan có thể mạnh hơn nhiều. Sinh tạo hóa đan sinh ra 2 cỗ cường đại vô cùng dược lực tiến vào thân thể bên trong, tế bào thân thể điên cuồng hấp thu. La Quân cảm thấy thư sướng tới cực điểm, đây là một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác. 2 cỗ dược lực rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. La Quân hơi hơi thở phào, hắn cảm giác được lại có 1 cái thiên đan, chính mình liền có thể đạt tới hóa thần trung kỳ. Thiên đan dược lực lại so tiên đan lợi hại hơn không ít. Trầm Mặc Nùng lúc trước dựa vào 2 cái thiên đan trùng kích thần thông cảnh, trước đó cơ sở cũng là tại hóa thần trung kỳ bên trên. Mà lại, Trầm Mặc Nùng tại hóa thần trung kỳ dừng lại thật lâu, cho nên nhất cử thành công. Trầm Mặc Nùng lúc trước tu luyện, dựa vào là một số dược vật, linh dược. La Quân lúc này suy nghĩ kỹ một chút, hắn đang suy nghĩ chính mình dưới mắt lại muốn có tốt như vậy đan dược chỉ sợ rất khó. Như vậy chính mình có phải hay không cũng nên tìm một chút linh dược loại hình đến ăn một lần. Tối thiểu trước trùng kích đến hóa thần trung kỳ A. Màn đêm buông xuống, phồn hoa Los Angeles là cái hải tân thành thị. Cho nên đến tối, cái thành phố này liền càng thêm huy hoàng cùng sáng chói. Lúc này, Mạc Vũ là không chịu nổi tịch mịch, hắn muốn qua quán ba tán gái, hắn riêng là đối tóc vàng mắt xanh nước cô nàng vô pháp kháng cự. Mạc Vũ tìm Tần Lâm cùng đi, Tần Lâm nhưng bởi vì đến thiên đan, muốn tu luyện. Tần Lâm làm sao cũng không chịu bồi Mạc Vũ qua. Lúc này, La Quân đứng ra, hắn cảm thấy dù sao trái phải vô sự, không bằng qua buông lỏng một chút. Nên đến cuối cùng sẽ đến, vô luận chính mình làm sao tránh né, không nguyện ý, hoảng sợ hoặc run rẩy. Đều là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng điều chỉnh tốt tâm tính nghênh đón tất cả mọi thứ. Những đại thần thông đó nhân vật, như ma đế, thần đế, đối mặt ma kiếp đều có thể thản nhiên ứng đối, chính mình sợ cái gì? Liền sợ một cái Trần Diệc Hàn sao? Trò cười.
La Quân cùng Mạc Vũ lái xe ra ngoài. Xe là Mạc Vũ xe, lao vụt chạy chậm. Gia hỏa này vẫn là thật không khách khí với thần vực, đem thần vực quy định kim ngạch hạn mức cao nhất vận dụng đến cực hạn. Dưới đường đi Hương Sơn đường lớn, Mạc Vũ đem lái xe nhanh như điện chớp. Bất quá Mạc Vũ vẫn còn có chút xoắn suýt, nói ra, Tam ca, muốn là Linh Nhi muội muội biết ta dẫn người đi quán ba tán gái, Linh Nhi muội muội có thể hay không giết ta à? Hội, La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra. Mạc Vũ lập tức khổ mặt, hắn nói ra, cái kia nếu không ngươi phải đi uống rượu, tán gái sự tình giao cho ta. La Quân cười ha ha, nói ra, người tiện nhân kia, thật đúng là hội có lời. Ta phải đi làm nhìn lấy đúng hay không? Mạc Vũ hì hì cười một tiếng, nói ra, người muốn nghĩ thêm đến trong nhà Linh Nhi muội muội à? La Quân chừng Mạc Vũ liếc một chút, nói ra, vậy không được, đêm nay ca anh muốn cho chú mày biết, cái gì là tán gái. Nếu như bị Linh Nhi phát hiện, ta liền nói là ngươi bức ta. Mạc Vũ khóc tăng đứng lên, nói ra, vậy ta vẫn không đi. Hai người thì như vậy đùa giỡn cười một đường nhanh chóng đi. Los Angeles nổi danh nhất quán bar là Mạch Ngươi Cuống Quán Bar. Nhà này Mạch Ngươi Cuống Quán Bar còn có một cái tên tiếng Trung, Hồng Trần. Mạch Ngươi Cuống Quán Bar tiêu phí rất cao, bên trong quán bar cô nàng chất làm phi thường cao. Mà lại, các quốc gia du lịch người đến nơi đây thể nghiệm ban đêm văn hóa, đó là nhất định phải đến Mạch Ngươi Cuống Quán Bar. La Quân cùng Mạc Vũ cũng liền đi vào Mạch Ngươi Cuống Quán Bar. Còn chưa đi vào, liền trước bị bên trong đinh tai nhức óc kim loại nặng âm nhạc cho chấn thấu màng nhĩ. Nơi này thật là cái để người ta buông lỏng, làm càn, điên cuồng nơi tốt. La Quân vừa tiến tới, chỉ cảm thấy mình đã toàn thân tâm buông lỏng. Mạch Ngươi Cuống Quán Bar quy mô rất lớn, bên trong sân nhảy đủ dung nạp ngàn người, còn có chuyên nghiệp sân khấu xuất sắc. Ở chỗ này, thật đúng là giống như là một cái chánh thức tự do quốc độ, không phân màu da, quốc độ các loại. Chỉ cần nhìn vừa ý, liền có thể trình diễn kích tình cùng diễm ngộ. Đến Mạch Ngươi Cuống Quán Bar người đều hội kìm lòng không được yêu Mạch Ngươi Cuống. Đương nhiên, nơi này là không thích hợp người yêu cùng đi. Vừa vặn, La Quân cùng Mạc Vũ cũng không tính là người yêu. Mạc Vũ tiến trước khi đến vẫn rất có mặt mũi, theo La Quân ước định, tất cả mọi người uống tửu, không tán gái. Một sau khi đi vào liền đem ước định quên đến lên 9 tầng mây. Hắn lập tức liền điểm một chén rượu bắt đầu bốn phía thông đồng mỹ nữ. La Quân hít thở sâu một hơi, nơi này không khí nhơ bẩn, lại khiến người ta say mê. Hắn điểm một chén vodka, thêm đá khối, quả chanh. La Quân một hơi uống liền ba chén dưới hầu, lập tức, La Quân cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Uống rượu người đều biết, loại cảm giác này là lớn nhất hưởng thụ. La Quân trong tay lấy rượu, bắt đầu trong đám người xuyên toa. Hắn thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất thủ bóp một chút mỹ nữ cái mông, hoặc là tập ngực. Bóp mông thời điểm, liền mỹ nữ dáng dấp ra sao đều không thấy rõ ràng. Mỹ nữ kia xoay người, vốn là nộ khí đằng đằng, nhưng nhìn thấy La Quân về sau, lập tức cười một tiếng, nói, chán ghét. La Quân vốn là tướng mạo thanh tú người, phụ thân hắn Trần Thiên Nhai cũng là soái ca một cái, mẫu thân hắn cũng là thanh tú xinh đẹp. Cho nên La Quân tự thân gen vẫn là rất cường đại. Lại thêm, La Quân kinh lịch vạn hiểm, lịch duyệt cũng không phải tiểu hài tử có thể so sánh. Cho nên, trên người hắn khí chất cũng là rất lợi hại mê người. Mỹ nữ kia muốn theo La Quân tiến thêm một bước, La Quân lại thân thể nhoáng một cái, biến mất trong đám người. La Quân phiêu hốt bên trong đến trong sàn nhảy, hắn chén rượu kia nhưng lại không biết đi nơi nào. Trong sàn nhảy, La Quân thỏa thích buông lỏng, say mê. Hắn trước kia thích nhất cũng là những hạng mục này. Hôm nay một lần nữa thể nghiệm, lại là có khác một phen cảm giác. Trong sàn nhảy, La Quân cùng một cái nước cô nàng cùng một chỗ nhiệt vũ triền miên. Cái kia tóc vàng cô nàng đem tay vươn vào La Quân trong quần tìm tòi, La Quân cũng kích động lên, tay đến tóc vàng cô nàng trong quần. Đây là củi khô lửa bốc. Như không phải là bởi vì nơi này hoàn cảnh, hai người có thể muốn tại chỗ đến một phát. Tóc vàng cô nàng mỹ ý 10 phần, tại La Quân bên tai nhẹ giọng câu người nói. Soái ca, chúng ta qua nhà vệ sinh đi. Cái này cô nàng thật đúng là đói khát khó nhịn a. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi đi trước. Cái kia tóc vàng cô nàng hôn La Quân một chút, quay người phải đi. La Quân lại là quay người liền rời đi. Hắn bất quá là buông lỏng, lại không phải đến phóng túng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không chút khách khí.
nhưng bây giờ, hắn làm không được. La Quân cảm thấy mình tâm lý có một đám lửa bị bốc cháy lên, tiếp tục như vậy, khẳng định là muốn phạm sai lầm. Ngay sau đó hắn cấp tốc ra mạch người cuống quán ba. La Quân lắc đầu, trong chớp nhoáng này, hắn liền tỉnh rượu. Suy nghĩ rất nhanh liền rõ ràng. Hắn chuẩn bị đến Mạc Vũ trên xe nằm nằm, nào biết còn chưa đi quá khứ, liền nhìn thấy Mạc Vũ xe đang chấn động. Mà lại, La Quân còn nghe được ngẫu mua cát thanh âm. Sau đó, La Quân nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh cô nàng người để trần, ngồi tại Mạc Vũ trên thân. Cô nàng kia hung khí thật đúng là chói mắt cùng hung mãnh a. Mạc Vũ đây là thụ a. La Quân dựa vào một tiếng, thế là thì tránh ở một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi. Lúc này, làm vì huynh đệ khẳng định không thể đi hỏng Mạc Vũ chuyện tốt a. La Quân cũng chỉ có thể hâm mộ Mạc Vũ thoải mái cùng sảng khoái a. Đáng tiếc dạng này thời gian cách mình càng ngày càng xa. La Quân ngồi ở một bên trên bậc thang, hắn chú ý tới rất nhiều xe sang trọng bên trên có cùng loại Mạc Vũ tình huống như vậy phát sinh. Loại chuyện này tại mạch ngươi cuống quán ba nơi này thật sự là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đây cũng là mạch ngươi cuống quán ba bán điểm. Rất nhiều người cũng là mộ cái này tên mà đến, rất nhiều quán ba cô nàng cũng là mạch ngươi cuống quán ba mời đến. Đêm nay bóng đêm rất mỹ lệ, lãnh nguyệt treo cao chân trời, đầy sao sáng sủa. Gió đêm quét mà đến, mang theo nước biển dâm đãng vị đạo. Dạng này ban đêm, khiến người ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Có thể La Quân muốn hỏng việc tâm tại chỗ này đợi đợi Mạc Vũ xong việc, đây tuyệt đối là cái tia, a tấn. Càng là La Quân thật là có tốt hơn cái kia một ngụm a. Cũng may hắn tu vi cao thâm, định lực cường đại, cho nên cũng sẽ không dao động. Bất quá ngay tại La Quân chờ đợi thời điểm, một cái tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Tiếng bước chân này là hướng về phía La Quân tới. La Quân ngẩng đầu liền trông thấy một tên thanh niên cùng một tên mỹ lệ cô nàng làm bạn mà đến. Nhưng ở La Quân trong lòng, hắn chỉ cảm nhận được thanh niên tiếng bước chân. Thanh niên này tiếng bước chân tựa hồ đạp ở La Quân trong tâm khảm. Thanh niên một thân màu trắng taxi đâu, như muốn xuất tịch thịnh hội. Hắn trong mắt là xanh thẳm, cả người khuôn mặt như vẽ, tựa như là manga bên trong, cây anh đào dưới yêu nghiệt thiếu niên. Hắn quả nhiên là anh tuấn đến mỹ lệ trình độ. Mà lại, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, có loại nói không nên lời khí độ, khí chất. Đây cũng không phải là cái kia đảo quốc Diệp Thần cùng Tiêu Bắc Thần hàng ngũ có thể so sánh. La Quân nhìn thấy thanh niên này thứ nhất mắt thì có loại cảm giác kỳ diệu. Huyết nhục tương liên cảm giác. Loại này mẫn cảm, phổ thông huynh đệ ở giữa rất khó có cụ thể cảm thụ. Nhưng La Quân lại là có. Người này cũng là Trần Diệc Hàn. Là đệ đệ mình, là Trần Thiên Nhai đau ái nhi tử. Mà chính mình bất quá là cỏ dại. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong đầu thoáng hiện qua vô số suy nghĩ. Trần Diệc Hàn mang theo cô nàng đi vào La Quân trước mặt. Nhìn, La Quân có vẻ hơi chật vật cùng chán nản. Mà Trần Diệc Hàn tư thái lại là ở trên cao nhìn xuống, rất là thành công. Trần Diệc Hàn ôm cô nàng mềm mại vòng eo, tại La Quân trước mặt chạm định. La Quân đứng lên. Hắn nhìn về phía Trần Diệc Hàn. Nhàn nhạt nhìn lấy, cũng không bộc lộ bất cứ tia cảm tình nào. Trần Diệc Hàn từ tốn nói, tại ta nghe phụ thân đề cập tới ngươi về sau, ta liền một mực muốn gặp ngươi một lần, ta đại ca. La Quân cùng Trần Diệc Hàn ở giữa, không có khả năng có hỏa hoãn khu vực. Hắn nhìn về phía Trần Diệc Hàn, cũng thản nhiên nói, hiện tại ngươi trông thấy, để ngươi thất vọng. Trần Diệc Hàn trịnh trọng sự tình gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân mỉm cười, nói ra, thú vị. Trần Diệc Hàn nói ra, cái này thực cũng không phải là một kiện thú vị sự tình. Ngươi cùng ta ở giữa, ngươi tu vi kém ta quá nhiều, ta một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. La Quân nói ra, nhưng ngươi lại không thể ra tay, ngươi chỉ có thể từng bước một nhìn ta trưởng thành. Tựa như lúc trước Tu La Đại Đế nhìn lấy Trung Hoa Đại Đế. Trần Diệc Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, đáng tiếc ngươi không phải Trung Hoa Đại Đế. Ta càng không phải là cái kia Tu La Đại Đế. La Quân nói ra, đêm hôm khuya khoắt, ngươi theo dõi ta lại tới đây, không phải là đến xuất sắc ngươi cảm giác ưu việt a. Trần Diệc Hàn khe khẽ thở dài, nói ra, bất quá là coi là gặp được một cái đối thủ, nhưng ngươi quá khiến ta thất vọng. Ngươi thân là ta con trai của phụ thân, tuy nhiên ta cùng phụ thân ta đều không thừa nhận ngươi. Nhưng dòng máu của ngươi bên trong tốt xấu chảy xuôi chúng ta huyết dịch. Nhưng nhìn ngươi cái này lề mề chậm chạp tính cách, còn thật là khiến người ta không nhìn chúng.
Người hôm nay nếu là ở nơi này dám tìm nữ nhân qua khoái hoạt, ta ngược lại hội coi trọng ngươi. La Quân nói ra, nhưng ngươi đừng quên, mặc kệ ngươi coi trọng vẫn là xem thường, ta đều sẽ không để ý. Trần Diệc Hàn nao nao, hắn theo rồi nói ra, ngươi sớm muộn sẽ để ý, ta cam đoan. Trần Diệc Hàn nói xong quay người liền mang theo cô nàng rời đi. La Quân ngẩn người ra. Trần Diệc Hàn xuất hiện thật có chút nhói nhói hắn, đồng dạng là con trai của Trần Thiên Nhai. Nhưng hai người tế ngộ lại có quá nhiều khác biệt. Trần Diệc Hàn xuất sinh cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng, bây giờ tu vi đã siêu việt thần vực sở hữu sư tôn. Mà chính mình vẫn còn đang dẫy dụa khổ sở. La Quân hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng những này cảm xúc tiêu cực. Tâm hắn chí vô cùng kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì Trần Diệc Hàn những lời này mà thật qua tìm mỹ nữ đi ra qua đêm. La Quân chờ Mạc Vũ nửa giờ, về sau, Mạc Vũ cùng tóc vàng cô nàng quần áo không chỉnh tề xuống xe. Mạc Vũ liếc mắt liền thấy La Quân, gia hỏa này lập tức liền có chút xấu hổ đứng lên, nói, Tam ca, thật xin lỗi a, để ngươi đợi lâu. La Quân mỉm cười, lại không ngại. Mạc Vũ lập tức lại tại La Quân bên tai nhỏ giọng nói, Tam ca, ngươi đừng nói, nước cô nàng cũng là kình lớn, quá thoải mái. Ngươi có muốn hay không? Ai, vẫn là tính toán. La Quân cười nói, hiện tại là ngươi hưởng thụ thời điểm, về sau ngươi kết hôn coi như khác loại tính tình này. Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra, cho nên ta tuyệt không kết hôn rất chán a. La Quân liền nghĩ đến lúc trước chính mình cũng là không muốn kết hôn, có thể về sau nhưng vẫn là thân bất do kỷ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chính mình là không hối hận cưới Linh Nhi. Đời này có thể có Linh Nhi dạng này thê tử, chính mình là chết cũng không tiếc. Lại nói lúc này, La Quân ngẩng đầu còn có thể trông thấy cái kia tóc vàng cô nàng khắp khuôn mặt là đỏ mặt, nàng đang chờ đợi Mạc Vũ. Mạc Vũ thì nói với La Quân, Tam ca, người mở ta xe trở về đi, hôm nay cũng đừng quản ta. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Mạc Vũ nói ra, yên tâm đi, Tam ca, ta dù sao cũng là cái đại cao thủ a, còn có thể có nguy hiểm gì. La Quân cười một tiếng, liền nói ra, cút đi. Mạc Vũ nói ra, vậy ta thì tính phúc qua nha. Con hàng này cười hì hì qua tìm tóc vàng cô nàng. Nắm ở tóc vàng cô nàng vòng eo, nghênh ngang rời đi. La Quân tiếp lấy liền lên cái kia chiếc Mercedes chạy chậm. Vừa đi lên, La Quân mắt sắc, lập tức liền trông thấy lao vụt chạy chậm bên trên còn có một vũng nước nước đọng. Mà lại, hắn còn phát hiện một đầu lây đồ lót. Ta dựa vào. Quá không thiết tháo. La Quân còn ngửi được trong xe loại kia là lướt vị đạo. Hắn vội vàng mở ra mui chân, ấn bên ngoài tuần hoàn. Một hồi lâu về sau, mùi vị này mới tiêu tán. La Quân lái xe qua tìm Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi là cùng đi, bất quá nàng là ở tại trong tửu điếm. Bởi vì lần này, Tư Đồ Linh Nhi không có chấp hành nhiệm vụ, cho nên nàng không thể không đến. Nhưng là La Quân biết nàng ưa thích thanh tĩnh, không thích những lễ nghi phức tạp đó, cho nên dứt khoát để cho nàng trước ở tại quán rượu. Tư Đồ Linh Nhi tại quán rượu trong phòng đã chìm vào giấc ngủ, La Quân lặng yên đi vào. Hắn sau khi tắm liền chui tiến trong chăn ôm Tư Đồ Linh Nhi thân thể mềm mại. Tư Đồ Linh Nhi liền cũng liền thư thư phục phục nằm tại La Quân trong ngực. Vô luận La Quân ở bên ngoài có cái gì loạn thất bát tao dục vọng, nhưng là tại ôm lấy Tư Đồ Linh Nhi về sau, hắn cũng chỉ có thương yêu, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ, vật. Ưa thích mới có thể làm càn, yêu lại là khắc chế. Hai ngày sau đó, ngày này buổi sáng, vẫn là giống nhau thường ngày bái thần đế. Bất quá lần này, tại bái thần đế quá trình bên trong, chúng đệ tử bên ngoài chờ đợi, lúc này tại một đám sư tôn bên trong xuất hiện một người trẻ tuổi. Chúng đệ tử không khỏi giật mình, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy còn trẻ như vậy người xuất hiện tại sư tôn trung gian. Người trẻ tuổi này ăn mặc toàn thân áo trắng, giống như từ trong tranh đi ra trên 9 tầng trời tiên. Hắn tức giận chất phiêu nhiên, khiến người ta nhìn lòng say. Liền xem như Lâm Băng có như thế định lực. Nàng tại nhìn thấy thanh niên này sau cũng là hoảng hốt một chút. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn đi tại ở giữa nhất, Ninh Thiên Đô, Tả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu, còn có Lâm Văn Long cùng hắn nội môn đệ tử đời một sao quanh trăng sáng giống như đi theo Trần Diệc Hàn. Không hề nghi ngờ, Trần Diệc Hàn là trong mọi người tiêu điểm. Hắn tu vi đến Tam Trọng Thiên, thật là đủ để tự ngạo. Ngẫm lại, Trần Diệc Hàn bản thân liền là thiên tư chắc tuyệt người.
hắn lại từ nhỏ tại Trần Thiên Nhai bên người lớn lên, Trần Thiên Nhai không biết cho hắn bao nhiêu linh đan diệu dược, như thế mới tạo nên hôm nay Trần Diệc Hàn. Cái này là người khác đều không có tế ngộ. Tuy nhiên Tả Thiên Tông bọn họ những sư tôn này cũng coi là thần đế đệ tử, bất quá bọn hắn phần lớn liền thần đế là cái dạng gì đều chưa thấy qua. Càng đừng đề cập thần đế sẽ đến chỉ điểm bọn họ. Thần đế tiếp xúc nhiều nhất ba người đệ tử hẳn là Trần Thiên Nhai, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng còn có Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên. Nhưng cái này ba người đệ tử, đó cũng đều là không được tồn tại a. Hắn cũng là Trần Diệc Hàn. Bên ngoài thần điện, Lâm Băng tại La Quân bên tai nói ra. La Quân thấp giọng đáp lại nói, ta biết. Trầm Phong, Mạc Vũ, Tần Lâm còn có Từ Đồ Linh Nhi cũng đều tại La Quân bên người. Cả đám Túc Nhiên Nhi lập, lẫn nhau không nói thêm gì nữa. Trần Diệc Hàn một đám sư tôn bái xong thần đế sau khi đi ra, đông đảo đệ tử cùng một chỗ bảo toàn chắp tay nói, đệ tử bái kiến chư vị sư tôn. Lúc này, liền xem như La Quân cả đám cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thân ở thần vực, ai cũng không có cách nào gánh chịu đối sư tôn bất kính tội danh. Trần Diệc Hàn đi ở phía trước. Lúc này hắn là như thế tuổi trẻ khinh cuồng, là như thế khiến người ta ngưỡng vọng. Hắn giống như là trên trời lớn nhất lóe sáng tinh, mà người khác là vai phụ. Hết lần này tới lần khác, Trần Diệc Hàn lại tại La Quân trước mặt dừng lại. Mọi người cũng đều nhìn về La Quân, lúc này, La Quân lập tức liền trở thành tiêu điểm. Diệc Hàn, làm sao? Tả Thiên Tông ở một bên không hiểu hỏi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, Tả Sư Huynh, người có chỗ không biết, La Quân chính là ta đại ca đây. Tả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu đều là bị kinh ngạc. Bao quát Lâm Văn Long cũng hơi hơi thất sắc. Trần Diệc Hàn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, đối còn tại ôm quyền chắp tay La Quân nói ra, ta nói qua, ngươi sẽ để ý ta cái nhìn. Hắn cũng bất quá nhiều dây dưa, theo sau xoay người rời đi. Trần Diệc Hàn sau khi đi, La Quân cùng người khác một ngồi thẳng lên. Tâm hắn hình dáng đã bị luyện đến kiên cố, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị đánh ngã. Vừa rồi Trần Diệc Hàn ý tứ hắn nơi nào sẽ nhìn không ra. Trần Diệc Hàn chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ta Trần Diệc Hàn cùng ngươi La Quân là hai huynh đệ. Nhưng ta cái này đệ đệ lại là vì sao trên trời, mà ngươi người ca ca này bất quá là một đống bùn nhão. Bái xong thần đế về sau, liền bắt đầu tại Sùng Văn trong đại điện vì Trần Diệc Hàn cử hành tấn thăng đại điển. Lần này, các đệ tử, chỉ cần tại thần vực chi nội đệ tử đều muốn tham gia. Bao quát lai dạng này công việc bên ngoài nhân viên cũng phải tới. Lần này, các đệ tử là không có sâm panh hoa tươi. Chỉ có trên đài những sư tôn này nhóm mới có. Trần Diệc Hàn trên đài, tại đông đảo sư tôn sao quanh trăng sáng dưới ngạo mà đứng. Tả Thiên Tông chính thức trao tặng Trần Diệc Hàn một cái huyền kim lệnh. Tả Thiên Tông nói, Diệc Hàn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần vực sư tôn, cũng là thần đế đời thứ nhất nội môn đệ tử. Sau này thần vực đệ tử, đều muốn tôn ngươi kính ngươi, nếu có bất kính người, ngươi có thể lập giết không tha. Hắn đón đến, nói ra, mặt khác, Thiên Đô sư đệ Vũ Vương Đỉnh một mực ít người hỗ trợ quản lý. Về sau, Vũ Vương Đỉnh liền từ ngươi tới quản lý, Thiên Đô sư đệ ở bên phụ trợ ngươi liền tốt. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Ninh Thiên Đô, nói, Thiên Đô sư đệ, Diệc Hàn là thần đế sư tôn tự mình khâm điểm, ngươi nên sẽ không có ý kiến chứ. La Quân cả đám hãi nhiên thất sắc, cái này Tả Thiên Tông là công nhiên muốn đoạt Thiên Đô sư phụ quyền a. Ninh Thiên Đô nhìn một chút Tả Thiên Tông, lại nhìn một chút Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn sắc mặt nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ninh Thiên Đô cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Tông sư huynh, ta thế nào cảm giác ngươi tài phán sở tựa hồ càng bận rộn. Ngươi làm sao không đem tài phán sở tặng cho Diệc Hàn sư đệ. Tả Thiên Tông cười lạnh, nói ra, ta cũng muốn, đáng tiếc Diệc Hàn không thích tài phán sở, hắn càng ưa thích ngươi Vũ Vương Đỉnh bộ môn. Ninh Thiên Đô nói ra, ngượng ngùng, Vũ Vương Đỉnh chính là thần đế sư tôn khâm điểm ta tới quản lý. Các ngươi muốn nhập chủ Vũ Vương Đỉnh chỉ có hai con đường thứ nhất, giết ta. Thứ hai con đường, thần đế sư tôn tự mình hạ lệnh. Trừ cái đó ra, bên ngoài người tuyệt đối đừng nghĩ bước vào Vũ Vương Đỉnh phụ cận nửa bước. Ninh Thiên Đô cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm, hắn cái này là động chân hỏa. Tả Thiên Tông nao nao, hắn trong mắt lóe lên một loại tha có thâm ý nụ cười. Không khỏi nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. La Quân tại dưới đài lại là bắt được, hắn lập tức minh bạch Tả Thiên Tông ý tứ.
Tả Thiên Tông chính là muốn Ninh Thiên Đô công nhiên đắc tội Trần Diệc Hàn. Kể từ đó, Ninh Thiên Đô cùng Trần Diệc Hàn cũng liền có thù. Như vậy, Trần Diệc Hàn liền sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Tả Thiên Tông bên này. Cái này Tả Thiên Tông, thật sự là đầy bụng tâm kế. Chỉ tiếc, Tả Thiên Tông lại đại khái quên trọng yếu một điểm. Cái kia chính là Trần Diệc Hàn tuyệt đối không phải người ngu. Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói ra, Thiên Đô sư huynh không nên tức giận, người không nguyện ý, cái kia coi như. Tả Thiên Tông liền nói ra, vậy được rồi, Diệc Hàn, ta trước cho ngươi phát một cái Diệc Hàn điện làm ngươi phủ đệ. Còn ngươi chức phụ, chúng ta từ từ sẽ đến thương lượng, nhất định thương lượng đến ngươi có thể hài lòng mới thôi. Trần Diệc Hàn nói ra, thật cảm tạ sư huynh, hắn đón đến, lại cầm lấy huyền kim lệnh, nói ra, cái này huyền kim khiến nơi tay, liền thật có thể ra lệnh cho các đệ tử sao. Tả Thiên Tông nói ra, đương nhiên. La Quân trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn lập tức liền đoán ra Trần Diệc Hàn muốn giở trò quỷ. Trần Diệc Hàn liền nói ra, hôm nay ta thật cao hứng, cũng rất cảm tạ chư vị sư huynh hậu ái. Hiện tại chúng ta trong chén không tử, ta có hay không có thể tìm người đệ tử lên rót rượu. Tả Thiên Tông nói ra, đương nhiên. Trần Diệc Hàn lập tức liền xông La Quân bên này nói ra, ta thân ái ca ca, có thể hay không làm phiền ngươi đến rót rượu cho chúng ta. Gia hỏa này là muốn công khai nhục nhã La Quân. La Quân lúc này thật đúng là không tiện cự tuyệt, hắn đang muốn nói chuyện. Ninh Thiên Đô trước khi nói ra, Diệc Hàn sư đệ, ở đây có thật nhiều công việc bên ngoài nhân viên, bọn họ chuyên môn phụ trách những này tạp vật. Ngươi không tìm bọn hắn lại tới tìm ta đệ tử đến rót rượu, ngươi là có chủ tâm muốn nhục nhã ta ngươi Ninh Thiên Đô sao? Trần Diệc Hàn hơi hơi ngẩn ngơ, trong mắt của hắn tuôn ra không thể suy nghĩ hàn quang tới. Ninh Thiên Đô dù sao là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Phản chính tự mình cùng cái này Trần Diệc Hàn cũng là không thể điều hòa, cái kia còn có cái gì rất nhiều nói. Trần Diệc Hàn không nói gì, ngay vào lúc này, Lai đi đến đài, nàng tôn kính chắp tay, sau đó nói, ta là Lai, thật cao hứng vì các vị lãnh đạo phục vụ. Nàng nói xong liền cầm lấy sâm panh ngược lại đứng lên. Trần Diệc Hàn nhìn về phía Ninh Thiên Đô, hắn mỉm cười, nói ra, Thiên Đô sư huynh, ngài thật đáng yêu, ta nhớ kỹ ngài. Ninh Thiên Đô cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ra đời thời điểm, cha ngươi đều còn tại chơi bùn. Ngươi lại dám nói ta đáng yêu, ngươi cũng thật là ấu trĩ. Đây là hoàn toàn vạch mặt. Dù sao Ninh Thiên Đô cùng Trần Diệc Hàn đều là ngang hàng, Ninh Thiên Đô cũng là mắng. Trần Diệc Hàn cũng không dám tới giết Ninh Thiên Đô. Trần Diệc Hàn nếu thật muốn giết Ninh Thiên Đô, hắn tuyệt đối có bản sự này. Nhưng hắn như giết. Như vậy hắn tại thần vực thì không tiếp tục chờ được nữa. Mà lại thần đế khẳng định nổi giận, thần đế nổi giận, chính là mình phụ thân đều khó có thể chịu đựng, huống chi là chính mình. Dưới đài, La Quân một trong lòng mọi người không khỏi kêu to thống khoái. Trần Diệc Hàn lạnh hừ một tiếng, lại là quay người thì phẩy tay áo bỏ đi. Không thể không nói, Trần Diệc Hàn tuy nhiên tu vi cao thâm mặt chắc. Nhưng là lòng dạ cùng lịch duyệt theo La Quân cùng Ninh Thiên Đô đến so. Vậy thì thật là kém xa. Tấn thăng đại điển thì tại dạng này không khí lúng túng bên trong kết thúc. Mặc kệ Trần Diệc Hàn người này thông minh hay không, lòng dạ như thế nào. Nhưng không có thể phủ nhận là, hắn tu vi tại thần vực bên trong là tuyệt đỉnh. Trừ thần đế cùng Trung Hoa đại đế còn có biến mất Tu La đại đế, người khác thật đúng là không đủ hắn nhìn. Cho nên, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu đều muốn Trần Diệc Hàn xem như đối phó Ninh Thiên Đô thẻ đánh bạc. La Quân cả đám cùng Ninh Thiên Đô trở lại Thiên Đô Điện. Thiên Đô trong điện, La Quân bọn người đều là lo lắng. Ninh Thiên Đô sắc mặt nhàn nhạt, hắn quét qua mọi người vẻ chán trường, nói ra, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Coi như không có chuyện hôm nay, Trần Diệc Hàn cũng tuyệt không phải người lương thiện. Hắn thụ chân trời sư huynh chi mệnh đến đây, ý đồ cũng là trưởng khống thần vực. Lâm Băng bị kinh ngạc, nói ra, sư phụ, bên trên có thần đế tồn tại. Thần vực há có thể bị Trần Diệc Hàn trưởng khống. Ninh Thiên Đô nói ra, Băng Nhi, người có chỗ không biết, thần đế sẽ không một mực trưởng quản thần vực. Như có một ngày, thần đế không hề cần thần vực lúc, liền sẽ rời đi. Mà lại, chân trời sư huynh cũng một mực đang tu luyện. Trần Diệc Hàn tu vi cũng cường hãn đến trình độ này, hai người bọn họ cha con liên thủ, đến lúc đó nếu là đem thần đế bước đi, cái kia cũng không phải là không được. Một khi cho đến lúc đó, vi sư đại kiếp cũng coi là tiến đến. Cho nên, đây chính là thần đế ma kiếp, Lâm Băng nói ra. Mọi người đều là thất sắc,
bọn họ giờ mới hiểu được cái này ma kiếp chi lợi hại. Ninh Thiên Đô nói ra, mặc kệ như thế nào biến hóa, vi sư đại kiếp cũng sẽ không biến hóa. Thần đế nếu như vượt qua ma kiếp, siêu thoát mà đi, đến lúc đó, thần đế liền sẽ không xen vào nữa thần vực. Khi đó, Trần Diệc Hàn sẽ không bỏ qua vi sư. Nếu như thần đế độ không qua ma kiếp, vậy liền lại càng không cần phải nói. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân ngươi là chân trời sư huynh ma kiếp, vi sư cùng đông đảo sư huynh đệ hy vọng thì toàn ký thác ở trên thân thể ngươi. La Quân nhìn về phía Ninh Thiên Đô, hắn nhất thời cảm nhận được trên vai gánh chi trọng. Lâm Băng làm theo là khẽ nhíu mày, nói ra, nói là nói như thế, nhưng La Quân tu vi trước mắt tựa hồ cùng Trần Diệc Hàn ở giữa chênh lệch quá lớn, càng không cần nhắc tới cùng trời nhai sư tôn khác biệt. Ninh Thiên Đô nói ra, cái gọi là lúc tới vận chuyển, La Quân tu vi tuy nhiên còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng trước mắt tiến triển lại là ngươi cực nhanh, hắn tự có hắn cơ duyên. Sau đó, Ninh Thiên Đô phất phất tay, nói ra, trong vòng 3 năm, khi không có cái gì trở ngại, các ngươi tất cả đi xuống đi. Hiển nhiên, Ninh Thiên Đô đã không nguyện ý lại nhiều sách. Bất quá, Ninh Thiên Đô tiếp lấy lại nhiều hơn một câu. Thần vực bên trong cũng không phải là nơi ở lâu, các ngươi một khi rời đi thần vực, không tại Trần Diệc Hàn cùng Lâm Văn Long mí mắt dưới, bọn họ cũng đối với các ngươi không thể làm gì. Cho nên, các ngươi cũng mau rời khỏi đi. Ninh Thiên Đô đón đến, nói ra, nếu vì sư đoán không tệ, tiếp đó, Trần Diệc Hàn là muốn lôi kéo một số người, cho bọn hắn chỗ tốt, đến kiến tạo chính hắn ban. Hắn sở dĩ muốn tới thần vực, rất lớn nguyên nhân chính là muốn phòng ngừa La Quân ngươi lớn mạnh. La Quân tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Cho nên lập tức, La Quân một đoàn người thì về trời nắng nhà trọ. Cơ hồ không sao cả đợi, bọn họ thì ra thần vực. Khiến người bất ngờ là, Lâm Băng cũng cùng đi theo. Sư tỷ, ngươi, La Quân cả đám ngoài ý muốn nhìn lấy Diễm như học trò, thành thục lãnh Diễm Lâm Băng. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, sư phụ để cho ta về sau liền theo La Quân ngươi đây. Sư phụ nói, tại bên cạnh ngươi mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng rất nhiều kỳ ngộ. Lại nói, bên cạnh ngươi cũng cần người giúp đỡ lấy không phải sao. Ngươi muốn đi Bác Nhĩ Châu thành lập ban, bất chính cần giống sư tỷ của ngươi ta như vậy nhân tài sao. La Quân không khỏi cảm động, hắn đồng thời cũng là hoan hỉ vô hạn, nói ra, vậy quá tốt. Sau đó sự tình chính là, Tư Đồ Linh Nhi về Yến Kinh. Nàng còn muốn chiếu cố A Ly hơi, vả lại, Tư Đồ Linh Nhi trong nhà trông coi, La Quân trong lòng cũng hội an tâm rất nhiều. Sau đó, La Quân cả đám liền bắt đầu chạy tới Bác Nhĩ Châu. Los Angeles khí trời rất là mỹ hảo, lam thiên bạch vân, ánh nắng tươi sáng. Mọi người trước thừa đi máy bay qua Thụy Sĩ, sau đó lại ngồi xe tiến về Bác Nhĩ Châu. Thần vực bên trong, Trần Diệc Hàn tạm thời ở tại một cái trong căn hộ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận dữ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thiên Tông sư huynh, không ngại sư huynh, các ngươi vào đi. Trần Diệc Hàn từ tốn nói. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu là cùng nhau mà đến, hai người sau khi đi vào, Trần Diệc Hàn đứng dậy đón lấy. Hắn trước hết mời hai vị sư huynh nhập tọa, sau đó, Trần Diệc Hàn cũng mới ngồi xuống. Tả Thiên Tông nặng nề thở dài, nói ra, Diệc Hàn, ta cũng không nghĩ tới ngày này đều sư đệ cư nhiên như thế đầu óc chậm chạp, hôm nay sự tình, để người ta đều quá xấu hổ. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn cắn răng nói ra, Ninh Thiên Đô là cái thá gì? Nếu không phải xem ở thần đế sư tôn trên mặt mũi, hôm nay ta liền giết hắn. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu trong lòng âm thầm buồn cười, bọn họ muốn cũng là loại hiệu quả này. Hai vị sư huynh, chuyện này cũng không cần sách, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho Ninh Thiên Đô hối hận. Trần Diệc Hàn nói tiếp. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu gật đầu, nói, tốt tốt tốt, không đề cập tới. Ngươi có gì cần, một mực nói với chúng ta mới là. Ta sẽ. Trần Diệc Hàn nói ra, sau đó, hắn xuất ra hai cái hộp gấm, nói ra, Thiên Tông sư huynh, không ngại sư huynh, các ngươi đối ta trợ giúp quá nhiều, trong lòng ta là biết. Đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, mong rằng vui vẻ nhận. Hắn sau khi nói xong liền đem hộp gấm phân biệt đẩy quá khứ. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu vui mừng quá đỗi, bọn họ đè nén xuống trong lòng tâm tình, trên mặt bất động thanh sắc. Tả Thiên Tông nhất là lão lạt, hắn nói ra, Diệc Hàn. Ngươi không cần khách khí như thế. Chúng ta cũng không có vì ngươi làm cái gì, vô công bất thụ lộc a. Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói ra,
gia phụ thường xuyên đề cập hai vị sư huynh, đây bất quá là một điểm nho nhỏ ý tứ. Về sau còn sẽ có càng nhiều đồ, vật. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu liền cũng liền không lại kiên trì. Hai người tiếp nhận hộp gấm, đem mở ra. Bên trong theo thứ tự là ba cái tiên đan. Ba cái tiên đan, xuất thủ tuyệt đối hào phóng. Mà lại, cái này mới chỉ là Trần Diệc Hàn tùy ý xuất thủ một điểm nho nhỏ ý tứ. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, chân trời xa xăm kia sư huynh đến tích lũy bao nhiêu tài phú a. Trần Diệc Hàn tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, từ điểm đó mà xem ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, Trần Diệc Hàn đưa đi cái này hai lão hồ ly. Bất quá Trần Diệc Hàn chỗ này cũng không tính bình tĩnh, lập tức, Lâm Văn Long đến đây. Lâm Văn Long sau khi đi vào, hắn tại Trần Diệc Hàn trước mặt lộ ra vô cùng cung kính. Mà lại, trong miệng hắn hô là, thiếu chủ. Trần Diệc Hàn sắc mặt nhạt lạnh, hắn nói ra, ngồi đi. Vâng, thiếu chủ, Lâm Văn Long tại Trần Diệc Hàn đối diện ngồi xuống. Trần Diệc Hàn nói ra, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu hai cái lão già kia muốn lợi dụng ta tới đối phó Ninh Thiên Đô. Bọn họ lại nghĩ không ra, ta cố ý giả bộ như ấu trĩ, lại là làm cho bọn hắn nhìn. Lâm Văn Long hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được vị thiếu chủ này nội tâm phong mang. Thiếu chủ, ta hết thảy đều là ngài cùng chủ nhân cho, ngài có dặn dò gì, ta đều sẽ qua cho ngài hoàn thành. Hắn đón đến, nói ra, trước đó ta cùng La Quân có rất nhiều ân oán dây dưa, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại là con trai của chủ nhân. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là cứu căn nguyên, người há không cũng phải gọi hắn một tiếng thiếu chủ. Lâm Văn Long lập tức cung kính nói ra, ta chỉ nghe chủ nhân cùng thiếu chủ ngài, ngài muốn tôn hắn vì thiếu chủ, hắn chính là thiếu chủ của ta, ngài như không nguyện ý, hắn thì chẳng phải là cái gì. Trần Diệc Hàn nói ra, Lâm Văn Long, những năm này ngươi phát triển không tệ. Tiến cảnh tu vi cũng không tệ, ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cho ta cùng phụ thân ta làm việc, tuyệt đối bạc đãi không ngươi. Lâm Văn Long nói ra, vâng, thiếu chủ. Lâm Văn Long theo rồi nói ra, thiếu chủ, ngài như cảm thấy giết La Quân không tiện, ta có thể đời ngài xuất thủ. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi giết, cái kia ngươi liền chết chắc. Thần đế sao lại cho phép ngươi giết hắn thần vực người? Lâm Văn Long không khỏi ngẩn ngơ. Trần Diệc Hàn nói ra, thần đế cũng là thôi, nếu là thật sự muốn giết La Quân chết sớm 1000 lần. Không giết hắn, là bởi vì hắn con cờ này đối phụ thân ta còn hữu dụng chỗ. Những vật này, nói cho ngươi nhiều, ngươi cũng không hiểu. Lâm Văn Long cúi đầu xuống. Trần Diệc Hàn nói tiếp, ngươi nhớ kỹ, ta nếu không phải giết La Quân. Ta muốn là thứ nhất, phát triển thế lực ta, tại nhân số cùng nhân số trên thực lực vững vàng ngăn chặn La Quân. Thứ hai, là chèn ép La Quân, hạn chế La Quân. Vâng, ta minh bạch, Lâm Văn Long lập tức nói. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi cảm thấy, trước mắt chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Văn Long cũng là thông minh người, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt nói ra, đánh rắn đánh bảy tấc, chúng ta đã muốn phát triển thế lực, đương nhiên liền có thể tại thần vực bên trong lôi kéo, bồi dưỡng. Thứ hai, muốn hạn chế La Quân, vậy sẽ phải từ La Quân bên người ra tay. Đem bạn hắn biến thành hắn địch nhân, hoặc là bằng hữu của chúng ta. Mà căn cứ ta quan sát, La Quân bên người có đại bản sự nữ nhân cũng không ít, nói thí dụ như Quốc An Trầm Mặc Nùng, còn có Ninh Thiên Đô đồ đệ Lâm Băng. Thiếu chủ ngài nếu có thể đem hai nữ nhân này nạp thành thê thiếp, như vậy đối La Quân tới nói, mặc kệ là lòng tự trọng vẫn là trên thực lực, đều là một cái cực trầm trọng đả kích. Trần Diệc Hàn nhãn tình sáng lên, nói ra, người nói có chút đạo lý. Ta nhìn cái kia Lâm Băng, quả nhiên là tuyệt sắc rung động lòng người, rất lợi hại phù hợp ta khẩu vị. Lâm Văn Long mỉm cười. Trần Diệc Hàn nói ra, bất quá những nữ nhân này cũng không so vô tri thiếu nữ, muốn đưa các nàng đem tới tay không phải đơn giản như vậy. Lâm Văn Long nói ra, ngài có các loại thần thông cùng thủ đoạn, đối phó nữ nhân, không nhất định phải truy cầu. Nữ nhân một khi bị làm lên giường, liền sẽ dễ dụ rất nhiều. Thần đế chỉ là không cho phép chúng ta sát thần vực bên trong người, cũng không có nói không cho phép dùng sức mạnh. Mặt khác, La Quân còn có một cái lão bà. Cái kia cũng coi là thiên tư quốc sắc. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, nói ra, người nói rất lợi hại có đạo lý. Hắn đón đến, nói ra, ta tại phụ thân ta quản thúc dưới đã tu luyện 20 năm có thừa, chưa bao giờ có một ngày thư giãn. Bây giờ đã xuất thế, thế giới phồn hoa này tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ. Còn La Quân lão bà, cùng Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng những nữ nhân này,
về sau lại nói. Hiện tại ngươi muốn đi thay ta tại Los Angeles bên này chuẩn bị kỹ càng một ngôi biệt thự, ta muốn ở chỗ này trước tìm mấy cái thời gian dài làm bạn nước, cô nàng lại nói. Trần Diệc Hàn là cái thoải mái người, hắn tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn là muốn làm vô đạo hôn quân, thê thiếp thành đàn. Đây là hắn ưa thích sinh hoạt, hắn sẽ không đi áp chế. Lâm Văn Long hiệu suất làm việc cực nhanh, ngày thứ hai ngay tại Los Angeles cho Trần Diệc Hàn cả một tràng biệt thự cạnh biển. Thuận tiện một hơi hoa giá cao mời 10 cái dị quốc người mẫu trẻ tại trong biệt thự ở, chờ đợi Trần Diệc Hàn sủng hạnh. Trần Diệc Hàn được mời đến biệt thự về sau, thấy một lần tình cảnh này, lập tức liền là Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hắn vung tay lên, cho Lâm Văn Long hai cái tiên đan. Lâm Văn Long đạt được tiên đan ban thưởng sau không khỏi đại hỉ. Lại nói lúc này La Quân, hắn không có chút nào nghĩ tới Trần Diệc Hàn hội đi đối phó vợ hắn cùng bằng hữu. Hắn vẫn cảm thấy tất cả mọi người là thần vực người, làm sao cũng phải có chỗ cố kỵ. Thần vực quy định là không thể đi công kích thần vực đệ tử người nhà. Bất quá Trần Diệc Hàn loại công kích này cũng là có chút xảo diệu, hắn nếu là đem Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng cho đem tới tay, để khăng khăng một mực đi theo hắn. Như vậy, cái này cũng không tính công kích, huống chi, Trầm Mặc Nùng còn không tính là quân người nhà. Về phần Tư Đồ Linh Nhi, Trần Diệc Hàn là càng có dự định. Tóm lại hắn muốn đã đả kích đến La Quân, lại muốn cho thần đế không lời nào để nói. Khoan hãy nói, Trần Diệc Hàn nghĩ đến đây Tư Đồ Linh Nhi cũng coi là chính mình chị dâu. Có thể ngủ chính mình chị dâu, hắn cảm thấy đây là phi thường kích thích một việc. Lúc này La Quân cả đám còn trước khi đến Bắc Nhĩ Châu trên đường. Bọn họ từ Los Angeles đến Thụy Sĩ, lại lập tức ném tiền mặt mua xe, cao hiệu suất cầm bảng số. Tiếp lấy thì lái xe lên đường. Qua hướng Bắc Nhĩ Châu, phía trước đường vẫn là đường cao tốc. Mở ra 500 cây số về sau, chính là Bàn Sơn đường cái. Đầu này Bàn Sơn đường cái lưng tựa ép sơn mạch. Cái kia ép sơn mạch tựa như là xuyên qua địa cầu lưỡng giới đường ranh giới, xa xa nhìn lại, hùng hồn bao la hùng vĩ, uốn lượn như long. Trên trời là lam thiên bạch vân, từng đóa màu trắng đám mây giống như là kẹo bông gòn một dạng, cực kỳ xinh đẹp. Gió núi quét, khiến người ta dễ chịu hài lòng. Lần này, là La Quân đang lái xe. Xe là một cỗ Việt dã Land Rover, Lâm Băng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trầm Phong, Tần Lâm, còn có Mạc Vũ ngồi ở phía sau. Loại này đường núi, thật đúng là chỉ có La Quân đến lái mọi người mới có thể yên tâm. Trước đó để Mạc Vũ đến lái, từng cái ngồi kinh hồn bạt vía. La Quân kỹ thuật lái xe, đây tuyệt đối là có thể miểu sát mọi người. Xế chiều hôm đó 5 điểm, mọi người rốt cục đến Bắc Nhĩ Châu. Tiến vào Bắc Nhĩ Châu lúc, tất cả mọi người trông thấy trong truyền thuyết Phổ Lạc Bắc Nhĩ Hồ. Phổ Lạc Bắc Nhĩ Hồ cứ như vậy xem xét, làm cho người ta coi là đây là ầm ầm sóng dậy đại hải. Mà lại, nơi này hồ nước trong vắt đến khiến người ta giận sôi cấp độ. Có thể thấy rõ ràng dưới nước 10 mét chỗ sâu con cá cùng rong các loại. Nếu như từ không trung vào chiều dưới hàng đập, người trong hồ chống thuyền, hội coi là hồ nước này không tồn tại, người này là trên không trung dạo chơi. Khó trách Phổ Lạc Bắc Nhĩ Hồ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy du khách điên cuồng đến đây du lịch. Phổ Lạc Bắc Nhĩ Hồ là cái thứ nhất danh lam thắng cảnh, bên trong còn có Alexandro đế chỗ ở cũ, cùng cổ lão hầm trú ẩn, còn có rực rỡ như tinh hà viện bảo tàng. Mặt khác Bắc Nhĩ Châu còn có một cái đảo, hòn đảo này là bị Phổ Lạc Bắc Nhĩ Hồ cắt cứ đi ra. Trên cái đảo này toàn bộ đều là chim chóc, người xưng Chidori đảo. Trên thực tế, Chidori đảo đã không chuẩn xác, liền xem như dùng vạn cái đơn vị này đều không đủ đầy đủ. Đủ loại danh thắng cổ tích cùng ưu mỹ phong cảnh cấu tạo thành bây giờ rực rỡ Bắc Nhĩ Châu. Bắc Nhĩ Châu chủ muốn trụ cột sản nghiệp cũng là ngành du lịch. Đương nhiên, nơi này còn có mặt khác sản nghiệp, tỉ như súng ống đạn dược buôn lậu, tỉ như độc phẩm mua bán. Tại thực thể kinh tế không được tình huống dưới, Bắc Nhĩ Châu bản thổ cư dân còn có ngoại lai người Do Thái đều đang nghĩ biện pháp phát tài. Cho nên phần lớn thời gian, người là bị bước đi ra. Nơi này coi như không tệ, Lâm Băng đem đầu duỗi ra ngoài xe, từ đáy lòng cảm khái nói ra. La Quân cũng là lần đầu tiên đến Bắc Nhĩ Châu, hắn đối Bắc Nhĩ Châu giải vẻn vẹn từ một số trên tư liệu đến giải. Hắn nhìn chúng là nơi này địa hình cùng chính trị hoàn cảnh. Một đi ngang qua, giống như mở tại Duyên Hải trên đường lớn. Chung quanh hai bên, không ít du khách đang quay chiếu. Mọi người mang theo che nắng mũ, có thậm chí ăn mặc bikini.
Nhưng là cái này Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ là tuyệt đối không cho phép xuống nước. Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ sở dĩ có thể như thế trong vắt, đều là dựa vào Bác Nhĩ Châu chính phủ đại tâm tư thủ hộ a. La Quân đối Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, người như ưa thích nơi này, đại có thể ngay ở chỗ này định cư a. Người yên tâm, nhà, xe, viện tử ta toàn bộ cho người miễn phí phân phối. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, người đạo là đánh tính toán thật hay, cầm cái 2-3 ngàn vạn đi ra, vừa muốn đem ta cho thu mua. La Quân nói ra, cái kia sư tỷ, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ta cho dù là cái gì cũng không cho ngươi làm, vậy ngươi vẫn là muốn giúp ta. Lâm Băng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trợn mắt chừng một cái. Bởi vì đạo lý, thật đúng là chính là cái đạo lý này. Trầm Phong mấy người cũng không khỏi bật cười. Không hề nghi ngờ là, Lâm Băng cùng La Quân ở giữa quan hệ rất tốt. Nhưng Lâm Băng cùng Trầm Phong giữa bọn hắn, cũng vẻn vẹn cũng là quen biết hời hợt. Trầm Phong bọn họ bái Ninh Thiên Đô vi sư, cũng là bởi vì La Quân. Trầm Phong bọn họ đối Ninh Thiên Đô cũng không có quá lớn quy trúc cảm, bất quá Trầm Phong mấy người đối Ninh Thiên Đô vẫn là cảm kích cùng tôn kính. Không có hắn nguyên nhân, đơn giản là Ninh Thiên Đô là đáng giá mọi người tôn kính. Một đi ngang qua, rất nhanh liền tiến vào Bắc Nhĩ Châu khu vực thành thị. Khu vực thành thị phồn hoa cùng cực, còn có cổ lão tàu điện, cùng Trung Âu thế kỷ một số kiến trúc. Nơi này thật sự là một cái thuộc về châu Âu văn hóa cổ thành. Đông đường phố cùng Tây Nhai, phân biệt rõ ràng. Đông giữa đường phồn vinh vô cùng, các loại công nghệ cao, hiện đại hóa thiết bị đều có, cao ốc san sát. Tây Nhai bên trên tàu điện, máy hơi nước, một số cổ lão già kia còn có kiến trúc toàn bộ bị xuống tới. Đây là một loại chắc tuyệt thấy xa. La Quân bọn người hiện tại muốn đi thì là đông đường phố. Trầm Mặc Nùng đã sớm tới trước một bước, nàng đến mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên, Trầm Mặc Nùng đem Bác Nhĩ Châu chính trị tình huống đánh đi a rõ ràng, nàng cũng không là một người tới. Lúc đến đợi, tình báo hệ thống liền theo tới. Bước thứ hai, Trầm Mặc Nùng đem Bác Nhĩ Châu một số hắc ám thế lực sở cái rõ ràng. Bước thứ ba, Trầm Mặc Nùng đem Bác Nhĩ Châu tình trạng kinh tế làm phân tích. Bước thứ tư, Trầm Mặc Nùng vì La Quân tìm hiểu vị trí tốt, cũng là tìm một chỗ đến làm La Quân khu vực. Những này là Trầm Mặc Nùng làm công tác chuẩn bị, nàng chuẩn bị thành sách, sau đó tới cung cấp La Quân tham khảo. Không thể không nói, Trầm Mặc Nùng năng lực làm việc là tương đương xuất sắc. Nàng năng lực cũng không thể hiện tại nàng tu vi bên trên, mà chính là những này chi tiết nhỏ. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng biết được La Quân bọn người hôm nay muốn tới. Nàng liền trước thuê kế tiếp nhà trọ. Dù sao chỉ cần có tiền, mặc kệ là cỡ nào chen chúc thành thị, nó đều sẽ vì kẻ có tiền đưa ra địa phương tới. Cái này nhà trọ gọi là Bác Nhĩ nhà trọ, là tại một đầu bóng rừng đường cuối cùng, vô cùng yên tĩnh. Đi vào thời điểm còn có cửa sắt, phía sau cửa sắt là tiểu viện tử. Trầm Mặc Nùng chính mình cũng mua một cỗ pho xe, nàng mở ra pho xe nghênh đón La Quân bọn người. Lẫn nhau gặp mặt về sau, cũng đều là người quen cũ. Mọi người ở chung không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ta đã chuẩn bị cho mọi người tốt chỗ ở, còn có phong phú tiếp phong yến. Mọi người đi theo ta đi, nàng nói xong cũng lên xe dẫn đường. La Quân lái xe theo ở phía sau. Rất nhanh, mọi người liền đến Bác Nhĩ nhà trọ. Yên tĩnh Bác Nhĩ nhà trọ, trắng noãn âu thức kiến trúc, chờ một chút hết thảy, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này nhà trọ không tệ, ta xem chúng ta có thể mua lại. La Quân vừa tiến đến thì nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mua là có thể mua, bất quá lão bản kia xem chúng ta là người bên ngoài, chỉ sợ sẽ công phu sư tử ngoạm.